Mục Thần Ký chương 441, Hỏa Diễm Sa Mạc. Dù sao Tần Mục cũng là đại tế Tử Thiên Thánh Học Cung, trước khi đi dặn dò một phen, sĩ Tử Thiên Thánh Học Cung rất nhiều đều đến từ Thiên Ma Giáo, rất nhiều quốc tử giám cũng đến từ Thiên Ma Giáo, cho dù hắn không có mặt cũng không xảy ra chuyện gì, bởi vậy hắn rất yên tâm. Hắn lại truyền thụ Hoạn Long Kinh cho Tư Vân Hương, bảo nàng mời người chăm sóc đám giao long. Những con giao long này chỉ ăn linh đan, hơn nữa chủng loại khác biệt, ăn linh đan cũng khác biệt. Tần Mục dặn dò, ta đã viết xong chủng loại và số lượng linh đan, thánh nữ không nên quên. Nếu bọn chúng không nghe lời ngươi, liền đi kêu Linh Nhi, nàng đánh bại đám giao long này. Tư Vân Hương cười nói, ta có Hoạn Long Kinh nơi tay, còn có thể kém tiểu hồ ly sao? Lần này ngươi không mang theo vài con giao long hộ thân, tiểu hồ ly cũng không đi theo ngươi. Linh Nhi theo học pháp thuật với Hồ Tiên, lần này sẽ không đi. Hơn nữa lần này đi Tây Thổ thăm dò con đường, cũng không có nguy hiểm gì. Tần Mục phân phó một phen, lại chào từ biệt đám người Tư bà bà. Đang chuẩn bị mang theo Long Kỳ Lân lên đường, lại thấy Long Kỳ Lân đứng bên người tiểu nha đầu 5-6 tuổi. Kỳ Nhi muội muội, ngươi không theo nãi quỳ đi Tây Thổ. Tần Mục khó hiểu nói, Hùng Kỳ Nhi lắc đầu nói, mẫu thân bảo ta đi theo ngươi. Mẫu thân nói nàng không quá tin tưởng Duyên Khang quốc sư. Nàng nói Duyên Khang quốc sư không có bao nhiêu mùi người, vì đạt tới mục đích có thể bỏ qua tất cả. Người như vậy khó làm mẫu thân yên tâm. Tần Mục nói, tâm tư mẫu thân ngươi thật tinh tế. Ngươi đi theo ta cũng tốt, nàng và quốc sư mục tiêu quá lớn, đi theo ta ngược lại an toàn hơn. Hắn ôm Hùng Kỳ Nhi, nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, quát, Long béo, xuất phát. Long Kỳ Lân lập tức lao nhanh hai bước, điều khiển mây lửa bay lên trời, nói, giáo chủ, những ngày qua ta cảm thấy hương vị xích hỏa linh đan không đúng, có phải ngươi đổi linh đan hay không? Tần Mục lắc đầu nói, Long béo, ngươi không cần nghi thần nghi quỷ, nếu như ta đổi linh đan ngươi còn có thể nếm không ra. Long Kỳ Lân nửa tin nửa ngờ, Hùng Kỳ Nhi kinh ngạc nói, Long béo chạy nhanh hơn lúc trước, bụng cũng không lớn nữa. Long Kỳ Lân lại sinh lòng nghi ngờ. Mỗi lần ăn linh đan nó đều lột ra, nhìn xem Tần Mục có động tay chân hay không, nhưng không có phát hiện dị trạng. Tần Mục tươi cười, hắn cải tiến xích hỏa linh đan và hỏa hành thần nguyên đan, kết hợp hai loại làm một, hương vị không khác gì xích hỏa linh đan nhưng lại có phần cay miệng, Long Kỳ Lân có thể ăn ra hương vị không đúng nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Tốc độ của Long Kỳ Lân nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa sức chịu đựng kéo dài, qua 2-3 ngày đã tới đại khư. Tần Mục dựa theo ký ức tìm được thuyền Nguyệt Lượng, tượng đá trưởng thôn nằm cách thuyền Nguyệt Lượng không xa, hắn kinh ngạc, nhìn thấy nơi này xuất hiện hai gia đình, hiển nhiên là phòng ốc mới xây. Hai gia đình này chú ý tới nơi đây có một pho tượng đá ngăn cản hắc ám, cho nên đến đây định cư. Hai gia đình nhìn thấy hắn cưỡi quái vật giống rồng mà không phải rồng, giống như Kỳ Lân không phải Kỳ Lân, bọn họ căng thẳng. Hai thợ săn trẻ tuổi cầm xuyên thép đi tới, sau lưng người trẻ tuổi có phu nhân ló đầu ra. Tần Mục dừng bước, mang theo Hùng Kỳ Nhi nhảy ra khỏi lưng Long Kỳ Lân. Hắn hành lễ với hai người, hai thợ săn đáp lễ, nói, ngươi là sơn tặc hay cường đạo, ta chỉ là khách qua đường tới gặp bạn cũ. Các ngươi yên tâm, ta cũng không ác ý. Tần Mục đi tới phía trước tượng đá trưởng thôn, thả dê bò tế phẩm xuống, nói, đây là trưởng bối nhà ta chuyên đến tế bái. Nếu như hắn nhìn thấy tàn khu bản thân cũng có thể che chở các ngươi, trong lòng nhất định rất vui vẻ. Hắn tế bái một phen, thi triển thần thông khiên hồn dẫn, lập tức mây đen bộc phát, hắc ám phun trào. Khiên hồn dẫn thúc giục hồi lâu, chỉ thấy ngoài thôn có nhiều khô lâu đi lại, từ đầu tới cuối tượng đá trưởng thôn chưa khôi phục. Lại qua không lâu, pháp lực Tần Mục hao hết không còn. Đang muốn xua tan thần thông khiên hồn dẫn, đột nhiên tượng đá trưởng thôn giật giật, há mồm phun ra vài mai kim tệ, mở miệng nói, Mục Nhi, Tết Trung Nguyên, đêm trăng tròn, ta ở Quỷ Môn Quan chờ ngươi, dứt lời, lại khôi phục thành tượng đá. Tần Mục nhặt vài mai kim tệ lên, lại là 8 phong đô tệ, thôn dân bốn phía ngạc nhiên. Tần Mục chuyển thân cảm ơn mấy người kia, lưu lại chút tiền tài, nói, xin các vị bình thường dọn dẹp tượng đá một chút, không nên quá bẩn. Dứt lời, chuyển thân rời đi, những người kia nhìn bóng lưng hắn đi. Một vị phụ nữ trẻ suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, ngươi nhìn dáng vẻ thiếu niên vừa rồi, có phải là thiên thần lái thuyền lớn tới đây hay không? Các phụ nhân khác cả kinh kêu lên, quả thực rất giống. Đêm hôm đó, chiếc thuyền lớn kia bay qua bên cạnh thôn ta thấy thiên thần trên thuyền giống hắn như đúc. Một thợ săn vội vàng nói, các ngươi đừng nói mò. Hắn chỉ là thiếu niên, tuổi tác còn nhỏ hơn chúng ta. Làm sao có thể là thiên thần trên thuyền? Tần Mục mang theo Hùng Kỳ Nhi cưỡi Long Kỳ Lân đi về phía Tây, đến ban đêm thì dừng lại nghỉ ngơi. Hắn lại đi qua thung lũng Tây Thiên Cung, quan sát cung di tích Tây Thiên, lúc này mới rời khỏi. Quá khứ phải đi hơn 10 ngày,
bọn họ rốt cuộc đi tới cực Tây Đại Khư. Nơi đó cũng có một sơn mạch liên miên chập trùng, tuyết trắng mênh mang, ngăn cách Đại Khư. Nơi này cũng có thần đoạn sơn mạch. Tần Mục ngồi Long Kỳ Lân đi lên đỉnh núi, đột nhiên huyền cơ nỏ bắn ra một mũi tên thô to, gió tuyết tung bay. Long Kỳ Lân nhất trảo đánh bay mũi tên, nó giật nảy mình, thất thanh nói, giáo chủ, ta mạnh lên. Tần Mục nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy trên đỉnh từng ngọn núi đều có huyền cơ nỏ tự động vận chuyển, thay đổi phương hướng, vội vàng quát, Long Béo, chạy mau, ông, từng huyền cơ nở bắn tới, tuyết lớn không ngớt, điên cuồng bắn hàng loạt về phía bọn họ. Long Kỳ Lân vội vàng nhảy lên như bay, chạy như điên tới đỉnh núi khác, từng mũi tên thô to đuổi theo bọn họ, hóa thành từng cây băng trụ, càng nhiều mũi tên phóng tới. Long Kỳ Lân hét lớn một tiếng, hỏa diễm sau lưng bộc phát không ngớt, mây lửa dày đặc. Từng đám mây lửa bốc lên dày đặc, thật nhiều băng tiễn hòa tan, tay Tần Mục kết kiếm quyết, đột nhiên chấn động. Lúc này 8.000 thanh kiếm bay đầy trời, băng tiễn bị chặt đứt liên tục, Long Kỳ Lân chạy xuống núi như điên, mũi tên phía sau rơi xuống như mưa, chúng không ngừng chọc vào lưng bọn họ. Chờ bọn họ lao xuống dưới núi, trận tiễn tập kích mới dừng lại, Tần Mục thở vào nhẹ nhõm, đột nhiên sóng nhiệt đập vào mặt, hắn nhìn về phía trước. Một sa mạc lớn nằm ngay trước mặt, cũng liên kết với bầu trời. Đại mạc bộc phát hỏa diễm sáng rực, bầu trời bị đốt đỏ rực. Tần Mục quay đầu nhìn núi tuyết phía sau, xuyên qua sa mạc hỏa diễm, chính là Tây Thổ. Hùng Kỳ Nhi nói, Tây Thổ nằm phía sau sa mạc. Tần Mục không hiểu, Tây Thổ ở giữa đại khư, tại sao có sa mạc hỏa diễm này? Hỏa diễm trong sa mạc tới từ đâu? Mẫu thân ta kể, hỏa diễm là thần hỏa, dùng để ngăn cản khí dân trong đại khư, tránh bọn họ ra ngoài. Đột nhiên Hùng Kỳ Nhi nhảy vào trong sa mạc, Tần Mục giật nảy mình. Hùng Kỳ Nhi nhanh chân chạy loạn, cười nói, lửa nơi này không làm hại chúng ta, chỉ thiêu chết khí dân trong đại khư. Đối chúng ta mà nói, hỏa diễm này không nóng nhưng đối với người đại khư, lửa này rất nóng. Ta nghe mẫu thân nói, khí dân đi vào sa mạc, mi tâm sẽ mọc ra một đám hoa văn lửa, ký hiệu thân phận bị vứt bỏ. Nếu như thân phận khí dân càng cao, ngọn lửa trên người càng nhiều. Tần Mục vươn tay chạm đến hỏa diễm, đột nhiên cảm giác tê rần. Vội vàng thu tay lại. Ngón tay của hắn đang bốc cháy, hắn vội vàng dập tắt hỏa diễm, nhíu mày, hỏa diễm trong sa mạc là nơi nguy hiểm với con dân đại khư, tiến vào bên trong, khẳng định sẽ bị thiêu chết. Kỳ Nhi, đi lên, Tần Mục dùng nguyên khí cuốn lấy tiểu nha đầu chạy loạn khắp nơi, ném vào trên lưng Long Kỳ Lân, nói, quốc sư và cung chủ xuất phát sớm hơn ta mấy ngày, chúng ta cũng không nên dừng lại, Long Béo. Đột nhiên Hùng Kỳ Nhi nói, đại ca ca, trên mặt ta xảy ra chuyện gì? Tần Mục không khỏi buồn bực, trên mặt ta thế nào? Ngươi trên mặt có thật nhiều hoa văn, Hùng Kỳ Nhi cả kinh kêu lên, hoa văn đang vặn vẹo, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Ngươi ngã bệnh. Đúng rồi, đại ca ca ngươi là khí dân đại khư, chẳng qua hoa văn hỏa diễm trên người ngươi rất nhiều. Tần Mục giật mình, vội vàng tìm kiếm tấm gương của dược sư. Nhìn gương chiếu vào mặt, hắn nhìn thấy trên mặt mình mọc ra nhiều hoa văn màu xanh và màu đỏ. Những hoa văn này vặn vẹo, phân bố trên ngũ quan, hắn giật cổ áo ra xem. Nhìn thấy trong ngực của mình cũng đầy hoa văn xanh và đỏ, hắn xuề bàn tay ra, nhìn thấy hoa văn mọc từ bàn tay hắn, lại lan tràn trong mu bàn tay. Tần Mục xé quần áo, vài tấm gương trong túi thao thiết bay ra ngoài, hắn nhìn vào trong gương, nhìn thấy trên lưng mình có rất nhiều hoa văn đang sinh trưởng, trên người hắn phủ kín hoa văn xanh và đỏ. Hùng Kỳ Nhi ngơ ngác nhìn hắn, thiếu niên mình trần đứng trên lưng Long Kỳ Lân, hầu như hoa văn hỏa diễm bò khắp người hắn. Mẹ nói khí dân thân phận càng cao, hoa văn ngọn lửa trên người càng nhiều, khí dân bình thường chỉ có hoa văn hỏa diễm trên mi tâm, trên người đại ca ca lại đầy hoa văn hỏa diễm. Tiểu nữ hài ngây dại, hắn có thân phận gì, chẳng lẽ là tác dụng của hỏa diễm nơi đây? Tần Mục suy tư nói, ta vừa rồi chạm vào hỏa diễm chui vào thân thể tạo thành hoa văn kỳ quái. Long Béo, đi về núi tuyết. Long Kỳ Lân không hiểu ý nhưng vẫn thận trọng rời khỏi sa mạc, đi tới phía dưới núi tuyết. Tần Mục nhìn vào trong kính, hắn nhìn thấy hoa văn ảm đạm. Đợi đi tới dưới chân núi, hoa văn hoàn toàn biến mất, hắn thu gương lại, mặc quần áo, thản nhiên nói, Long Béo, tiếp tục chạy đi, không sao. Những hoa văn này có lẽ là biểu tượng của khí dân. Long Kỳ Lân vội vàng xông vào sa mạc, hoa văn trên người Tần Mục lại bắt đầu hiện ra, điên cuồng sinh trưởng, thiếu niên không để ý lắm. Phong cảnh hỏa diễm trong sa mạc không giống bình thường, đâu đâu cũng có vòi rồng hỏa diễm quét sạch tất cả. Long Kỳ Lân thiên tính thuộc hỏa, thích nhất điều khiển đại hỏa. Hào hứng đi về hướng đại hỏa. Tần Mục suýt chút nữa bị vòi rồng thiêu chết, vội vàng quát bảo ngưng lại. Long Kỳ Lân thấy hắn bị đốt sắc mặt tối tăm, lúc này giật mình, mới ngoan ngoãn chạy đi.
Hỏa diễm không có tác dụng với hắn nhưng lại có uy hiếp trí mạng với Tần Mục. Đại ca ca, phía trước có ốc đảo. Hùng Kỳ Nhi hưng phấn nói, nơi đó có nguồn nước. Tần Mục kinh ngạc, nói, loại địa phương này còn có nước. Sau đó, hắn nhìn thấy ốc đảo trên sa mạc, rất nhiều cây ô liu sinh trưởng bên cạnh hồ xinh đẹp, còn có mấy cái lều vải da dê bên cạnh. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới, đợi đi tới bên hồ, Tần Mục nhảy xuống, nói, khách qua đường xa đến đây, quấy nhiễu các vị. Vải lều da dê xốc lên, một vị thiếu niên đi ra, cười nói, không quấy rầy. Ta ở đây tu luyện dị pháp, đang cần người tới hiến tế. Là tiểu tử ngươi, sắc mặt thiếu niên thay đổi, Tần Mục không nói lời nào liền rút kiếm, 8.000 cây kiếm đâm tới bao phủ thiếu niên. Tốc độ phản ứng của thiếu niên cực nhanh, thời điểm Tần Mục động kiếm thì hắn đã lui vào lều vải phía sau. Lều vải da dê chia 5 xẻ 7, vô số đạo kiếm quang bắn vào lều vải, đột nhiên kiếm quang dừng lại. Ngay sau đó chúng chui vào lòng đất, thiếu niên chui vào lều vải liền tiến vào lòng đất, đùng. Cách đó một dặm, 8.000 thanh phi kiếm phá đất bay lên cao, đuổi theo bóng dáng thiếu niên đang phóng lên cao. Thiếu niên kia nhảy lên cao và mở tay ra, phía sau mọc ra hai cánh màu vàng, hai cánh chấn động như điên. Hoàng Kim Vũ kiếm đánh bay kiếm quang của Tần Mục, va chạm đinh đinh đang đang. Ánh lửa giữa không trung văng khắp nơi, đâu đâu cũng có phi kiếm bay loạn. Bàn tay Tần Mục chụp về phía trước, đột nhiên phi kiếm hỗn loạn giữa không trung dừng lại, cũng hội tụ vào trung tâm. Âm thanh đinh đinh đang đang va chạm vào nhau, hóa thành quả cầu kim loại cao chừng một trượng. Đó chính là kiếm hoàng của hắn. Kim hoàng to lớn, nó không ngừng trôi nổi giữa không trung. Một vòi rồng lửa quét qua, cuốn lấy thiếu niên kia. Thân thể thiếu niên kia bị hỏa long thôn phệ nhưng sau đó hắn xuất hiện trên đỉnh vòi rồng, hắn đứng trên vòi rồng, thét dài cười nói, Tần giáo chủ, Tần nhân hoàng, ngươi bám dai như đĩa. Ngươi cho rằng có một thân hình xăm trên người thì ta sợ sao? Chịu ta cúi đầu, thiếu niên này chính là Ban Công Thố, hắn đứng trên đùa vòi rồng và khom người bái Tần Mục, hắn khom người bái một cái, sau lưng xuất hiện tế đàn âm trầm. Trên tế đàn xuất hiện một ma thần, cũng khom người muốn bái. Năm ngón tay Tần Mục mở rộng ra, cũng nhấn vào mặt đất. Vòi rồng lửa quét qua mặt đất, các đá trên mặt đất chuyển động điên cuồng, cũng nuốt lấy vòi rồng trên mặt đất. Thân thể Ban Công Thố trên vòi rồng bất ổn, hắn bái không xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn nhìn thấy một kiếm hoàng to lớn xuất hiện, 8.000 cây kiếm chuyển động thật nhanh, mũi kiếm như biến thành cái miệng nuốt lấy hắn. Triền kiếm thức, nhất chỉ định giang sơn. Trong cơ thể Ban Công Thố sinh ra 4 tiếng nổ, từng tòa thần tàng mở ra, pháp lực tăng vọt. Tay trái chỉ xuống đất, mặt đất xuất hiện vặn vẹo, lòng đất tuôn ra từng đóa hoa sen định trụ mặt đất, tay phải của hắn chỉ vào cái miệng lớn trên bầu trời. Trên không có vô số phi kiếm biến thành miệng lớn bao phủ từng đóa hỏa liên, cùng xoay tròn quấn quanh phi kiếm và ngăn chặn chiêu thức của Tần Mục. Ban Công Thố lộ ra vẻ mỉa mai, Tần giáo chủ, ta đã là thất tinh cảnh, cảnh giới cao hơn một tầng chính là cao hơn một trọng thiên, có thể đè chết người. Ngươi cảm nhận pháp lực làm ngươi tuyệt vọng chưa? Đột nhiên từng đóa hỏa liên vỡ ra, Ban Công Thố giật mình, pháp lực của hắn không bằng ta. Ta đã là thất tinh cảnh, tại sao hắn có thể rèn luyện pháp lực tới mức này, là tồn tại đã chuyển thế vài chục lần. Mặc dù hắn không nói rèn luyện pháp lực tới mức đệ nhất thiên hạ nhưng cũng hiếm có trong thiên hạ, pháp lực cùng cảnh giới hùng hồn hơn người khác vài lần. Mặc dù Tần Mục là một trong số đó nhưng không vượt qua hắn bao nhiêu, hắn trước kia đấu với Tần Mục vài lần, lần thứ nhất, cảnh giới hai người tương đồng. Khi đó bọn họ đều là lục hợp cảnh, pháp lực không kém bao nhiêu, hầu như đều bằng nhau. Tần Mục dựa vào công pháp thần thông biến hóa, một đường dẫn dắt hắn làm hắn phải ứng biến mệt mỏi, đến mức bị Tần Mục chiếm cứ tiên cơ mà thua. Chẳng qua lần thứ hai, lúc va chạm chính diện với nhau, tu vi cảnh giới của hắn tăng nhanh hơn Tần Mục, pháp lực cũng đã vượt qua Tần Mục rất nhiều. Tần Mục dựa vào 8.000 phi kiếm biến thái hóa thành đại kiếm hoàng tranh chấp cùng hắn, không rơi vào thế hạ phong. Mà bây giờ hắn đã là thần thông giả thất tinh cảnh, Tần Mục vẫn là lục hợp cảnh. Theo lý pháp lực của Tần Mục không bằng hắn, Tần Mục không thể phá vỡ thần thông của hắn. Hiện tại, va chạm chính diện lần đầu, phi kiếm của Tần Mục vẫn nghiền nát thần thông nhất chỉ định giang sơn. Mặc dù dựa vào phi kiếm sắc bén nhưng cũng cho thấy pháp lực Tần Mục không hề kém hơn hắn, cho dù không bằng hắn cũng không kém bao xa. Duyên Khang quốc sư tiến đánh Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Loan Di Khả Hãn đầu hàng Duyên Khang quốc sư. Hắn liền biết Lâu Lan Hoàng Kim Cung sẽ bị phá vỡ nên không đợi Duyên Khang quốc sư phát động công kích liền bỏ chạy trong đêm, cũng bỏ lại tất cả đại vu. Vu vương trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung chịu chết, cho dù là Vu Tôn cũng không biết hắn bỏ chạy trong đêm. Lâu Lan Hoàng Kim Cung hủy diệt, Vu Tôn cũng bị quốc sư chém giết. Ban Công Thố rút kinh nghiệm xương máu, biết Thảo Nguyên đã khó mà dung thân,
Duyên Khang quốc sư nhất định sẽ hạ lệnh cao thủ dưới trướng tìm tung tích của hắn nên trốn vào trong sa mạc hỏa diễm. Hắn là chuyển thế thân, tu vi tiến bộ thần tốc, có ưu thế thần thông giả khác khó địch nổi. Mỗi ngày trốn trong ốc đảo, ban đêm đi Tây Thổ bắt giữ lê dân bách tính Tây Thổ đến ốc đảo luyện công. Chưa tới thời gian nửa năm, hắn đã đột phá đến thất tinh cảnh giới. Hắn vốn chờ khôi phục tu vi kiếp trước liền giết trở lại Duyên Khang báo thù rửa hận. Đến lúc đó, ai có thể làm hắn cúi đầu? Lần này gặp lại Tần Mục, hắn cảm thấy bối rối. Bản thân tăng lên thất tinh cảnh, hắn cho rằng có thể nghiền áp, không nghĩ tới thực lực Tần Mục đột nhiên tăng mạnh, bản thân lại không chiếm được lợi lộc gì. Ban công thố, ngươi đã lạc hậu. Đột nhiên Tần Mục lao vào trong ốc đảo hỏa diễm, thân thể hơi di động liền vượt qua khoảng cách mấy dặm. Hắn cưỡi gió mà đi, cơ bắp trên người hắn di động như dao long, thân thể vô cùng mạnh mẽ, thản nhiên nói, ngươi trốn chỗ nào, sau khi hoàng kim cung của ngươi bị diệt, bây giờ đạo pháp thần thông tiến bộ thần tốc, lục hợp cảnh đã có thể tu luyện nguyên thần, thất tinh cảnh loại trừ có thêm một thần tàng, hầu như không có khác nhau. Luận cảnh giới thần tàng, ngươi cũng không cao hơn ta. Ban công thố thân là hoàng kim đại Phật, thân thể hai người va chạm, long ngâm Phật âm chấn động không dứt, vẻ mặt ban công thố từ vàng ống biến thành màu trắng, cánh tay vang lên răng rắc, bay ngược trở về. Ngươi đây không phải Cửu Long Đế Vương công, hắn quát lớn một tiếng. Cửu Long Đế Vương công gia tăng cường độ thân thể rất mạnh, là tuyệt học của Duyên Phong Đế. Mặc dù ban công thố không có nhận được môn công pháp này, hắn đã giao thủ với Tần Mục đã sử dụng qua Cửu Long Đế Vương công. Chẳng qua khi đó Cửu Long Đế Vương công mạnh mẽ nhưng có không ít võ công và tuyệt học sánh ngang với nó, bởi vậy ban công thố không sợ chút nào. Nhưng lần này, hắn ăn thua thiệt bởi Cửu Long Đế Vương công, Tần Mục thúc giục Cửu Long Đế Vương công thô bạo đến cực điểm. Lực lượng thân thể vô cùng mạnh mẽ, hắn chẳng khác gì một con chân long hình người, lực lượng thân thể bộc phát, cơ bắp, gân, khung xương phát lực cùng một lúc không khác gì chân long tấn công, lực lượng cực kỳ khủng bố, đại Phật kim thân của hắn tan tác. Cánh tay gãy xương răng rắc, xương gãy cũng đâm ra khỏi khuỷu tay, kiếm bạo, bàn tay Tần Mục bao phủ, xoạt xoạt xoạt, vô số lưỡi phi kiếm bắn ra ngoài như mưa. Kiếm quang phun trào và bộc phát như hồng thủy, cũng bao phủ ban công thố vào trong, ban công thố áp chế đau đớn, thân hình chìm xuống dưới, trước khi kiếm quang ập tới liền chui vào trong sa mạc, 8.000 kiếm hạ xuống, sa mạc sôi trào, kiếm quang xuyên qua từng hạt cát tinh tế, Tần Mục đáp xuống đất, quần áo bay bay. Một cơn gió thổi qua, hắn áp chế hỏa diễm trong sa mạc, sau đó hắn lại bay lên cao. Những nơi đi qua, hỏa diễm tự động tách ra hai bên, sa mạc phạm vi vài dặm sôi trào, mấy đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tần Mục phóng thích nguyên khí cuồn cuộn, cũng phóng thẳng về phía trước, cát đá cuồn cuộn ập tới, trong sa mạc xuất hiện cát đỏ rực, mấy chục đầu rồng xuyên qua sa mạc, chợt cao chợt thấp, chui vào chui ra trong sa mạc. Kiếm quang bao phủ khắp mặt đất, đột nhiên uy lực thần thông bộc phát, long ngâm cuồn cuộn, vô số cát bay nổ tung, trong cát bụi, từng đạo phi kiếm bay lên không trung, bóng dáng ban công thố như ẩn như hiện, hắn đứng trên một nồi đồng lớn, nồi đồng chấn động mạnh, sóng âm hóa thành thực chất cũng bắn ra từng thanh phi kiếm, bỗng nhiên nồi đồng chui xuống đất, xuyên qua cát mà đi, Tần Mục nhanh chóng đuổi theo, cao giọng nói, Thanh Thanh, ngươi lấy chút nước, đi theo Long Béo chạy tới đây, Hùng Kỳ Nhi buồn bực, nói với Long Kỳ Lân, đại ca ca hồ đồ rồi, gọi ta là Thanh Thanh, Long Kỳ Lân lắc đầu nói, ngươi không biết năng lực ban công thố. Hắn biết tên họ của ngươi, hắn có thể cách ngàn dặm mà bái chết ngươi nên giáo chủ không kêu tên thật của ngươi, giáo chủ hơn phân nửa không có đủ tự tin chém giết hắn, cho nên bảo chúng ta lấy chút nước và đuổi theo hắn, giáo chủ là khí dân đại khư, hắn không thể kiên trì lâu trong hỏa diễm. Hỏa diễm trong sa mạc không có hơi nước, thần thông thủy hệ không có tác dụng, chúng ta lấy nước rồi đuổi theo, Hùng Kỳ Nhi bừng tỉnh hiểu ra, đang chuẩn bị vào hồ lấy nước, đột nhiên kinh hô một tiếng. Long Kỳ Lân vội vàng đi qua, nhìn thấy bên dưới hồ nước toàn xương trắng. Xương trắng chất đống, không biết có bao nhiêu thi cốt người bị bỏ ở nơi này. Ban công thố luyện công dựa vào thần hồn người khác, giết không biết bao nhiêu cao thủ Tây Thổ, thi cốt những người này bị bỏ ở nơi đây, còn lấy nước không? Sắc mặt Hùng Kỳ Nhi trắng bệch, Long Kỳ Lân cắn nát đầu lưỡi, hắn phun một nguồn máu vào trong hồ. Mặt hồ sôi trào, vô số bọt nước bốc lên cuồn cuộn, không biết bao nhiêu hồn trùng lao lên tranh đoạt long huyết. Long Kỳ Lân vội vàng há miệng cắn gáy cổ áo Hùng Kỳ Nhi, cũng kéo nàng lui về phía sau, tránh bị nước hồ bắn vào người. Hồ nước đã bị hạ hồn độc, đã không thể uống. Long Kỳ Lân thả tiểu nữ hài xuống, nói, ngươi leo lên chóp đuôi ta, ngồi xuống phía sau. Cái đuôi của hắn buông xuống, Hùng Kỳ Nhi vội vàng leo lên, cũng ngồi về phía sau. Long Kỳ Lân nhếch đuôi lên, Hùng Kỳ Nhi được nó thả trượt đến lưng, tiểu nữ hài kêu chơi vui,
lại chơi một lần, không thể chơi. Trên cổ ta có lông bờm, ngươi nắm chắc, ta muốn đuổi theo giáo chủ. Long Kỳ Lân nói, Hùng Kỳ Nhi bò qua, chui vào lông bòm thật dày, bàn tay nhỏ nắm hai cái lông bờm. Đột nhiên có một vảy rồng nâng lên che nàng lại, là Long Kỳ Lân lo lắng chạy quá nhanh làm nàng rơi ra ngoài. Lúc trước có Tần Mục bảo hộ Hùng Kỳ Nhi, Long Kỳ Lân không cần lo lắng, nhưng bây giờ Tần Mục không ở đây, nó phải chiếu cố Hùng Kỳ Nhi. Long Kỳ Lân dùng lực bảo hộ Hùng Kỳ Nhi, hình thành một tầng bình chướng, nói một tiếng cẩn thận rồi sau đó cất bước đuổi theo hướng Tần Mục rời đi. Tốc độ dần dần tăng nhanh, không dám đột nhiên tăng tốc, nhưng tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, nhanh chóng vượt qua âm thanh. Từng cồn các hỏa diễm bị bỏ lại phía sau. Long Béo, tốc độ của ngươi đã nhanh hơn trước kia. Hùng Kỳ Nhi lớn tiếng nói, tại sao ngươi không chạy nhanh trước mặt đại ca? Tiểu nữ hài thì hiểu được cái gì? Nếu muốn ngựa chạy nhanh, phải cho ngựa ăn nguyên liệu tốt. Long Kỳ Lân dương dương đắc ý, cười nói, ta cố ý chạy chậm một chút, giáo chủ sẽ cho ta linh đan tốt hơn, mong đợi ta càng tốt hơn, chạy nhanh hơn. Nếu ta tăng tốc độ lên từ từ, hắn liền biết linh đan có hiệu quả tốt, sau đó sẽ càng ra sức cải tiến linh đan, hơn nữa còn phải xem xét sở thích của ta. Nếu ta tăng lên quá nhanh, hắn sẽ không cải tiến linh đan, sẽ trộn lẫn thứ phẩm hỏa hành thần nguyên đan cho ta ăn. Ngươi đừng nói cho giáo chủ, bằng không hắn sẽ lười biếng. Hùng Kỳ Nhi nghe không rõ, nhưng vẫn liên tục gật đầu. Long Kỳ Lân chạy thật lâu, vẫn không đuổi kịp Tần Mục. Lại thấy ven đường có từng cùng các nổ tung, nó hoảng sợ, hiển nhiên Tần Mục đã giao chiến với ban công thố. Lại đi không lâu, Long Kỳ Lân nhìn thấy một cùng các dựng thẳng, hóa thành hồng sa cự nhân, cũng đập mạnh vào mặt đất. Là công pháp Tây Thổ Chân Thiên Cung, Hùng Kỳ Nhi cả kinh kêu lên, là đại ca ca sao? Long Kỳ Lân lắc đầu, nó cẩn thận, nói, giáo chủ không có pháp lực hùng hậu như thế. Chúng ta đi vòng qua, nó đi vòng qua, nhìn thấy cự nhân kia, nội tâm khẽ giật mình. Di tích trong sa mạc, từng tòa cung điện bằng đất vàng đã sụp đổ chỉ còn lại một nửa, còn thừa lại một chút đổ nát thê lương. Hỏa diễm nơi đó vẫn bốc cháy hừng hực, thậm chí còn cháy mạnh hơn so với những nơi khác. Di tích chiếm diện tích rất lớn, rộng mấy ngàn mẫu, toàn thân cự nhân cát bốc cháy, toàn thân đỏ rực, hỏa diễm cuốn thân, không có hai chân nhưng lại phi hành như bay trong di tích, nó không ngừng xuyên qua các con đường đi. Dưới thân cự nhân chính là cồn cát xoay tròn, bởi vậy cho dù không có chân nhưng nó vẫn đi rất nhanh. Hiện tại cự nhân đang đuổi giết Tần Mục và ban công thố, hai người đều bị cự nhân truy kích, tiếng đùng đùng vang lên liên tiếp bên tai, mỗi kích của cự nhân rất nặng nề, lúc nện vào sa mạc như cự kiếm chém vào tảng đá. Cự nhân lại không gây tổn thương lên di tích, lúc dòng cát chảy qua di tích đỏ nát nhưng di tích vẫn không bị tổn hại, thần thông ở Tây Thổ khác biệt hoàn toàn với Duyên Khang. Nơi này đi theo con đường vạn vật thành linh, cho dù là cát đá cũng có thể hóa thành cự nhân chiến đấu, cự nhân cùng cát đánh một đòn có thể phá nát núi đá, uy lực không thể đỡ. Nếu Tấn bị cự nhân cùng cát đánh trúng, chỉ sợ lực lượng kinh khủng cũng đủ làm hai người trọng thương, nhưng dù vậy, Tần Mục và ban công thố vẫn tấn công lẫn nhau. Hơn nữa còn hết sức tránh né cự nhân tấn công, ban công thố gãy một cánh tay, hành động bất tiện. Mặc dù Tần Mục điều khiển 8.000 kiếm, cho dù hắn có kiếm pháp tinh diệu thế nào cũng khó có thể thương tổn tới cự nhân cùng cát. Cho dù hắn chém nát cự nhân cùng cát, cự nhân vẫn khôi phục như lúc ban đầu, thực lực của nó không giảm chút nào. Hai người bọn họ có thân pháp xuất chúng, cự nhân cùng cát công kích vô cùng bá đạo nhưng chỉ dựa vào nắm đấm công kích, cũng không có pháp thuật thần thông nên không thể uy hiếp bọn họ quá lớn. Chẳng qua cổ quái chính là, dường như cự nhân cùng các chỉ công kích Tần Mục, làm như không nhìn thấy ban công thố. Pháp thuật chân thiên cung, Long Kỳ Lân quan sát xung quanh, nói, chẳng qua có người làm phép trốn chung quanh, đó là thủ hộ giả sa mạc, không phải thần thông. Hùng Kỳ Nhi kéo lông bờm của Long Kỳ Lân, nàng nhìn sang và nói, mẫu thân ta kể, trong sa mạc có rất nhiều di tích cổ xưa, lúc trước là chỗ ở của thần thủ hộ sa mạc, về sau những thần đó rời đi, chỉ lưu lại một chút thủ hộ giả trông coi sa mạc này. Nếu như là người đại cư đi vào, sẽ bị những thủ hộ giả này công kích. Đột nhiên, trong di tích có cát đỏ tung bay, lại có một cự nhân cùng cát đứng lên, nhanh chóng di chuyển và phóng về phía Tần Mục. Tần Mục vung tay lên, mấy chục cự long đỏ thẫm xuất hiện và phóng về phía cự nhân cùng cát. Hắn không ngừng đuổi theo ban công thố, nguyên khí của hắn vận chuyển càng ngày càng nhanh và rất mãnh liệt, uy lực thần thông càng ngày càng mạnh. Hiện tại là lúc chiến lực của hắn mạnh nhất, mấy chục con rồng màu đỏ xé nát cự nhân, cũng xuyên qua thân thể hai cự nhân. A, à, Tần Mục giật mình, hắn có cảm giác pháp lực trong thần thông của mình bị thôn phệ. Rồng cát xuyên qua thân thể cự nhân, pháp lực ẩn chứa trong rồng cát đều biến mất. Ban công thố nhìn ra tiện nghi, hắn trốn vào sau lưng hai cự nhân cùng cát, sau đó lại nương theo cự nhân tấn công Tần Mục. Tần Mục nắm tay lại,
ngón tay cái dựng thẳng lên, lại liều mạng đánh một quyền vào người Ban Công Thố. Ban Công Thố lập tức cảm giác được một quyền này của hắn không có bao nhiêu uy lực. Bên trong nắm đấm không có chút nội lực nào, cũng kéo hắn về phía trước. Tần Mục dựng thẳng ngón tay cũng bị Ban Công Thố nhìn thấy, hắn rùng mình. Lực công kích trong quyền của hắn đều tích lũy trong một chỉ này. Hắn dùng toàn lực tránh thoát, chiêu này của Tần Mục không phải quyền pháp, mà là kiếm pháp. Ngón tay cái là kiếm của hắn, nếu như không trốn thoát, ngón tay cái đè xuống, khi đó kiếm pháp sẽ cắt hắn thành hai nửa. Cái tên này, tại sao kỹ xảo chiến đấu lại tăng lên và khủng bố như thế? Cách lần giao chiến lúc trước mới một năm, vì sao thực lực của hắn tăng nhanh như vậy? Ban Công Thố dùng hết toàn lực, cuối cùng hắn cũng thoát được nắm đấm của Tần Mục. Vào lúc này, ngón tay cái của Tần Mục bộc phát kiếm quang, nguyên khí thành tơ. Mỗi một sợi tơ đều là kiếm ti quấn quanh một chỗ, kiếm quang bắn ra từ ngón cái của Tần Mục. Đột nhiên Ban Công Thố biến thành một bóng đen ngã xuống, cái bóng di chuyển cực nhanh và rời xa Tần Mục. Tần Mục đưa tay đè xuống, trên mặt đất xuất hiện một nửa chưởng ấn, Ban Công Thố thở vào nhẹ nhõm, lại đánh hụt. Nhưng vào lúc này, kiếm quang bao phủ không trung. Phạm vi bao phủ cực lớn, hắn không thể thoát khỏi phạm vi kiếm quang bao phủ. Đột nhiên, cự nhân cùng các thứ ba đứng dậy từ dưới chân Tần Mục, kiếm quang như mưa của hắn mất đi khống chế. Ban Công Thố vội vàng giải thoát trạng thái bóng đen biến thành người và nhảy lên trong sa mạc, hắn tránh né kiếm quang và chạy vào trong di tích, hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy Tần Mục bị ba cự nhân cùng các bao phủ, không biết sống hay chết, chờ gia hỏa này bị cự nhân cùng các đánh trọng thương, chính là thời cơ tốt nhất để ta chém giết hắn. Ban Công Thố vừa mới nghĩ tới đây, lại thấy Long Kỳ Lân gào thét lao tới. Ban Công Thố cười lạnh một tiếng, súc sinh cảm dám động thủ với ta. Nói đến đây, hắn cúi đầu liền bái, lớn tiếng quát, Long Béo. Phía sau hắn lập tức xuất hiện tế đàn cao lớn, trên tế đàn có ma thần tế bái. Long Kỳ Lân không hề bị lay động, Ban Công Thố hoảng hốt lo sợ, vội vàng lại bái một lần. Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân cách hắn không xa, hỏa quang trào ra khỏi miệng, Ban Công Thố hộc máu. Hắn vốn bị thương không nhẹ, thần thông bái hồn cực kỳ tiêu hao bản nguyên. Hắn bái hai lần đã tổn thương không ít nguyên khí. Thanh Thanh, Ban Công Thố cắn chặt răng, lại bái một lần. Hùng Kỳ Nhi nắm lấy lông bờm Long Kỳ Lân, leo lên đầu cự thú mập mạp và tò mò nhìn về phía Ban Công Thố. Ban Công Thố lại phun ra một nguồn máu tươi, hỏa trụ trong miệng Long Kỳ Lân bốc cháy hừng hực. Sau đó hỏa quang quét ngang hơn 10 dặm, những nơi hỏa diễm đi qua, cùng các hóa thành dung nham nóng chảy. Ban Công Thố vội vàng trốn vào trong nồi lớn, lại nghe một tiếng nổ lớn vang lên. Cái nồi bị đánh trúng và rơi xuống đất, cái nồi lăn đi vài chục dặm. Long Kỳ Lân điên cuồng chạy theo, chỉ thấy nồi lớn hạ xuống trong một hố cát có máu tươi, hiển nhiên Ban Công Thố đã chui xuống đất, thực lực của ta lại không giữ được hắn. Có thể sống vạn năm, quả nhiên thật ghê gớm, bản lĩnh chạy trối chết còn cao minh hơn cả giáo chủ. Long Kỳ Lân sợ hãi thán phục, đột nhiên trong di tích xuất hiện tiếng nổ kinh thiên động địa, Long Kỳ Lân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong di tích xuất hiện cự nhân cùng các thứ tư. Cự nhân cao tới hơn 30 trượng, có thể so với vạn Phật tháp trong Đại Lôi Âm Tự. Hơn nữa chúng di chuyển cực nhanh, đuổi theo tấn công Tần Mục tới cùng. Không thể để cho giáo chủ có hại. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới nơi đó, đột nhiên thân thể Tần Mục biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt hắn, phiêu phù giữa không trung. Toàn thân đều là hỏa diễm kỳ lạ, cùng nhanh chóng chuyển động phù văn truyền tống. Tần Mục nhanh chóng dập tắt hỏa diễm trên người, bị thiêu đến mặt mũi đen kịt. Cũng may quần áo trên người là cường giả thiên vũ tộc và vũ chiếu thanh luyện chế mà thành, cũng không bị hủy trong hỏa diễm. Âm thanh các di chuyển vang lên, Tần Mục quay đầu nhìn lại. Những cự nhân cùng các lao ra khỏi di tích, chúng tỏa ra khí thế đáng sợ và lao tới tấn công hắn. Long Béo lui ra phía sau, Tần Mục vất tay, ngăn cản Long Kỳ Lân xông tới. Tốc độ của đám cự nhân rất nhanh, cũng nhanh chóng lao tới trước người Tần Mục. Tiếp theo đó cùng các di chuyển và tách ra hai bên. Giáp công hai hướng trái phải quanh Tần Mục, liền tại bọn chúng sắp nhào lên người Tần Mục, phù văn truyền tống trận bao phủ toàn thân Tần Mục, hắn cũng biến mất. Những cự nhân cùng các đụng vào nhau, các bay đầy trời, ngay sau đó cự nhân cùng các xuất hiện, chúng vội vàng tiến vào trong di tích. Những cự nhân cùng các còn chưa trở lại trong di tích, đột nhiên sụp đổ và hóa thành từng cùng các. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới, lại thấy Tần Mục xuất hiện giữa không trung, thân thể hắn chôn vùi dưới nửa cung điện. Trong cung điện là một cái điện thờ. Trên bàn thờ còn có một tượng thần bằng gỗ. Phía trên phủ kính hoa văn kỳ dị, đầu của tượng thần lại rơi xuống đất. Tần Mục đưa tay, vô ưu kiếm bay trở về, sắc mặt ngưng trọng nhìn đầu tượng thần. Vừa rồi hắn dẫn cự nhân cùng các rời đi, hắn trở lại trong di tích, lại dùng đan tiêu thiên nhãn dò xét khắp bốn phía. Hắn phát hiện đầu của tượng thần bằng gỗ lại có hoa văn đang lưu động,
ngay sau đó lại dùng một kiếm gọt bay đầu tượng thần. Đầu tượng thần bị chặt, những hoa văn vốn nhấp nháp và hoạt động, hiện tại ánh sáng hoa văn từ từ dập tắt. Trong nháy mắt hắn chém bay đầu tượng thần, hắn cảm ứng được một lực lượng tinh thần kinh khủng bay ra khỏi tượng thần. Nó lại lao về phía hắn, nhưng nó lại bị ngọc bội trên ngực hắn ngăn cản trở về. Rất kỳ lạ, Tần Mục quay đầu lại nói, Kỳ Nhi, bên trong Tây Thổ Chân Thiên Cung các ngươi có thần linh hay không? Hùng Kỳ Nhi lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Tần Mục nắm chặt ngọc bội, thấp giọng nói, trong tượng thần có chứa một đạo tinh thần, lúc bị ta chặt đứt nó vẫn công kích ta, có lẽ tượng chủ nhân thần còn sống. Giáo chủ, ban công thố trốn rồi. Long Kỳ Lân vội vàng nói, Tần Mục không để ý lắm, nói, hắn chạy trốn vạn năm, đã sớm chạy trốn thành tinh, muốn một lần diệt hắn là không dễ dàng. Duyên Khang quốc sư vây công Hoàng Kim Cung, hắn không phải vẫn trốn thoát hay sao? Làm ta hoảng sợ chính là, có khả năng trong Tây Thổ Chân Thiên Cung có một thần linh còn sống. Hắn ngẩng đầu nhìn sang hướng Tây, một tượng thần linh có thể tụ các thành cự nhân, cho thấy hắn dùng tuyệt học của Chân Thiên Cung. Tuyệt học Chân Thiên Cung gọi là Vạn Thần Tự Nhiên Công, môn công pháp này thích hợp cho nữ tử tu luyện. Mặc dù Hùng Tích Vũ truyền thụ công pháp này cho Tần Mục thu hoạch cũng không lớn. Quốc sư và Hùng Tích Vũ cung chủ đi Chân Thiên Cung, có khả năng gặp xui xẻo. Tần Mục thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm, chỉ mong thực lực tên thần linh này không cao, nếu không, hắn lắc đầu, làm cho ta kiên kỵ chính là, tại sao thần linh Chân Thiên Cung lại lưu tượng thần trong di tích, những cự nhân cùng các này chỉ dùng để giết khí dân đại cư chẳng khác gì đại tài tiểu dụng, mục đích thật sự của Chân Thiên Cung là cái gì? Hắn nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân mang theo hắn chạy về hướng Tây, cũng nhanh chóng vượt qua khoảng cách 10 dặm, trong di tích vô cùng yên tĩnh. Sau một lúc lâu lại có âm thanh sàn sạt. Hoa văn trên hai đoạn một tượng dần dần sáng lên, đầu một tượng bay lên và dán vào trên cổ. Hoa văn trên một tượng càng ngày càng sáng, tượng thần bằng gỗ dần dần có màu sắc huyết nhục, thân thể bằng gỗ biến thành thần linh máu thịt. Kinh khủng hơn chính là một tượng vừa vặn quay đầu lại, gương mặt vặn ra đằng sau, hai mắt chậm rãi mở ra và nhìn hướng Tần Mục trời đi. Một tượng mở miệng, giọng nói khô khốc, một quý tộc trong khí dân, bản cung, vù, một đạo kiếm quang phá đất bay lên. Nó như thiểm điện đâm thủng đầu tượng gỗ. Ngay sau đó kiếm quang lại chém tượng thần thành vô số mảnh. Ở cách đó hơn 20 dặm, kiếm quang nhanh chóng bay trở về, cũng cắm vào vỏ kiếm của Tần Mục. Thần, ta cũng từng giết 2-3 tên. Hai tay Tần Mục đặt trong áo, hắn đứng trên đầu Long Kỳ Lân, thân thể cũng chập trùng theo bước chân Long Kỳ Lân. Mặt trời chiều ngã về Tây, một vòng mặt trời đỏ chiếu sáng sa mạc hỏa diễm. Tần Mục đứng trên đầu Long Kỳ Lân, nguyên khí bản thân hóa thành chu tước nguyên khí rèn luyện từng thanh phi kiếm, cũng làm sâu sắc ấn ký trên phù văn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, Hùng Kỳ Nhi đã ngủ thiếp đi trong lỗ tai Long Kỳ Lân. Nơi đó không có gió, Long Kỳ Lân dùng lỗ tay che lỗ tai của mình lại, như vậy có thể bảo vệ tiểu nữ hài bên trong. Long béo thực không tệ, Tần Mục khen trong lòng, tâm tư của mập mạp này rất tinh tế tỉ mỉ. Xích hỏa linh đan và hỏa hành thần nguyên đang trộn lẫn vào nhau, mùi vị rất không tốt, chờ tìm được nơi đặt chân lại chỉnh sửa đan phương giúp nó. Đột nhiên Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, phía trước có một ốc đảo. Tần Mục nhìn phía trước, quả nhiên nhìn thấy ốc đảo, nói, không biết nơi đó có nước hay không. Một ngày qua không có nguồn nước, ta còn có thể chịu được, chỉ sợ Kỳ Nhi chịu không được. Trong sa mạc hỏa diễm rất nóng, trong không khí không có chút nước nào, cho dù Tần Mục vận dụng huyền vũ nguyên khí cũng không cách nào hóa ra nước. Nếu chỉ một mình hắn, hắn không lo lắng vấn đề nguồn nước. Bây giờ có Hùng Kỳ Nhi bên cạnh, hắn không thể không suy nghĩ phải uống nước. Sau một lúc lâu, Long Kỳ Lân đi vào trong ốc đảo, nơi này có vài cái lều vải bằng da dê trắng, có một ít người mặc quần áo Tây Thổ đang nhóm lửa. Long Kỳ Lân đề phòng nhìn chung quanh, nói, không biết ban công thố có trốn tới đây hay không, giáo chủ cẩn thận. Hắn bị trọng thương, có lẽ chạy không xa lắm. Tần Mục nhảy xuống, xốc lỗ tai Long Kỳ Lân lên, lại ôm Hùng Kỳ Nhi đang ngủ ra, cười nói, yên tâm, ta ở đây, hắn có ở gần cũng không dám xuất hiện. Nếu hắn dám đến, ta sẽ diệt hắn. Mấy dị tộc Tây Thổ trong ốc đảo cùng nhìn sang bọn họ, sắc mặt cả đám thay đổi, cũng không dám lên tiếng. Tần Mục nhìn bốn phía, nhìn thấy nơi này nam tử chiếm đa số, phơi gió phơi nắng, vẻ mặt bị phơi rất đỏ, ốc đảo còn dê vàng hai chân to lớn, bên cạnh dê vàng là một chút hàng hóa, hơn phân nửa là thương nhân vân du bốn phương. Bởi vì dê vàng hai chân là dị thú có tốc độ rất nhanh, năng lực vác nặng cũng rất mạnh nhưng chạy rất sốt nảy. Chỉ có người làm thương nghiệp mới lựa chọn loại dị thú này vận chuyển hàng hóa. Mặc dù cưỡi dê vàng hai chân sóc nảy một chút, nhưng có thể vận chuyển càng nhiều hàng hóa. Trưởng lão, tiểu muội của ta ngủ thiếp đi, có thể cho mượn lều vải hay không? Tần Mục đi tới trước mặt một lão thương nhân, hỏi,
Lão thương nhân vội vàng gật đầu, nói, mời dùng là được, Tần Mục cảm ơn. Hắn đi vào lều vải, sa mạc ban đêm rất lạnh, cũng may lều vải da dê giữ ấm, hơn nữa còn có thảm cừu non thật dày. Tần Mục đắp kín tấm thảm cho nàng, Hùng Kỳ Nhi mơ mơ màng màng, hai cái tay nhỏ kéo thảm lên đầu mình. Trong miệng còn chẹp chẹp hai lần, hẳn là đói bụng nhưng chưa tỉnh. Tần Mục rời khỏi lều vải, mặt trời đã xuống núi, lửa trại bên hồ kêu lốc bốt. Trưởng lão, các ngươi là thương nhân đến từ Tây Thổ. Những người khác nhìn sắc mặt Tần Mục một chút, không dám nói lời nào. Lão thương nhân cầm đầu vội vàng nói, chúng ta đến từ tiểu quốc Tây Thổ, muốn đi đại khư làm ăn. Vị đại ca này đến từ đại khư, Tần Mục cười lên, mặc dù vóc người bản thân cao lớn nhưng còn không đến mức được gọi là đại ca. Những người này nhìn hắn mà sợ hãi, hẳn là vì hoa văn hỏa diễm trên mặt hắn. Bọn họ nhận ra mình đến từ đại khư, cũng bởi vì hoa văn hỏa diễm trên mặt hắn. Ta thật sự đến từ đại khư, chuẩn bị đi Tây Thổ một chuyến. Tần Mục lấy ra một ít thịt trâu tươi và hoa quả trong túi thao thiết tặng cho đối phương, cười nói, đa tạ trưởng lão cho ta tiểu muội ta có nơi nghỉ ngơi. Nếu trưởng lão không chê, gọi ta tiểu Tần là được. Lão thương nhân không từ chối được, hắn nói, không dám xưng trưởng lão, địa vị nam tử chúng ta tại Tây Thổ thấp một chút, chỉ có nữ tử lớn tuổi mới gọi là trưởng lão. Tần ca, ngươi là người trong đại khư, chỉ sợ đi Tây Thổ có phần không ổn. Sa mạc hỏa diễm dài mấy vạn dặm, trên đường đi có lửa thiêu lửa cháy, hơn nữa người ta cho rằng người đại khư hiểm ác, ngươi nên quay về đi thôi. Tần Mục lắc đầu nói, ta đáp ứng đi Tây Thổ, làm sao có thể nuốt lời. Tây Thổ các ngươi là nữ tử lo liệu việc nhà. Duyên Khang quốc cũng có chút nữ tướng quân và nữ quan, lúc trước quốc sư thúc đẩy nam nữ bình đẳng, còn gặp phải không ít lực cản, không nghĩ tới các ngươi còn khai sáng hơn cả Duyên Khang. Sắc mặt lão thương nhân thay đổi, vội vàng nói, chớ có lên tiếng. Cũng không được nói nam nữ bình đẳng, nếu không sẽ bị chém đầu. Nam nữ làm sao có thể bình đẳng, nữ nhân có thể mang thai, nam nhân lại không thể, đương nhiên phải kém hơn một bậc. Tần Mục ngạc nhiên, lão thương nhân nhìn bốn phía, thấp giọng nói, ngươi đến Tây Thổ, không nên nói những lời vô lý này. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể còn sống đi đến Tây Thổ, Tần Mục dở khóc dở cười, ngươi đến Tây Thổ, không thể nói bản thân là người đại khư. Lão thương nhân trịnh trọng nói, ngươi nói mình là người đại khư, rất dễ dàng bị người ta giết chết. Tần Mục cau mày, nói, vì sao? Lão thương nhân không muốn nói nhiều về chuyện này. Tần Mục cũng không miễn cưỡng, tiếp tục dùng nguyên khí rèn luyện phi kiếm của mình. Tu vi tiêu hao gần nữa, hắn lại ăn vài viên đan dược, hắn cũng luyện các thanh phi kiếm càng ngày càng nhỏ. Ta vẫn không thể làm như Câm Gia Gia, luyện kiếm thành nước chảy. Tần Mục bắt lấy một thanh phi kiếm, hai tay xoa nắng, phi kiếm biến thành kiếm hoàng nho nhỏ nhưng vẫn còn một ít góc cạnh. Hắn thôi thúc vô ưu kiếm, 8000 kiếm va chạm vào nhau hóa thành một cái kiếm hoàng. Mặc dù kiếm hoàng nhỏ đi rất nhiều nhưng vẫn lớn tới 2 thước vuông, chỉ có luyện kiếm hoàng nhỏ như ngón tay, kỹ xảo luyện bảo của hắn mới xem như nhập môn, mới có thể luyện kiếm thành nước chảy. Tần Mục giải tán kiếm hoàng, tay cầm vô ưu kiếm. Gần 8000 thanh phi kiếm bay lên, lần lượt va chạm với vô ưu kiếm, dung nhập vào trong mẫu kiếm, vô ưu kiếm càng ngày càng nặng, chờ thanh phi kiếm cuối cùng dung nhập vào vô ưu kiếm. Tay Tần Mục nâng kiếm hơi run rẩy, cây kiếm này quá nặng nhưng hắn vẫn miễn cưỡng dùng được. Hắn thử vung vô ưu kiếm, mặc dù vô ưu kiếm di chuyển rất chậm, không trung lại sinh ra âm thanh lốc bốt rất nhỏ, dường như có ngọn núi lớn đang di chuyển. Bởi vì thanh kiếm quá nặng nề cho nên ép không gian phát ra tiếng nổ nhỏ. Tần Mục múa hai lần, cơ bắp cánh tay đau buốt, vội vàng giải tán tử kiếm. Hắn không chơi nữa, nói thầm, quả nhiên văn tự long ngữ trong đế điệp và chân long sào không tồi. Cửu Long Đế Vương công gia tăng nhục thể của ta thật nhanh, lúc trước, ta làm sao có thể nâng thanh kiếm này lên. Chỉ tiếc, còn có rất nhiều long ngữ chưa giải mã được, những ngày qua hắn thử dung hợp Cửu Long Đế Vương công với bá thể Tam Đan công, thân thể tiến bộ thần tốc. Lúc trước hắn chỉ tu hành công pháp luyện thể trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, bây giờ lực lượng thân thể hắn bạo phát còn mạnh hơn các thần thông giả. Nếu như hắn thi triển loại hình chiến kỹ như lôi âm bát thức, đao pháp sát trư, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Thân thể mạnh mẽ, uy lực chiến kỹ không thể xem thường. Thương nhân Tây Thổ lần lượt đi vào lều vải ngủ thiếp đi. Tần Mục ngồi bên cạnh hồ nước. Long Kỳ Lân thu nhỏ hình thể, nó nằm bên cạnh Tần Mục, lấy Hoạn Long Kinh ra đọc. Long Béo cũng chăm chỉ giống Linh Nhi. Tần Mục rất vui mừng. Long Kỳ Lân liếm liếm móng vuốt, mở Hoạn Long Kinh ra, tinh tế đọc, nói thầm, Hoạn Long Quân viết ra Hoạn Long Kinh, ta cũng muốn viết một bản Hoạn Nhân Kinh. Qua không lâu, Tần Mục lưng tựa Long Kỳ Lân ngủ thật say. Long Kỳ Lân cũng vùi đầu ngủ thiếp đi. Mặt đất hoang mạc ban đêm đều là hỏa diễm nhưng nhiệt độ cũng rất thấp, mặt hồ đóng băng.
chẳng qua trên người Long Kỳ Lân rất ấm áp, lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra từng đóa hỏa diễm. Đến nửa đêm về sáng, trong hỏa diễm bên ngoài ốc đảo, Ban Công Thố chui ra khỏi lòng đất. Hắn nhìn Tần Mục đang ngủ say, hắn lại do dự, hắn không thể quyết định có nên lặng lẽ đến gần và giết gia hỏa này hay không. Tần Mục hô hấp trầm ổn, không phát giác gì. Ban Công Thố do dự mãi, đang muốn quyết định hạ sát thủ, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục đang hô hấp. Bên trong túi thao thiết không ngừng có từng sợi long khí bay ra, giống như từng đầu du long rất nhỏ bay vào mũi của hắn. Ban Công Thố nhìn thấy tay Tần Mục cũng đặt vào bên trong túi thao thiết, trong lòng giật mình. Đột nhiên hắn thay đổi chủ ý, thân thể xoay tròn và chui vào lòng đất. Bị hắn phát hiện, Tần Mục mở một mắt ra, trong mắt nhìn khắp bốn phía, lại nhắm mắt lại. Hắn rút tay đặt trong túi thao thiết ra, tiếp tục dẫn dắt long khí trong chân long sào, lần này mới thật ngủ thiếp đi. Từng tia chân long khí tiến vào trong người, hóa thành nguyên khí của hắn, gia tăng tu vi Tần Mục. Hắn tu luyện gần mấy tháng qua, đều dựa vào chân long sào và đế điệp nên tu vi hắn mới tăng lên nhanh như vậy. Cho dù Ban Công Thố sống lại mười mấy lần cũng không thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Đương nhiên, điểm mấu chốt trong đó chính là hắn, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương dùng nguyên thần song tu. Nguyên thần càng ngày càng mạnh, chỗ tốt cực lớn nên tu vi đổi kịp Ban Công Thố tu vi thất tinh cảnh. Lúc bình minh, Hùng Kỳ Nhi tỉnh lại, nàng đói bụng nên làm ầm ĩ. Tần Mục dùng thịt nạc băm cùng rau xanh, hắn nấu cháo thịt nạc cho nàng ăn, lại làm một chút bánh ngọt. Sau đó luyện mấy viên linh đan đã cải tiến, Long Kỳ Lân nếm thử hương vị như thế nào. Hoạn nhân kinh của ta nhất định sẽ đại thành. Long Kỳ Lân tràn đầy lòng tin, giáo chủ cho rằng hắn tu thành Hoạn Long Kinh, thật tình không biết đều nằm trong Hoạn nhân kinh của ta. Thương đội chuẩn bị xuất phát, lão thương nhân tạm biệt Tần Mục, cảnh cáo lần thứ hai, Tần ca nhi tuyệt đối không thể nói mình đến từ đại khư, nếu không tất có đại họa. Tần Mục cảm ơn, hắn đứng trên trán Long Kỳ Lân và tiến về phía tây. Đằng sau có tiếng lục lạc của dê vàng hai chân, từng con dê vàng chở theo hàng hóa tiến về phía đại khư. Tốc độ Long Kỳ Lân cực nhanh, nó chạy đến tối vẫn chưa tới Tây Thổ. Bọn họ đi qua ngọn núi lớn trong sa mạc, Tần Mục nhìn mấy lần. Long Kỳ Lân chạy tới bên cạnh núi lớn, đột nhiên Tần Mục nói, Long béo, lui về. Long Kỳ Lân không hiểu, vội vàng lui về. Tần Mục dò xét từ trên xuống dưới, nhìn thấy ngọn núi cực kỳ nguy nga, nhưng trên núi không có hỏa diễm. Hắn bay lên trời, cũng bay tới đỉnh núi, nhìn thấy đỉnh núi rất rộng, đâu đâu cũng là cảnh tượng đổ nát thê lương. Ngờ ngợ tình cảnh huy hoàng năm đó, nơi này còn có một ít thi cốt phơi khô chôn trong các bụi, Tần Mục kiểm tra. Người chết đều là cự nhân, dáng người vô cùng vạm vỡ. Hắn đi tới bên cạnh cây cột, vuốt ve cây cột, bên cạnh cây cột còn có dây xích đứt gãy. Giáo chủ, ngọn núi này thế nào? Long Kỳ Lân chân đạp mây lửa bay tới, Tần Mục đưa tay chỉ vào sa mạc, ngươi nhìn bên kia. Long Kỳ Lân nhìn theo hướng hắn chỉ, nhìn thấy một quả cầu đen kịt xuất hiện, tùy ý bão cát thổi qua. Đây là một chiếc thuyền Thái Dương. Một chiếc thuyền Thái Dương tử vong. Tần Mục xuống thuyền, sắc mặt không hề bận tâm, đi thôi. Long Kỳ Lân nhìn mặt hắn, cũng không dám nói nhiều, mang theo hắn đi về phía tây. Cũng không lâu lắm, bọn họ nhìn thấy chiếc thuyền thứ hai. Đó là một chiếc thuyền nguyệt lượng tàn tạ không chịu nổi, cũng đã tổn hại. Sau đó, bọn họ gặp chiếc thuyền lớn thứ ba. Chiếc thuyền nguyệt lượng này trải qua chiến tranh thảm khốc, nó cực kỳ rách nát. Đột nhiên Tần Mục tỉnh ngộ. Vạn thần tự nhiên công, là khắc tinh của thuyền Thái Dương và thuyền Nguyệt Lượng, thiên tượng cuối thời kỳ khai hoàng biến hóa. Chúng thần chế tạo thuyền Thái Dương cùng thuyền Nguyệt Lượng trong thời kỳ khai hoàng để xua tan bóng tối, giúp vạn vật sinh trưởng, do đó lê dân bách tính có thể sinh tồn, nhưng hai chiếc thuyền cũng là lợi khí chiến đấu. Thuyền Thái Dương có Thái Dương thủ, thuyền Nguyệt Lượng có Nguyệt Lượng thủ, đều có thể điều động lực lượng to lớn của chiến thuyền, gia tăng thực lực của mình tới cấp độ thiên thần, sức mạnh to lớn cải thiên hoán địa. Tần Mục từng dùng thuyền Thái Dương, cũng mượn dùng thuyền Nguyệt Lượng, biết rõ hai chiếc thuyền này lợi hại và bất phàm. Hắn lấy Hoạn Long Kinh, dùng Ngự Long Quyết mượn lực lượng của Giao Vương Thần cùng Bầy Giao có thể mở ra thần kiều thần tàng. Nguyên thần thẳng tới thiên đình nhưng chỉ có thể tiến vào Nam Thiên Môn, vô duyên đi vào sâu trong thiên đình. Mượn dùng lực lượng thuyền Thái Dương và thuyền Nguyệt Lượng, hắn có thể xông thẳng tới Giao Đài, đứng bên cạnh Giao Trì. Nhưng thuyền Thái Dương và thuyền Nguyệt Lượng cũng có khắc tinh. Chân Thiên Cung có Vạn Thần Tự Nhiên Công chính là khắc tinh của nó. Thuyền Thái Dương cấp cho Thái Dương thủ lực lượng, thuyền Nguyệt Lượng cấp cho Nguyệt Lượng thủ lực lượng. Tất cả đến từ bản thể của chiếc thuyền, cũng không phải lực lượng bản thân Thái Dương thủ và Nguyệt Lượng thủ. Hai loại thuyền có năng lượng dồi dào kinh người, lại thêm thần linh tạo mặt trời và mặt trăng hóa làm động lực, cho nên có thể đủ xua tan tối tăm. Vạn Thần Tự Nhiên Công tôn trọng vạn vật, ban cho vạn vật thần tính, nhờ vào tự nhiên sáng tạo sinh linh, đánh thức thiên địa vạn vật.
giúp thiên địa vạn vật sống lại chiến đấu vì bọn họ. Nếu như có một thần linh tu luyện vạn thần tự nhiên công, có thể đánh thức thuyền Thái Dương và thuyền Nguyệt Lượng chiến đấu vì mình không? Như vậy chờ đợi Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ cùng một Nhật giả và một Nguyệt giả trên thuyền chính là đồ sát máu tanh, cùng chết. Thậm chí Thái Dương thủ và Nguyệt Lượng thủ cũng không trốn thoát được. Vào nhiều năm trước, nơi này đã xảy ra chiến đấu đáng sợ. Thuyền Thái Dương và thuyền Nguyệt Lượng gặp phải thần linh tu hành vạn thần tự nhiên công, từng cái diệt vong. Mà việc này, Tần Mục nhìn về phương Tây, ánh mắt ảm đạm giống như ngọn núi trong gió đêm, tất có quan hệ lớn tới Tây Thổ Chân Thiên Cung. Hắn vẫn cho rằng, Tây Thổ Chân Thiên Cung cũng là thánh địa giống Đại Lôi Âm Tự, đạo môn, cung chủ có thần thông đạo pháp thông thần, xuất thần nhập hóa nhưng cũng sẽ bị vây ở cảnh giới thần kiều. Thánh địa này sẽ không khác gì các thánh địa khác, mà hiện tại xem ra, Tây Thổ Chân Thiên Cung ẩn chứa rất nhiều bí mật, thậm chí ẩn giấu tồn tại đáng sợ. Không chỉ có như thế, chỉ cái tên Chân Thiên Cung đã đáng giá nghiền ngẫm. Thiên Thánh Giáo được Tiều Phu truyền kinh, Tôn Tiều Phu làm thánh, cho nên gọi là Thiên Thánh Giáo. Đại Lôi Âm tự xây dựng trên Tu Di Sơn, ở trong tầng mây sấm sét, Lôi Âm và Phật Âm chấn động đầu óc nên dùng nó làm tên. Đạo môn bởi vì Đạo Kiếm và Côn Lôn Sơn môn nên dùng nó làm tên. Bản thân Tiểu Ngọc Kinh chính là mảnh vỡ Ngọc Kinh thời kỳ khai hoàng Ngọc Kinh tạo thành, tên của thánh địa đều liên quan tới khởi nguyên của thánh địa. Như vậy khởi nguyên của Chân Thiên Cung là cái gì? Vì sao thần linh Chân Thiên Cung lại hủy diệt thuyền Thái Dương cùng thuyền Nguyệt Lượng? Trong sa mạc có di tích thần điện, cự nhân cùng các quỷ dị. Có lẽ là thần linh Chân Thiên Cung gây nên, hỏa diễm kỳ quái bao phủ sa mạc, khí dân đại khư tiến vào sa mạc sẽ xuất hiện ấn ký hỏa diễm, từ đó sẽ bị hỏa diễm thiêu chết. Có phải nó liên quan đến Chân Thiên Cung hay không? Vì cái gì khí dân đại khư tiến vào nơi này sẽ bị ấn ký hỏa diễm bao phủ? Vì cái gì chỉ có khí dân đại khư mới bị quái hỏa thiêu chết? Những người khác đụng vào hỏa diễm lại bình yên vô sự. Tây Thổ ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Sa mạc hỏa diễm hừng hực, đối với hắn nó rất nóng. Đột nhiên phía trước lại xuất hiện một di tích. Long Kỳ Lân chưa đến gần, hắn nhìn thấy trong di tích có cát vàng cuồn cuộn, một cự nhân cùng cát chậm rãi thành hình. Ngay sau đó có nhiều cùng cát thành hình, dưới chân có cát vàng xoay tròn. Long Kỳ Lân đang muốn đi vòng qua, Tần Mục lắc đầu nói, không cần, tiếp tục chạy đi. Long Kỳ Lân đành phải kiên trì chạy về phía cự nhân cùng cát đằng đằng sát khí. Trong đôi mắt Tần Mục bắn ra tầng tầng trận văn, đứng từ xa quan sát di tích này, trong di tích xuất hiện nhiều cự nhân lao ra ngoài, cách bọn họ càng ngày càng gần. Đột nhiên một tiếng kiếm minh vang lên, Vô Ưu kiếm bay ra ngoài, tiến vào trong di tích, lúc cự nhân cùng cát còn cách Long Kỳ Lân chừng trăm trượng, đột nhiên sụp đổ. Cát bụi rơi xuống, Long Kỳ Lân vội vàng hét lớn đánh cùng cát sơ sát, Tần Mục thu hồi Vô Ưu kiếm, Long Kỳ Lân mang theo hắn xông vào di tích. Nhìn thấy trên điện thờ là mảnh vỡ tượng thần bị chém thành hai nửa, Long Kỳ Lân nghênh ngang rời đi, có lẽ trưa mai sẽ tiến vào Tây Thổ. Trên chiếc thuyền Thái Dương rách nát, Tần Mục đốt lửa trại, bảo Long Kỳ Lân và Hùng Kỳ Nhi nghỉ ngơi. Hắn cũng có thể chống đỡ nhưng Long Kỳ Lân chạy đường xa cần nghỉ ngơi, Hùng Kỳ Nhi tuổi còn nhỏ cũng không chịu nổi đi đường xa. Thiếu niên nhìn sang hướng Tây, ánh mắt xuyên qua quái hỏa trong sa mạc. Trong ngọn lửa, một bóng người nổi lên từ xa, Tần Mục tươi cười, phất phất tay. Bóng người kia chấn kinh và chạy đi, lá gan của đại tôn càng nhỏ, Tần Mục lắc đầu bật cười, Ban Công Thố rời xa thuyền Thái Dương rách nát, vẻ mặt biến ảo không ngừng, cánh tay cục đã nối lại, vết thương trên người đã khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn chưa tìm được cơ hội đánh lén Tần Mục, hắn cũng không phải không có nghĩ đánh lén, nhớ lại lúc va chạm chính diện với Tần Mục, hắn nghĩ phần thắng không lớn nên cũng dẹp đi suy nghĩ này, hắn chính muốn rời khỏi, đột nhiên chỉ thấy bốn phía các tại vô thanh vô tức di động, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Vội vàng thừa dịp lấy ánh lửa nhìn lại, trong bóng tối sa mạc cũng không hoàn toàn tối, ánh lửa chiếu sáng cả sa mạc nhưng cũng không thể nhìn quá xa. Ban Công Thố nhìn thấy một bóng người kỳ quái đi lại trong sa mạc giống như con rối, khớp xương vặn vẹo, dùng tư thế kỳ quái đi lại. Các chảy trong sa mạc di chuyển theo bước chân bóng người, kỳ dị chính là bóng người bước trên sa mạc lại không phát ra tiếng động nào. Ban Công Thố giật mình, hắn nhìn thấy một con rối đi tới, tiếp theo con thứ hai, thứ ba, những con rối tới gần, lúc này hắn mới nhìn thấy những con rối chính là tượng thần bằng gỗ. Con mắt tượng thần lại là con mắt chân chính cũng không phải là gỗ, bọn chúng lặng lẽ tiếp cận thuyền Thái Dương. Trái tim Ban Công Thố đập loạn, một tượng thần trong đó quay đầu nhìn hắn, lộ ra nụ cười quỷ dị. Nó duỗi một ngón tay gỗ ra đặt bên miệng, làm ra động tác im lặng. Ban Công Thố nháy mắt mấy cái, hắn không nhúc nhích, nhìn tượng thần di chuyển tới dưới thuyền Thái Dương. Các chảy phun trào, các bao phủ tượng thần, cũng nâng chúng lên cao cao. Trái tim Ban Công Thố đập mạnh, hắn hưng phấn đến mức siết chặt nắm đấm, bốn phía thuyền Thái Dương đều bị cự nhân cùng các bao phủ,
những cự nhân cùng các đang giơ cao nắm giấm và nện vào tầng một trên thuyền Thái Dương. Tần tiểu tử sắp xong đời, Ban Công Thố hưng phấn muốn hô to, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang màu bạc phát ra tiếng rít chói tai chém vào đầu một pho tượng thần, đầu của tượng thần nổ tung, ngay sau đó là tiếng kiếm thứ hai rít dài, sau đó là âm thanh thứ ba, thứ tư. Sau vài tiếng rít vang lên, cánh tay giơ cao của từng cự nhân cùng cát cứng lại. Sau đó hóa thành cát chảy rơi xuống, cũng chôn vùi một nửa thuyền Thái Dương. Đấu với ta, trong thuyền có tiếng cười khẽ vang lên, Ban Công Thố không do dự nữa, hắn xoay người rời đi, hầu như không có khả năng ám toán tiểu tử kia. Hắn chỉ là ký dân đại cư, đi Tây Thổ làm cái gì? Không phải đi tự tìm cái chết, chủ nhân của những tượng gỗ kia, ta thật nhận ra nàng, từng gặp mặt một lần nhưng không dễ dàng nhìn thấy. Ha ha, tiểu nhi Tần gia, ta muốn giết ngươi, cần gì phải tự mình động thủ? Hắn lộ ra nụ cười, lại nói, cho dù không mượn lực lượng của vị kia, ta tại Tây Thổ cũng có vài bằng hữu quen biết đã lâu, giết chết ngươi quá dễ dàng. Tiểu tử thúi nhiều lần đối nghịch với ta, chờ sau khi ngươi chết, ta muốn dùng thi thể của ngươi viết ra một chữ phục thật lớn. Giữa trưa ngày kế tiếp, Long Kỳ Lân cũng rời khỏi sa mạc, hoa văn ngọn lửa trên người Tần Mục dần dần biến mất. Bọn họ đi tới thị trấn nhỏ tại biên giới Tây Thổ, có rất nhiều nam nữ quấn khăn trên đầu đi lại trên phố, quần áo trang phục hoa mỹ, đeo vàng đeo bạc, nữ tử thân phận tương đối cao sẽ mang mũ màu bạc, tạo hình thành phượng hoàng, chu tước, quần áo trên người đỏ chót hoặc đen, nhìn rất chói mắt. Nơi này có nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng nam tử lại đơn giản hơn rất nhiều. Vừa tới trấn nhỏ, Hùng Kỳ Nhi liền la hét muốn canh hoa ngư, muốn ăn quả ớt xương, lại muốn ăn bún gạo, uống trùng trà. Nàng xa rời quê quán nửa năm, rốt cuộc cũng có thể ăn mỹ thực quê hương. Nàng nhịn không được nhảy cẩn hoang hô, đều muốn ăn mỗi loại một lần. Tây Thổ sử dụng vàng bạc tính tiền, trên người Tần Mục cũng có mang một chút, do đó cho nàng ăn uống thả cửa. Tần Mục cũng ăn một chút, đồ ăn thức uống Tây Thổ cay và nóng nhưng lại có tư vị khác, hắn lại không dám nếm thử trùng trà của Tây Thổ. Trùng trà dùng côn trùng ăn lá trà, ngâm với phân và nước tiểu luyện chế mà thành. Mặc dù dị hương xông vào mũi nhưng hắn không dám uống, dược sư gia gia thích uống trà, mang về cho hắn nếm thử. Tần Mục nói thầm, hắn đánh giá chung quanh, kiến trúc Tây Thổ rất khác biệt với Duyên Khang, phong thổ khác nhau. Kỳ lạ nhất là nhà ở nơi này, nhà dùng kết cấu bằng gỗ lại xây thành kiến trúc to lớn. Rất nhiều nhà đều có bức hoành mang theo tượng thần. Tần Mục hỏi thăm một phen, hắn mới biết những tượng thần kia tránh cho người khác dùng pháp thuật gọi linh. Bởi vì pháp thuật Tây Thổ đều là vạn vật thành linh, đều có thể thành thần. Nếu như thần thông giả thi pháp, đột nhiên nhà đứng lên chạy đi, chẳng phải một nhà già trẻ uống gió Tây Bắc, chỉ cần nhà dân lễ tượng thần, như vậy sẽ không bị thần thông giả gọi đi. Tần Mục nháy mắt mấy cái, một đám nhà cửa đứng lên khai chiến với nhau, cảnh tượng như thế thật quái lạ. Nhưng tượng thần thật sự cam đoan thần thông giả không thể gọi linh sao? Một lão giả nói cho hắn biết, trên núi cũng có thật nhiều thần miếu, dùng để trấn sơn linh. Trong mỗi một con sông đều có thần đàn, tránh bị các thần thông giả mang đi. Chẳng qua núi và sông đều có chủ. Tần Mục nhìn bốn phía, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng thấy dãy núi liên miên chập trùng. Hắn vốn cho rằng dãy núi ở Tây Thổ đã sớm bị thần thông giả sang thành bình địa, chẳng qua Tây Thổ vẫn có sơn thanh thủy tú, phong cảnh hợp lòng người. Vì cái gì núi sông đều có chủ? Tần Mục hỏi, chủ nhân của chúng là ai? Đương nhiên là nữ lão gia Chân Thiên Cung, còn có nhiều chỗ bị thần thông giả, môn phái chiếm cứ. Lão giả kia nói, chẳng những núi sông có chủ, ngay cả hoa cỏ cây cối đều có chủ, không thể tùy tiện động vào. Nếu không, bán ngươi cũng không thường nổi. Đang nói, mặt đất chấn động nhẹ, đám người bốn phía bối rối, vội vàng né tránh. Tần Mục nhìn theo tiếng, nhìn thấy một gốc đại thụ che trời biến thành cự nhân bước đi. Nữ tử đứng trên cây, tay nâng bức họa, nàng mở ra và nói, hiện có Đào Phạm đại khư trốn vào Tây Thổ, Chân Thiên Cung có lệnh, truy nã kẻ này. Người đâu, treo chân dung lên. Nữ tử mặc váy đen, đầu đội trang sức màu bạc, trên cổ tay mang theo hơn 10 vòng tay bạc, trên vòng tay bạc còn mang theo lục lạc, có lẽ thân phận của nàng không tầm thường, có người nhanh chóng nhận lấy chân dung và treo lên lan can vị trí bố cáo. Nữ tử Chân Thiên Cung đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn từ trên cao xuống. Nhìn mọi người bên dưới và nói, Đào Phạm đại khư cực kỳ quan trọng, ít ngày nữa sẽ rời khỏi sa mạc hỏa diễm, mấy ngày nay các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như nhìn thấy người trên tranh, đừng rêu rao, tránh hắn sợ hãi chạy mất. Hùng Kỳ Nhi chạy tới quan sát, Tần Mục vội vàng kéo bàn tay nhỏ của nàng, tránh nàng lạc mất. Người trước cột bố cáo đông nghìn nghịt, chen lấn nước chảy không lọt, Hùng Kỳ Nhi kéo tay hắn chen lên phía trước. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trong tranh là mình, phía trên viết Đào Phạm đại khư, Tần Mục.
Hùng Kỳ Nhi vừa mừng vừa sợ nói, Long Béo, bên cạnh đại ca ca còn có ngươi đây, chỉ là không có ta. Bốn phía nguyên bản tiếng người huyên náo, giờ phút này đột nhiên lặng ngắt như tờ, mọi người cùng quét quét hướng Tần Mục nhìn tới, Tần Mục giống như không phát hiện, nhìn vào cuộc bố cáo, cười nói, đây là tác phẩm của ban công thố, hắn tự mình vẽ. Trong tay Tinh Nhạn cũng có một bức chân dung của ta, cũng là hắn vẽ, ta nhận ra bút tích của hắn, soạt, đám người chung quanh hắn tản ra thật nhanh, tạo ra một khoảng không thật lớn, Tần Mục không để ý lắm, cười nói, đại tôn giao du rộng lớn, quen biết không ít người. Đáng tiếc chạy quá nhanh, không thể giết chết hắn, Đào Phạm Đại Khư, nhận lấy cái chết, phía sau hắn có tiếng quát lớn, thụ nhân cao lớn vương chân đạp xuống. Bản thân thụ nhân vô cùng nặng nề, lực lượng cực lớn, hơn nửa cây cối rất nhiều, giá cả không cao, thần thông giả Tây Thổ thường thường đều lựa chọn thụ nhân tới làm phương tiện giao thông cùng vũ khí chiến đấu. Nữ tử chân thiên cung lựa chọn thụ nhân là dị chủng trong đại thụ, cành cây thân cây lá cây đều đỏ thẫm như máu. Hơn nữa nhìn tư thế đã trải qua rèn luyện chiến đấu, uy nghiêm chuẩn mực đáng sợ. Tần Mục vươn tay ra, trong người thụ nhân bay ra một đám hào quang màu xanh, nó dừng lại tại chỗ, hồn linh bị Tần Mục bắt đi. Hùng Tích Vũ đã truyền thụ vạn thần tự nhiên công cho hắn, mặc dù hắn cảm thấy nam nhân luyện không bằng nữ tử nhưng cũng khổ công một phen. Nữ tử chân thiên cung lấy làm kinh hãi, trang sức trên đầu bay lên. Nó hóa thành một con phượng hoàng màu bạc phóng tới Tần Mục, vòng tay màu bạc bay lên và đánh vào đầu Tần Mục. Toàn thân Tần Mục bộc phát hỏa diễm cuồn cuộn, vòng tay màu bạc hòa tan, biến thành nước bạc đầy đất. Nữ tử chân thiên cung nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức phóng đi, quần áo trên người cũng tự động bay phấp phới. Quần áo mang theo nàng tung bay, bản thân không cần học tập pháp thuật phi hành. Vạn thần tự nhiên công thật sự kỳ diệu, có thể làm quần áo bản thân phi hành. Tần Mục con ngón tay bắn ra mấy chỉ, thở dài nói, xem ra ta vẫn khinh thường môn công pháp này. Nữ tử kia hét lớn và rơi từ trên cao xuống, tai họa rồi. Đám người bốn phía chạy như bay, hốt hoảng chạy trốn, nói to, có tiện nam muốn giết nữ lão gia. Tần Mục nhìn khắp bốn phía. Đường đi trống trải, từng nhà đóng cửa lại không có một ai, chỉ còn lại Long Kỳ Lân và Hùng Kỳ Nhi đứng bên cạnh hắn. Nữ đệ tử chân thiên cung nằm rạp trên mặt đất cách đó không xa, bị ngã choáng váng. Biết đường đi chân thiên cung thế nào không? Tần Mục đi về phía trước, vẻ mặt ôn hòa nói, bỗng nhiên nữ đệ tử chân thiên cung lật người, cây trâm trên đầu bay tới như kiếm. Thân thế lướt ngang qua đường đi và tới một căn nhà khác, đưa tay tháo bức hoành tượng thần, ầm ầm, bỗng nhiên tòa nhà đứng lên, nó hóa thành cự nhân. Hai gian phòng nhỏ biến thành nắm đấm của cự nhân, nó tấn công Tần Mục, trâm cài tóc dừng lại trước đôi mắt Tần Mục, trong đôi mắt Tần Mục xuất hiện từng trận văn xoay tròn, trâm gài tóc nóng chảy và biến thành chất lỏng màu bạc, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt bắn ra tia sáng. Hắn dời mắt nhìn vào cự nhân, nhìn thấy một nhà già trẻ run lẩy bẩy sau cửa sổ. Không dám nhúc nhích, ta biết tượng thần không hữu dụng, trong mắt hắn bắn ra hào quang, hắn nhìn thoáng qua nữ đệ tử chân thiên cung, lạnh nhạt nói, với tư cách thần thông giả, ngươi không để ý tới những người bình thường này, cũng làm ta khinh thường. Hai mắt bắn ra hào quang càng lúc càng sáng, trận văn đang chuyển động trong mắt hắn cũng biến mất, từng tia sáng ảm đạm, tự nhân biến mất, nó lại biến thành một căn nhà hình tròn, chỉ lắc lư hai cái, Tần Mục rời đi, thân thể nữ tử trên nóc nhà cứng ngắc, không dám cử động cái nào. Tần Mục ôm Hùng Kỳ Nhi nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, nữ tử kia còn đứng trên nóc nhà, đột nhiên phía dưới có tiếng mở cửa. Nữ đệ tử chân thiên cung lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng thấp giọng nói, không nên mở cửa. Kẻo kẹt, cửa từ từ mở ra, âm thanh chấn động, nữ tử kia nói to, không được mở cửa. Nguyên khí của nàng lại khó giữ vững thân thể, cổ, eo và thân xuất hiện tơ máu. Sau đó hai đoạn thân thể trượt ra khỏi hông, lăn xuống đường phố, ngay sau đó eo và thân cũng rơi xuống đường. Giáo chủ thật nhân từ, ngoài trấn nhỏ, Long Kỳ Lân khen ngợi, nói, nữ tử kia ra tay ác độc như vậy, giáo chủ còn, nó vừa mới nói đến đây, đột nhiên nghe thấy nữ tử trong trấn hét chói tai, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nó nhìn thấy nửa người nữ tử rơi xuống, nó rùng mình vài cái, Tần Mục cảm khái nói, ta cũng không phải nhân từ, thần thông giả có kiên kỵ khi ra tay với người thường, tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì ngươi hơn người một bậc lại có thể tùy ý lấy tính mạng người ta. Bên trong Duyên Khang Quốc và Đại Cư, nếu như thần thông giả đấu pháp với nhau sẽ ít khi ảnh hưởng đến người vô tội, cho dù ta đấu với ban công thố cũng sẽ động thủ ngoài thành. Lúc trước Tư bà đánh một trận với Tương Long trong Tương Long, nàng cũng đánh nhau trên bầu trời, không dám giao thủ không kiên kỵ trong tòa thành. Long Kỳ Lân ngậm miệng lại, nó không nói tiếp, nó vốn có ý định tán thưởng Tần Mục nhân từ, không lấy đi tính mạng nữ tử chân thiên cung nhưng không ngờ nữ tử vẫn bị Tần Mục giết,
Hơn nữa Tần Mục nói nhân từ là với bình dân. Tần Mục từ nhỏ đã được chính lão nhân trong Tàn Lão thôn chỉ bảo, tự thân dạy dỗ. Mặc dù treo thân phận Thiên Ma giáo chủ nhưng hắn phân chia phải trái rất rõ ràng. Chỉ từ điểm này, hắn còn vượt qua rất nhiều nhân sĩ danh môn đại phái chính đạo. Kỳ Nhi biết phương hướng chân thiên cung chứ? Tần Mục hỏi. Hùng Kỳ Nhi lắc đầu, mẫu thân dẫn theo ta chạy trốn đuổi giết, đều tận lực đi vào nơi vắng vẻ, ta không nhớ chân thiên cung nằm ở nơi nào. Tần Mục trầm ngâm một chút, nói, Long Béo, chúng ta đi theo đường lớn, đi thành thị lớn tìm người hỏi thăm con đường. Người ở đó hơn phân nửa sẽ biết vị trí của chân thiên cung. Long Kỳ lân thẳng trên đường lớn, đi được mấy chục dặm, người đi đường nhiều hơn. Con đường nơi này rộng rãi vuông vức, còn tốt hơn cả Duyên Khang. Dòng sông bên đường trong suốt thấy đấy, trong nước có cá bơi rùa rắn, kích cỡ cũng không nhỏ. Trên nước còn có chút thần thông giả và võ giả chạy đi, lấy nữ tử chiếm đa số, nhưng cũng không ít nam tử. Những người này tu hành công pháp hẳn đi theo con đường vạn vật thành thần. Có chút tiểu nữ hài và tiểu nam hài đi tới mặt sông quát một tiếng, nhìn thấy trên dòng sông xuất hiện cột nước lớn, các gợn sóng mang theo bọn họ tiến lên. Mà trên đường cũng có người đi đường, rất nhiều người đứng trên cây cối, cũng có dây leo, tốc độ của bọn họ chậm chạp. Trên bầu trời còn có thần thông giả cưỡi đủ loại phi cầm bay đi, lúc bay qua bầu trời cũng tỏa ra hào quang chói mắt, xem ra sắp đến nội thành. Tần Mục thấy người đi đường dần dần tăng nhiều, thở phào một hơi. Đột nhiên, tiếng cộc 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 truyền đến, Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị. Hắn nhìn thấy nhiều thiếu nữ từ trong khe núi lao ra ngoài, vượt qua một ngọn núi nho nhỏ, lao thẳng lên đường lớn. Những thiếu nữ này cưỡi cái rương lớn 10 chân, rương lớn bước đi rất nhanh. Lại có chút nữ tử chạy ra khỏi sơn thôn, ngồi trên thuyền gỗ. Thuyền gỗ cũng mọc ra hai chân, nó chạy băng băng trên mặt đất. Tần Mục ngạc nhiên không nhỏ, cái rương và chiếc thuyền đã thành tinh, lại có thể chạy như bay như Long Kỳ Lân, quả thực kỳ dị. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, pháp thuật thần thông ở địa phương khác cũng có thể sử dụng tại Duyên Khang. Có thể mở rộng pháp thuật này đến Duyên Khang quốc hay không? Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, chỉ sợ sẽ tạo thành hỗn loạn. Ta đoán nếu có người thực lực mạnh mẽ sẽ cưỡi một ngọn núi đi rêu rao. Những nữ tử kia rất tò mò khi thấy hắn cưỡi Long Kỳ Lân, mười mấy cái rương tiến tới. Cái rương rất lớn, dài rộng mấy trượng, phía trên còn phủ một tấm vải lụa. Sáu bảy nữ tử ngồi trên đó, các nàng dò xét Long Kỳ Lân cùng Tần Mục. Nữ tử cầm đầu là thủ lĩnh của các nàng, chính nàng dùng pháp thuật đánh thức cái rương, bảo rương lớn mang theo các nàng chạy như bay. Nàng cười rất đẹp, mặc dây chuyền bạc bệnh thành nửa mặt trăng cong cong. Khẩu âm mang theo giọng điệu Tây Thổ đặc biệt, còn chưa nói gì đã cười lên. Tiểu oa oa, con heo lớn của ngươi chạy đi thật vui, kiếm ở nơi nào? Tần Mục ngơ ngác một chút, lúc này mới tỉnh ngộ. Tiểu oa oa thật ra là tiểu ca ca, hắn cười nói, đây là Long Kỳ Lân, là hỗn chủng giữa rồng và kỳ lân. Hùng Kỳ Nhi chui ra dưới lông của Long Kỳ Lân, lộ cái đầu nhỏ ra ngoài, tò mò quan sát xung quanh. Những nữ hài kêu lớn, rất ưa thích Hùng Kỳ Nhi, muốn hôn muốn ôm. Tần Mục bất đắc dĩ đành phải cho Long Kỳ Lân tới gần, cũng ôm Hùng Kỳ Nhi đặt lên cái rương. Hắn bắt chuyện với những nữ hài ngạc nhiên khi thấy hắn mang theo Hùng Kỳ Nhi. Phong tục Tây Thổ không giống bình thường, nam nữ tẩu hôn xong, nếu như sinh con cái thì con trai sẽ đi vào nhà trai, sẽ giữ lại con gái cho mình. Phong tục này cũng dẫn tới một hiện tượng kỳ lạ trong Tây Thổ. Có thật nhiều nhà hoặc là nữ tử, hoặc đều là nam tử, thậm chí có rất nhiều thôn chỉ có nữ tử, không có nam tử. Các nàng nhìn thấy Tần Mục mang theo Hùng Kỳ Nhi, còn tưởng rằng Hùng Kỳ Nhi là con gái của Tần Mục. Chẳng qua nhìn tuổi Tần Mục không lớn lắm, hơn nữa vầng trán sáng lạng, không giống người có con, cho nên các nàng kinh ngạc. Các vị tiểu thư tỷ, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Tần Mục không hiểu phong tục ở đây, thử dò xét nói, ta gặp được một nữ tử, chỉ gặp mặt một lần. Nàng mời ta đi nhà nàng nhưng lại không cho ta đi cửa chính, ngược lại bảo ta trèo cửa sổ của nàng vào. Đây là lễ tiết gì? Những nữ hài đều cười ha ha, đôi mắt nữ tử thủ lĩnh cong lại thành hình lưỡi liềm, nói. Sợ rằng tiểu oa oa sợ không phải tác tử nha, Luân gia muốn ngươi trèo cửa sổ chính là muốn thân thiết với ngươi, giống như uyên ương quấn cổ với nhau, tai tóc mai cọ sát lẫn nhau. Tần Mục gãi đầu một cái, khó hiểu nói, làm sao uyên ương quấn lấy nhau? Nữ hài cầm đầu nhảy lên đầu Long Kỳ Lân, cười nói, ngươi không nên động. Dứt lời, nàng tựa vào ngực của hắn, hai tay cầm tay hắn đặt lên eo của mình, cũng đưa mặt tới. Cổ thon dài cọ sát ngực hắn, gương mặt cũng chà sát mặt hắn, vành tai đụng vành tai. Trơn bóng trắng nõn nà, mềm mại quyến rũ không nói thành lời. Tần Mục bị náo đỏ mặt, chân tay luống cuống, hắn ngửi được hương thơm trên cơ thể thiếu nữ. Nữ hài cười lớn, nàng nhảy về cái rương đang chạy như bay. Các nữ hài khác nhìn thấy hắn bối rối,
bọn họ đều cười rất vui vẻ. Một nữ tử trêu ghẹo, đại tỷ đầu, ngươi động tâm. Không bằng ngươi dẫn hắn đi tẩu hôn chứ. Nữ tử nhìn sang Tần Mục một cái, khá là tâm động, do dự nói, chỉ sợ Luân gia không vui. Các nữ tử khác luôn miệng mê hoặc, nữ tử kia lại nhìn sang Tần Mục, cười ha hả nói, tiểu oa oa, ngươi có thể trèo cửa sổ nhà ta vào ban đêm, ta dạy ngươi làm uyên ương vung. Những nữ tử có tác phong lớn mật, so với nữ tử ở Duyên Khang, các nàng còn chủ động hơn nhiều. Tần Mục cảm thấy không chịu đựng nổi, hắn vội vàng thay đổi chủ đề, các ngươi biết đi Chân Thiên Cung như thế nào không? Mặc dù những nữ tử tu hành pháp thuật Tây Thổ, cũng biết có một nơi như Chân Thiên Cung nhưng lại không biết Chân Thiên Cung nằm ở nơi nào. Diện tích Tây Thổ bao la, nó không nhỏ hơn Duyên Khang hoặc Đại Khư bao nhiêu. Đa số người sinh hoạt tại Đại Khư biết đạo môn, nhưng đại đa số người lại không biết đạo môn ở nơi nào. Đám người Tây Thổ cũng như vậy. Tần Mục hối hận khi giết nữ đệ tử Chân Thiên Cung. Phía trước, một tòa thành xinh đẹp xuất hiện, các thiếu nữ cưỡi rương đang đi chợ. Thành này tên là Phương Tú Thành, toàn thành có hoa tươi đua nở, dây leo màu xanh lục leo trên tường thành, từng đóa hoa lớn nở trên tường thành, ngay cả cổng thành cũng treo đầy hoa tươi. Hoa khoe màu đua sắc, rất chói mắt, đi tới gần, nhìn thấy những đóa hoa giống như yêu tinh, bên trong đóa hoa có một đám thiếu nữ chui ra, các nàng ngâm sướng ca dao nghe không hiểu, những hoa linh này bị người trong thành dùng pháp thuật đánh thức, trở thành thứ tô điểm phong cảnh Phương Tú Thành. Còn có chút cô nương mặc váy xanh, có cô nương mang theo đóa hải đường đỏ chói qua lại trên các tòa lầu, có tảng đá biến thành cự nhân gõ trống to, trên không trung có một đóa hoa không rõ là gì đang lơ lửng, hoa linh đứng trong đóa hoa thổi sáo, tấu đàn tỳ bà, cũng đệm nhạc quanh cự nhân đá. Tần Mục đi vào trong tòa thành giống như nông dân vào thành, nhìn thấy trong thành là một đám cự nhân khổng lồ, có cự nhân hóa thành nhà mọc ra hai cái chân to, nữ hài và các chàng trai đứng bên cạnh cửa sổ nhìn bốn phía, nhìn cảnh trí chung quanh, tiếng cười vui thanh thúy, còn có một tấm vải dài từ cửa phòng cự nhân này bay tới cửa sổ cự nhân khác, từ đó dựng thành cây cầu, các nữ hài mặc rua băng đủ màu sắc hẹn hò cùng tình lang, là hoa sơn lễ. Hùng Kỳ Nhi hưng phấn nói, mẫu thân đã mang ta đi chơi. Hoa sơn lễ của Chân Thiên Cung còn náo nhiệt hơn nơi này. Tần Mục ôm Hùng Kỳ Nhi, cũng chia tay với các nữ tử trên rương, Long Kỳ Lân chở bọn họ đi lại trên đường phố kỳ diệu. Tây Thổ phồn hoa thịnh cảnh khó có thể tưởng tượng, khác với Duyên Khang một trời một vực, có tình thú không tầm thường. Hắn đi lại trong thành thị đầy dị thú, có thật nhiều nữ hài ném túi thơm cho hắn, còn có một nữ hài to gan dẫm lên rua băng kéo tay hắn bay vào lầu cự nhân. Tần Mục buông tay nữ hài ra, nữ hài như tiên tử đạp sóng quay về tòa lầu, lại đi tìm kiếm tuấn nam khác. Hắn đi tới Tây Thổ gặp được nữ đệ tử Chân Thiên Cung, quả nhiên rất hung ác. Hắn có cảm nhận không tốt về nữ tử Tây Thổ nhưng đi tới Phương Tú Thành lại bị phong thổ hấp dẫn. Mỗi năm một lần hoa sơn lễ, vô cùng náo nhiệt, Tần Mục xuyên qua đám người và cự nhân, các cự nhân to lớn đi vào thành. Nơi này lại tương đối an tĩnh, cũng không có náo nhiệt như lúc trước. Có lẽ người sinh hoạt tại nơi này chính là hàng ngũ chủ nhân Phương Tú Thành, có lẽ bọn họ biết tin tức Chân Thiên Cung. Lúc này, một đám dây leo sinh trưởng thật nhanh, nó bay tới trước mặt Tần Mục. Đầu dây leo có một đóa hoa lớn, đóa hoa nở rộ, trong hoa có nữ tử áo đỏ chui ra ngoài, cười nói ngọt ngào, có phải là Tần công tử hay không? Tần Mục gật đầu, nữ tử bước ra từ đóa hoa, sau lưng có liên kết với nhị hoa, cười nói, công tử, chủ nhân nhà ta cho mời. Xin mời đi theo ta, nơi này có người nhận ra ta. Tần Mục kinh ngạc, hắn nhảy ra khỏi lưng Long Kỳ Lân, nói, xin tiểu tỷ tỷ dẫn đường. Nữ tử kia nhảy xuống mặt đất, dẫn hắn đi vào một căn nhà. Căn nhà giống như một trang viên, cả trang viên rất bề thế, cửa ra vào có hai con sư tử đá đứng đó, chúng quay đầu nhìn Tần Mục và Long Kỳ Lân, sau đó lại ngồi xuống bệ đá. Tần Mục đi theo nữ tử trong hoa vào trang viên, hắn nhìn thấy rất nhiều thiếu niên thiếu nữ lui tới rộn ràng, cũng rất náo nhiệt, phần lớn bọn họ cây cối và ngọc thạch tạo thành, còn có chút là huyền kim huyền đồng biến thành. Trang viên này không có phong cách Tây Thổ, ngược lại giống như phong cách Duyên Khang. Chờ một chút, những huyền kim huyền đồng. Tần Mục hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn vào chiếc đỉnh lớn. Chiếc đỉnh lớn đựng đồ ăn, có một hỏa nhân đang nấu đồ ăn. Cái đỉnh này là linh binh. Linh binh cũng có thể hóa linh. Đột nhiên Tần Mục có cảm giác thông suốt sáng sủa, hắn thả chậm bước chân và suy nghĩ xuất thần. Hắn phát giác có một đường tắt cải cách chính trị, đó chính là đưa lý niệm vạn vật có linh và có thần vào Duyên Khang, từ đó gây nên thủy triều cải cách chính trị khác. Nếu như linh binh của thần thông giả Duyên Khang cũng có thể nắm giữ linh, thực lực của mỗi người sẽ tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như thế, hai loại thể hệ kết hợp sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều pháp thuật thần thông, càng nhiều biến hóa. Lúc trước, thần thông giả Duyên Khang quốc nói tới linh binh,
cũng không phải linh binh chân chính, chỉ là thần tàn thai nghén mà thành. Nhưng mà nếu hấp thu lý niệm của Tây Thổ, như vậy mới là linh binh đúng nghĩa. Pháp thuật Duyên Khang chú trọng lực công kích, đủ loại pháp thuật kỳ công cổ quái. Pháp thuật Tây Thổ không mạnh ở công kích, thủ đoạn công kích cũng có khiếm khuyết, phương pháp vạn vật có linh, lại biến linh thành linh binh chân chính. Hai loại hệ thống có thể bổ sung cho nhau. Vấn đề khó khăn hiện tại chính là làm sao dung hợp pháp thuật vạn vật có linh của Tây Thổ và công pháp Duyên Khang Quốc, từ đó thần thông giả Duyên Khang Quốc cảm ứng được linh, kích hoạt linh trong linh binh. Hắn dốc lòng suy tính làm thế nào dung hợp vạn vật có linh vào hệ thống tu luyện của Duyên Khang Quốc, đột nhiên hắn nghe được tiếng cười nói, Duyên Khang Tần giáo chủ Đường Xa đến đây, không kịp nghênh tiếp, mong rằng thứ tội, là nam tử, Tần Mục cảm thấy không hiểu. Hiển nhiên Phương Tú Thành là thành thị rất phồn hoa trong Tây Thổ, theo lý nên do nữ tử làm chủ nhà, tại sao lại có nam nhân địa vị cao ở đây, hắn nhìn theo tiếng, nhìn thấy thiếu niên tuấn tú đi tới. Thiếu niên kia cho hắn cảm giác quen thuộc, cảm thấy mình đã gặp qua ở đâu đó nhưng không nhớ được. Đột nhiên Long Kỳ Lân kích động, thấp giọng nói, giáo chủ, ngươi nhìn hắn có giống tổ sư hay không? Tần Mục giật mình, quả nhiên cảm thấy có phần tương tự. Hắn lại sinh ra vài phần hảo cảm, làm lễ ra mắt nói, Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục, bái kiến chủ nhân nơi đây. Thiếu niên kia đáp lễ, cấp bậc lễ nghĩa lại là cấp bậc lễ nghĩa Duyên Khang Quốc, nói, Tần giáo chủ, Ngật Kha xin kính chào. Mấy ngày trước, chân dung giáo chủ đã truyền khắp Tây Thổ, thanh danh lên cao, gây nên oanh động, không ít tuổi trẻ tài tuấn muốn gặp Tần giáo chủ một lần. Mời Tần giáo chủ tới bên này, vẻ mặt Tần Mục tối sầm lại, lần này hắn mang theo Hùng Kỳ Nhi đến đây, vốn là muốn Duyên Khang Quốc sư cùng Hùng Tích Vũ xung phong, hai người bọn họ danh khí càng lớn. Một là quốc sư thanh danh hiển hách của Duyên Khang Quốc, một là tiền cung chủ Chân Thiên Cung, tự nhiên sẽ thu hút lực chú ý của Tây Thổ. Như vậy, hắn và Hùng Kỳ Nhi sẽ không bị ai chú ý, càng an toàn hơn. Mục đích của hắn tới đây là quen thuộc nhân tình và địa lý Tây Thổ, tương lai Duyên Khang Quốc sẽ dụng binh với Tây Thổ, cũng nhét nơi này vào trong quốc cảnh Duyên Khang Quốc. Mục tiêu của Duyên Khang Quốc sư là tiến hành từ trên xuống dưới, trước thu Chân Thiên Cung vào trong, do Chân Thiên Cung thống trị Tây Thổ, Chân Thiên Cung quy thuận Duyên Khang. Như vậy thương vong giảm xuống thấp nhất, không nghĩ tới bởi vì tên khốn ban công thố thò một chân vào, cũng náo việc Tần Mục đến Tây Thổ cho thiên hạ đều biết, ngay cả bản truy nã cũng treo đầy mỗi thành trấn của Tây Thổ. Ngật Kha huynh khách khí, Tần Mục tiến lên, lại thấy tu vi nam nữ chung quanh Ngật Kha đều không yếu, bản lĩnh khá tốt, chẳng qua những nam nữ này dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn, cũng có kẻ kích động nhưng có Ngật Kha ở đây, bọn họ không dám động thủ. Tần Mục nhìn Ngật Kha một chút, nội tâm cảm thấy khó hiểu. Nam tử trẻ tuổi này có vài phần giống thiếu niên tổ sư, trang viên này cũng mang phong cách Duyên Khang Quốc, cũng không phải kiến trúc hình tròn ở Tây Thổ. Cấp bậc lễ nghĩa của Ngật Kha cũng là cấp bậc lễ nghĩa Duyên Khang Quốc, chẳng lẽ hắn là kết quả khi thiếu niên tổ sư đi Tây Thổ tẩu hôn? Không đúng. Hắn cũng không lớn, xem ra chỉ khoảng 16-17 tuổi, mặc dù tổ sư phong lưu phóng khoáng nhưng 16-17 năm trước đã là một đám xương già, hắn còn chạy tới Tây Thổ tẩu hôn. Nhưng nói đi cũng nói lại tổ sư cũng có dáng vẻ thiếu niên, Ngật Kha hơn phân nửa đã tu luyện tạo hóa công trong đại dục thiên ma kinh, khi đó mới có thể bảo trì dung nhan vĩnh trú. Ngật Kha dẫn mọi người đi vào lầu cao, nhưng thấy bốn phía đều có tọa giá, có lẽ địa vị người nơi đây bất phàm. Tần Mục thấy có người ngồi trên đám mây bị buộc vào một gốc cổ thụ, còn có đủ loại dị thú kỳ trân, thậm chí còn có một đỉnh núi nhỏ. Nghĩ đến người có thể đi vào trang viên này đều là nhân vật có mặt mũi. Bọn họ có tướng mạo trẻ tuổi cũng tới đây tham gia hoa sơn lễ, dù sao hoa sơn lễ sẽ không kén chọn bạn nữ là nam nữ lão ấu. Ngật Kha mời mọi người ngồi xuống, Tần Mục áp chế nghi ngờ trong lòng, hắn ngồi xuống. Ngật Kha vỗ tay một cái, chỉ thấy có tôi tớ lấy một bức tranh tới. Ngật Kha bày ra bức tranh vẽ Tần Mục, cười nói, Chân Thiên Cung đã đưa tranh Tần giáo chủ tới, nói là truy nã trọng phạm đại khư. Ta đang suy nghĩ vị Tần giáo chủ này thật to gan lớn mật, có dám tiến vào Phương Tú Thành hay không? Không nghĩ tới Tần giáo chủ quả nhiên tới, giáo chủ tài cao gan lớn, đến gặp quần anh Tây Thổ một lần. Vị nữ hiệp này chính là Phương Tú Thành Vu Cẩm Phương, Vu tỷ tỷ sở dĩ họ Ngọc là bởi vì tổ tiên thuộc chi nhánh Ngọc gia Tây Thổ. Ngọc gia, Tần giáo chủ hẳn phải biết chứ, Tần Mục gật đầu, nói, cung chủ Chân Thiên Cung hiện tại chính là người Ngọc gia. Ngật Kha cười nói, Vu tỷ tỷ hào Điền Vạn Khuynh, có 18 dãy núi, là truyền nhân của Vu gia, tu vi thất tinh cảnh. Tần Mục mỉm cười gật đầu với Vu Cẩm Phương, Vu Cẩm Phương mỉm cười, Ngật Kha lại nói, Tây Thổ cũng có nam tử đương gia. Vị này chính là thiếu chủ Tây Thổ Thiên Phủ Môn, Nhạc Thanh Sơn, Thiên Phủ Môn lấy nam tử đương gia làm chủ,
con đường tu luyện có phần tương tự với Duyên Khang Quốc, cũng nổi danh trong Tây Thổ. Nhạc Thanh Sơn Nhạc huynh, tu vi lục hợp cảnh, Tần Mục làm lễ ra mắt, Nhạc Thanh Sơn tự phụ, nói, ta mặc dù là lục hợp cảnh nhưng pháp thuật thần thông của Thiên Phủ môn ta lai lịch cổ xưa, chính là thần linh truyền lại. Tần Mục hào hứng, cười nói, ta gặp nhiều công pháp thần linh, quả thực không tồi. Ngật Kha lại nói, vị cô nương này không phải người tầm thường, cũng không phải là người Phương Tú Thành chúng ta mà là đến từ Chân Thiên Cung, Đình Phương sư tỷ. Tần Mục nhìn về phía nữ tử kia, chỉ thấy nữ tử trang phục lộng lẫy, dung nhan phi phàm, khen, hoa nở đầy Đình Phương, tên Đình Phương sư tỷ thật tốt. Đình Phương cười nói, Tần giáo chủ, trưởng lão trong cung muốn bắt ngươi quy án, cũng không phải ta muốn đối nghịch với ngươi. Xin hãy tha lỗi. Ngật Kha lại giới thiệu những người khác, từng người đều có lai lịch. Tần Mục mỉm cười với từng người, những người này tu vi cao có thấp có, xem như người không tầm thường trong thế hệ trẻ. Chờ giới thiệu xong, Tần Mục cười nói, Ngật Kha huynh giới thiệu nhiều người như vậy, sao không giới thiệu bản thân một chút? Ngật Kha cười ha ha nói, ta thẹn làm địa chủ, Phương Tú Thành là sản nghiệp phụ mẫu lưu lại, không đáng nhắc tới. Tần giáo chủ, Quần Anh đến đây, muốn bắt giáo chủ ứng phó như thế nào? Tần Mục nhìn chung quanh một vòng, vô cùng thành khẩn và nói, các vị ca ca tỷ tỷ ở đây, từng người đều là nhân tài, tại sao lại đi chịu chết? Hắn vừa nói ra lời này, những người trong phòng đều cười lạnh. Tần Mục không để ý lắm, cười nói, nếu Tây Thổ không phải cách một cái đại khư, nó đã sớm bị Duyên Khang diệt. Thực tế không dám giấu giếm, đạo pháp thần thông của các ngươi đã lạc hậu hơn Duyên Khang. Pháp thuật thần thông Duyên Khang và đại khư trong mắt ta đều đã tục hậu, bởi vậy ta mới muốn cầu biến hóa. Các vị ca ca tỷ tỷ Tây Thổ ở gần ta như thế, quá nguy hiểm, đừng nói lục hợp cảnh, cho dù là mấy vị ca ca tỷ tỷ thất tinh cảnh, ngươi, ngươi, còn có ngươi, cách ta gần như vậy, trong mắt ta, hắn chỉ vào mấy cao thủ thất tinh cảnh, lắc đầu nói, các ngươi đều là những thi thể biết đi mà thôi. Khác nhau ở chỗ, các ngươi lúc nào biến thành thi thể, Lâu Vũ bên trong, mọi người đằng đằng sát khí, Nhạc Thanh Sơn bỗng nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, Tần giáo chủ, ngươi rất cuồng vọng. Ngật Kha thành chủ, ngươi là chủ nhân nơi này, ta rất muốn gặp Tần giáo chủ một lần, không biết có thể. Ngật Kha cười ha ha nói, các vị đều là khách, tới tham gia hoa sơn lễ tại Phương Tú Thành, cần gì dương cung bạc kiếm như vậy, mọi người đều tìm tình nhân ngưỡng mộ trong lòng, như vậy không khoái hoạt hay sao? Đương nhiên, nếu các vị muốn đánh nhau, ta không thể ngăn cản nổi, hắn muốn xem náo nhiệt. Nhạc Thanh Sơn đi xuống lầu, cười lạnh nói, Tần giáo chủ, ngươi xuống, ta muốn cầm ban thưởng của Chân Thiên Cung. Tần Mục tươi cười, hắn lấy hai quả cầu kim loại trong túi thao thiết ra ngoài, lắc đầu nói, không cần đi xuống, ở đây là được rồi. Hắn nâng hai quả cầu kim loại trong tay, cả gian phòng lay động rất nhỏ, chậm rãi chìm vào lòng đất, tòa lầu kêu ken két liên tục, tầng lầu thứ nhất chìm xuống đất, tiếp theo là tầng lầu thứ hai, chờ tầng lầu thứ ba chìm xuống, mặt đất cũng không lún thêm. Nội tâm mọi người nghiêm túc, Ngật Kha khen, quả cầu thật nặng, chư vị mời xem, tay trái của Tần Mục kích thích nhẹ vào quả cầu kim loại. Nói, đây là kiếm hoàng của ta, răng rắc, kiếm hoàng nứt ra, 8.000 cây kiếm mảnh như tơ, mũi kiếm nhắm thẳng vào tâm cầu, có thể thấy thủ pháp rèn đúc tài tình, không chỉ cần tay nghề vô cùng khéo léo, còn cần khả năng tính toán không chút sai lầm, 8.000 thanh phi kiếm của hắn tỏa ra hàng quang, từng tia sáng không ngừng lưu chuyển và chiếu sáng gương mặt mọi người, mỗi một thanh kiếm đều hoàn mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật, Tần Mục nâng kiếm hoàng lên, kiếm hoàng từ từ bay lên, chuyển động chậm rãi. Mọi người nhìn rõ cấu tạo của kiếm hoàng, nói, các vị, đạo pháp thần thông, đừng nói trăm ngàn năm không tiến bộ, cho dù trăm năm không tiến bộ cũng sẽ lạc hậu hơn thời kỳ trước. Các thần thông đạo pháp ở Tây Thổ vẫn dùng đạo pháp thần thông do lão tổ tông hai vạn năm trước truyền thừa, đánh thức linh hoạt thần của vạn vật thay mình tác chiến. Nhưng thần thông đạo pháp của các ngươi có tốc độ khởi động quá chậm, cho dù cao thủ thiên nhân cảnh khởi động linh của vạn vật cũng cần thời gian, mà thần thông thay đổi trong nháy mắt, sao lại cho ngươi thời gian? Ta thi triển một chiêu kiếm pháp, mời các vị chỉ điểm một ít, các ngươi không nên động. Chân Thiên Cung Đình Phương cười lạnh nói, không nên động chẳng phải mặc cho ngươi xâm lược. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tần Mục mỉm cười nói, nếu các ngươi muốn động, tự gánh lấy hậu quả. Một kiếm khai hoàng, đột nhiên kiếm hoàng trong tay hắn thay đổi, kiếm quang bao phủ tòa lầu, 8.000 cây kiếm di chuyển, tất cả mọi người không kìm nén được muốn ngăn cản, nhưng vào lúc này tất cả kiếm quang lại biến mất. Chẳng những kiếm quang biến mất, cho dù là tòa lầu này cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là biển máu cuồn cuộn. Kiếm đồ chiêu thứ hai, nhất kiếm khai hoàng huyết ung dương, thi triển một chiêu này, cảm giác bi thương ập vào mặt,
bọn họ như nhìn thấy cảnh tượng thần ma đang đại chiến đẫm máu ngay trước mặt, đang thét gào, tất cả biến thành biển máu trong kiếm quang. Nhất kiếm khai hoàng huyết ung dương, sơn hà tại, tâm mênh mông, nhìn quanh hai bên, Cố Quốc không còn, người nhớ cảnh cũ. Trong thời gian này, bọn họ nghe được có người vỗ bàn đứng dậy, có người lớn tiếng gầm thét, còn có tiếng thần thông va chạm, giao phong ngắn ngủi. Đột nhiên, biển máu cuồn cuộn mất đi thời gian thật nhanh, bọn họ ngờ ngợ nhìn thấy một thanh kiếm bi thương quay chung quanh một bóng lưng, loại cảm giác tịch mịch tang thương kia xúc động tâm linh. Bóng lưng biến mất, Lầu Các lại xuất hiện, tay Tần Mục vẫn vươn lên phía trước. Trên bàn tay xuất hiện một kiếm hoàng không ngừng xoay tròn, chén dĩa đồ ăn trước mặt bọn họ vẫn như cũ, cũng không lộn xộn chút nào. Trên trán mọi người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn khắp bốn phía, trong lòng sợ hãi, chỉ thấy thi thể Vu Cẩm Vương nằm ngang trên đất, Đình Phương ngã tại chỗ, mi tâm xuất hiện một vết thương màu đỏ, còn có thi thể hai người đang nằm trên bàn. Vừa rồi bọn họ vô ý vỗ bàn đứng dậy trong kiếm quang của Tần Mục, ý đồ chống lại kiếm quang của Tần Mục, kết quả bọn họ chết dưới kiếm quang, những người khác bởi vì ngồi tại chỗ không nhúc nhích thì bình yên vô sự. Sắc mặt Nhạc Thanh Sơn trắng bệch, vừa rồi hắn cũng không nhúc nhích, bởi vì hắn cảm thấy kiếm ý đáng sợ trong kiếm của Tần Mục, bởi vì cảm giác rất rõ ràng nên hắn mới không nhúc nhích. Ngật Kha phất phất tay, lúc này có người tiến lên kéo thi thể ra ngoài, sắc mặt mọi người nơi này tái nhợt và tái xanh, một chiêu của Tần Mục làm bọn họ rung động quá mạnh. Kiếm pháp quá nhanh, bọn họ không kịp phản ứng và ngồi tại chỗ, cảm giác khoanh tay chờ chết thật không dễ chịu, nhất là mấy cao thủ thất tinh cảnh, bọn họ có thể cho nguyên thần ly thể, chiến lực nguyên thần cực mạnh nhưng gian phòng quá hẹp, kiếm của Tần Mục quá nhanh, bọn họ chưa kịp suy nghĩ thì bị kiếm quang của Tần Mục bao phủ. Chiêu kiếm của Tần Mục có uy lực to lớn, mỗi một thanh kiếm đều dùng tài liệu thượng thừa nhất luyện chế mà thành, có thực lực nguy hiểm tính mạng bọn họ. Bọn họ có thần thông vạn vật có linh, khởi động tốc độ còn chậm hơn kiếm của Tần Mục quá nhiều. Nếu như động thủ, chỉ có thể kéo dài khoảng cách với hắn, hoặc là thi triển thần thông trước hắn. Trong gian phòng, bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào. Tần Mục thu hồi kiếm hoàng, áy náy nói, Ngật Kha huynh, làm bẩn phòng của ngươi, mong thứ tội. Ngật Kha vội vàng nói, kiếm pháp của Tần giáo chủ tinh diệu vô song, làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Dù đâm ra bao nhiêu kiếm cũng không sao, đây mới là bản lĩnh. Xin hỏi một chiêu này là kiếm chiêu được khai sáng sau khi Duyên Khang Quốc biến pháp hay sao? Tần Mục lắc đầu nói, chiêu này không phải thần thông khai sáng sau biến pháp, mà là khai sáng 400-500 năm trước. Một chiêu này đã lạc hậu hơn thời đại, chẳng qua trên vùng đất Tây Thổ này, ta nhờ vào một chiêu này đủ để giết hết lục hợp, thất tinh, không có địch thủ. Mặc dù các vị ngồi đây rất mạnh, nhưng vẫn không bằng Ban Công Thố. Ban Công Thố còn làm tốt hơn các ngươi nhiều, hắn đón một chiêu này của ta, hắn chỉ trọng thương mà thôi. Mọi người yên tĩnh, lại có người hừ lạnh muốn nói chuyện. Giọng nói khàn khàn, âm thanh hơi run rẩy, chỉ có thể vội vàng ho khan che giấu. Ngật Kha thành chủ, ta không mặt mũi nào lưu ở nơi đây, cáo từ. Đột nhiên Nhạc Thanh Sơn chắp tay, hắn rời khỏi căn phòng. Hắn vừa rời đi, những người khác cũng cáo từ, trong lầu chỉ còn lại Tần Mục cùng Ngật Kha. Ngật Kha hiếu kỳ nói, Tần giáo chủ, lần này bên cạnh ngươi không có cao thủ gì, chỉ có một đầu Long Kỳ Lân chiến lực thiên nhân cảnh. Tây Thổ có rất nhiều cao thủ như thế, chẳng lẽ ngươi không sợ chết ở đây? Tần Mục giống như cười mà không phải cười, Ngật Kha huynh biết Long Kỳ Lân. Ngật Kha không có trả lời, Tần Mục cười nói, kẻ muốn giết ta rất nhiều, đến nay chưa có kẻ nào thành công. Chuyến đi này của ta là khiêu chiến anh tài trong thiên hạ, ta chỉ đi khắp nơi mà thôi, ta chỉ muốn xem phong thổ nơi đây. Ngật Kha huynh biết Chân Thiên Cung ở đâu? Chân Thiên Cung chính là thánh địa Tây Thổ, người người đều biết. Ngật Kha cười nói, nếu Tần giáo chủ muốn đi nơi đó, ta có thể chỉ đường cho ngươi. Tần Mục cảm ơn, cười nói, Chân Thiên Cung truy nã ta, Ngật Kha huynh đối đãi với ta như thượng khách, không sợ Chân Thiên Cung làm khó dễ ngươi. Ngật Kha cười ha ha, lắc đầu nói, mặc dù Chân Thiên Cung mạnh mẽ, nhưng còn không đến mức tùy ý làm bậy. Tây Thổ chỉ có một thánh địa nhưng khống chế Tây Thổ lại không phải Chân Thiên Cung, mà là Thượng Thương. Chân Thiên Cung chưa đến mức vì việc nhỏ này mà kinh động Thượng Thương. Người đâu, mang địa lý đồ Tây Thổ tặng cho Tần giáo chủ một phần. Nội tâm Tần Mục đầy nghiêm túc. Ngật Kha nói câu này lộ ra tin tức trọng yếu, quan hệ giữa Chân Thiên Cung và Thượng Thương vô cùng vi diệu. Có người làm tiếng vào, hiến địa lý đồ Tây Thổ cho Tần Mục. Tần Mục dọn đồ, hắn không nhịn được hỏi, Ngật Kha thành chủ, dường như trang viên của ngươi có phong cách Duyên Khang. Ngật Kha mỉm cười nói, Tần giáo chủ, ngươi nên đi. Ngươi giết Chân Thiên Cung Đình Phương, Vu gia Vu Cẩm Phương, bản thân đã lâm vào đại họa. Vừa rồi những người vội vàng rời đi cũng không phải tới tham gia Hoa Sơn lễ, mà là đi báo tin và viện binh. Nếu ngươi không đi,
như vậy ngươi không đi được. Tần Mục nhìn hắn thật lâu, nói, tổ sư ở đây bao lâu? Ngật Kha trầm lặng, sau một lúc lâu nói, thời gian không dài. Hắn hàng năm tới một lần, dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Lần trước hắn tới đã nói với ta, sau này hắn sẽ không tới nữa. Tần giáo chủ, hắn đã đi rồi sao? Tần Mục trầm lặng một lát, đi tới bên cửa sổ, nhìn Long Kỳ Lân dưới lầu một chút. Một lỗ tai của nó dựng lên, hiển nhiên đang trộm nghe đối thoại trong lầu. Chưa, Tần Mục cười nói, tổ sư đã thành thần. Lỗ tai Long Kỳ Lân dưới lầu cụp tai xuống, nằm rạp trên mặt đất và dựng thẳng đuôi. Ngật Kha đi tới bên cạnh hắn nhìn xuống, chỉ thấy Hùng Kỳ Nhi đang leo lên chóp đuôi của Long Kỳ Lân. Sau đó gia hỏa này nâng đuôi lên, Hùng Kỳ Nhi liền tuột xuống, tiểu nữ hài tươi cười không ngừng. Khi ta còn bé đã gặp qua Long Kỳ Lân, nó không nhận ra ta. Ngật Kha lắc đầu, ngươi mang theo tiểu công chúa Chân Thiên Cung, còn muốn sống đi đến Chân Thiên Cung. Khó trách Chân Thiên Cung nhất định phải bắt ngươi quy án, ngươi thật không cần ta hỗ trợ. Ta có thể trở thành người đứng đầu một thành, tự nhiên cũng có bản lĩnh và thủ đoạn. Phụ thân dạy ta rất nhiều thứ, Tần Mục đi xuống lầu, lắc đầu nói, ngươi có gia nghiệp bản thân, ta sẽ không liên lụy tới ngươi. Long Béo, Kỳ Nhi, chúng ta đi thôi. Ngật Kha nhìn bọn họ rời khỏi, hắn phất phất tay, dường như Tần Mục nhìn thấy, cũng xoay người chào. Ngật Kha không nhịn được nói, ta còn có thể gặp lại hắn không? Tần Mục cất giọng nói, chờ sau khi ngươi thành thần, đại khái sẽ gặp được hắn. Ngật Kha cười cười, dõi mắt nhìn bọn họ đi xa, sắc mặt ảm đạm, mỗi lần hắn nhắc tới phụ thân đều mang theo hai chữ đại khái. Có lẽ phụ thân thật qua đời rồi. Long Kỳ Lân rất vui vẻ, mang theo Tần Mục ra khỏi thành liền chạy nhanh như bay, còn chạy nhanh hơn vừa rồi. Mặc dù tâm tư của nó rất tỉ mỉ nhưng cuối cùng không bằng nhân vật như Ngật Kha. Nghe được Tần Mục chính miệng nói với con trai tổ sư không chết, đã thành thần. Mập mạp vô cùng vui vẻ, nó ra sức gấp đôi. Tần Mục không quá nhẫn tâm lừa hắn, biển mây bên ngoài sinh giới người chết, bộ xương chèo thuyền là Lăng Cảnh đạo nhân. Tần Mục nói thầm, hắn là Lăng Cảnh đạo nhân, như vậy tổ sư hơn phân nửa cũng ở sinh giới người chết. Trưởng thôn cho ta 8 viên phong đô tệ, ta nhất định phải quay lại phong đô, tìm ra kết quả. Hắn lấy địa lý đồ Tây Thổ do Ngật Kha tặng cho mình, hắn mở ra xem xét, Chân Thiên Cung các phương tú thành không xa, hắn ngẩng đầu phán đoán phương vị của mình, lập tức bảo Long Kỳ Lân chạy về hướng Tây Nam. Phía trước bọn họ là một ngọn núi vắt ngang đường lớn. Ngọn núi hình thể kỳ lạ giống như cự nhân đang đứng, nơi bả vai cự nhân mọc ra hai ngọn núi, nhưng kỳ quái là hai ngọn núi lại tròn xoe và thô to giống như hai cái chuông đồng nằm trên mặt đất. Đường đi một phân thành hai, cũng xuyên qua hai cái chuông lớn, vòng qua bản thể ngọn núi kỳ quái. Long Kỳ Lân chạy tới nơi, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nữ tử mặc váy đen thân thể thiết tha đang tung bay lên núi, nơi nàng đáp xuống là đỉnh núi. Nơi đó treo một tấm giấy nhỏ màu vàng, giống như đã khắc trên đỉnh núi. Đột nhiên con mắt Tần Mục co rút lại, nhìn thấy nữ tử lộ ra tấm thiếp, không tốt. Long Béo, tiến lên, hắn mới đi tới đây, đột nhiên ngọn núi lớn chấn động. Ngọn núi vô cùng nặng nề giơ chân lên, dường như muốn rút chân ra khỏi ngọn núi. Tần Mục biết không ổn, vô ưu kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, nó bay thẳng về phía nữ tử trên cao. Bắt giặc bắt vua trước, ngọn núi lớn hóa thành cự nhân. Như vậy nhất định có thể chống đỡ cự nhân, đánh thức sơn linh, chỉ cần giết nữ tử này, có lẽ sẽ ngăn chặn quá trình ngọn núi tiến hóa. Nữ tử kia quay đầu nhìn xuống, cười lạnh nói, giết đệ tử vu gia ta, cho dù ngươi là thiên vương lão tử cũng phải chết tại đây. Cự nhân rút chân ra, nó đạp lên mặt đất, bùn đất bay loạn. Sau đó dụng lực rút cái chân khác lên, lúc này mới từ từ đứng dậy, cự nhân đứng lên, ngọn núi như hai quả chuông nâng lên cao. Đất đá trên núi rơi xuống. Từng khối đá rơi xuống chen kín con đường, cự nhân đứng lên, nữ tử trên núi cũng bay lên cao, vô ưu kiếm lập tức quay tròn, hóa thành toản kiếm thức xông thẳng lên trời, nữ tử vô gia trên núi biết không ổn, lập tức quát một tiếng. Từng phi hoàng bay lên cao, đưa tay vỗ một cái, vô số phi hoàng đâm thẳng vào vô ưu kiếm, đinh 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 đinh, tiếng mưa dày đặc vang lên. Từng phi kiếm bao phủ vô ưu kiếm, chúng nhanh chóng thu nhỏ và xoắn nát phi kiếm. Tu vi của nàng không yếu nhưng lộ tuyến công pháp Tây Thổ không lớn mạnh bản thân mà là mượn thiên địa vạn vật chiến đấu. So với thần thông giả Duyên Khang Quốc cùng cảnh giới, bọn họ yếu hơn rất nhiều. So với Tần Mục là thiên ma giáo chủ một đường chém giết đi tới đây, nàng còn kém hơn quá nhiều. Vô ưu kiếm là thần kiếm vô cùng sắc bén, xoắn nát vô số phi hoàng. Thế đi không giảm, nó đâm thủng đầu nữ tử trên núi. Trên đỉnh núi xuất hiện một đạo huyết quang. Tần Mục thu hồi vô ưu kiếm. Hắn còn chưa thở ra một hơi lại nhìn thấy hai ngọn núi nhỏ rơi xuống, lộ ra thân chung màu đồng thau.
ngọn núi chính là cái chuông, không phải núi thật, là cái chuông bịt kín một tầng núi đá. Linh binh lớn như thế, mặc dù Tần Mục đã gặp không ít nhưng đều là bảo vật cấp trấn giáo. Linh binh Tây Thổ không tinh diệu bằng linh binh ở Duyên Khang quốc nhưng bảo vật cấp trấn giáo không thể xem thường. Là cường giả thần kiều tiêu hao tâm huyết một đời luyện chế mà thành, bi năng không thể coi thường. Đỉnh núi này có tờ giấy nhỏ, hẳn là phong ấn, dùng phong ấn cự nhân này. Cự nhân này vốn là sinh linh từ lâu, bị chủ nhân phong ấn tại đây, trở thành trọng bảo canh giữ gia tộc. Khóe mắt Tần Mục co giật, bỗng nhiên biết không ổn, cự nhân nhắc hai cái chuông lên. Nó vung chuông nện xuống, chuông miệng đánh thẳng về phía Tần Mục, cự nhân không phải bị đánh thức, mà là phong ấn. Cự nhân ngọn núi này có linh, là Vu gia phong ấn cự nhân tại đây, chờ tháo phong ấn là có thể thúc giục cự nhân. Cạch, hai cái chuông đồng khổng lồ va chạm, tiếng gầm cuồn cuộn nghiền áp phía trước. Những nơi đi qua, con đường chồng lên nhau, lại tấn công về phía Long Kỳ Lân, nhưng uy hiếp lớn nhất mà là tiếng chuông. Hai kiện bảo vật trấn giáo va chạm và phát ra tiếng chuông đáng sợ, thế gia Tây Thổ thật hung ác và hung hãn. Long béo, không nên động, Tần Mục khen ngợi, nguyên khí bộc phát, toàn thân xuất hiện vô số ấn ký phù văn bay lượn, cũng quấn lấy hắn và Long Kỳ Lân. Sóng âm diệt tuyệt tất cả đánh tới, nhưng sóng âm hủy diệt tới trước mặt Long Kỳ Lân. Những phù văn kia tạo thành truyền tống trận, thôi phát thần thông truyền tống, Tần Mục và Long Kỳ Lân cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Long Kỳ Lân và Tần Mục xuất hiện cách đó hơn một dặm. Nếu như chính hắn thôi thúc thần thông truyền tống, có thể truyền tống đi 20-30 dặm, mang theo một người cũng có thể truyền ra hơn 10 dặm. Nhưng mang theo quái vật khổng lồ như Long Kỳ Lân, đi một dặm là cực hạn của hắn. Nhưng khoảng cách một dặm đối với cự nhân kia là quá ngắn, cự nhân sải bước một cái đã hơn 10 dặm. Tần Mục quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vị trí bọn họ vừa đứng sinh ra sóng gió ngập trời, mọi thứ bị sóng âm cuồng bạo đánh nát. Sóng âm hai cái chuông phá hủy phạm vi 20 dặm, những nơi đi qua, quả nhiên phá nát tất cả. Cự nhân không có pháp lực, chỉ dựa vào lực lượng đánh chuông lớn đã có uy năng đáng sợ như vậy, quả thực lợi hại. Tần Mục khen ngợi, Long Kỳ Lân lập tức mang theo hắn chạy như điên. Phía sau bọn họ, cự nhân khổng lồ xoay người và bước đi, Tần Mục cảm giác mây đen áp đỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy cự nhân đã xuất hiện trên đầu bọn họ. Tốc độ của Long Kỳ Lân tăng lên rất nhiều, cũng vượt qua âm thanh. Tốc độ của Long Kỳ Lân tăng lên nhanh như thế, Tần Mục cũng giật mình. Không biết Long béo An Linh đang dịu dược gì lại có tốc độ vượt xa lúc trước. Trong tình thế nguy cấp, Long Kỳ Lân cũng không lo được lo mất, cũng không biết lừa gạt Tần Mục cải tiến linh đan thế nào. Nó chỉ lo chạy trốn, tốc độ nhanh đến mức làm người ta trố mắt. Ầm ầm, phía sau bọn họ, chân cự nhân giẫm mạnh, nó giẫm vào một hồ nước, tay cự nhân cầm chuông đồng nện xuống. Long Kỳ Lân bỏ chạy như điên, chuông lớn rơi sau lưng. Uy năng của chuông lớn quá khủng khiếp, sóng âm truyền xuống mặt đất, tốc độ còn nhanh hơn âm thanh 3-5 lần. Phía sau bọn họ, mặt đất nổ tung lốp bốp, tình cảnh vô cùng đáng sợ. Sóng âm đuổi theo Long Kỳ Lân, cũng đánh Long Kỳ Lân bay lên trời. Dưới chân Long Kỳ Lân sinh ra đám mây lửa, chân đạp mây lửa chạy như điên. Cự nhân sau lưng vung cái chuông lần nữa, cự nhân lại nhấc cái chuông còn lại lên, ngay sau đó ném mạnh vào cái chuông đang bay. Cong, tiếng chuông vang lên, lúc hai cái chuông va chạm, sóng âm ép không khí thành gợn sóng, sóng âm chấn động thúc đẩy không khí hóa thành thực chất. Tần Mục trùng mình, hắn vội vàng xoay người về phía sau. Hắn lấy thái âm ngọc nhãn ra, ánh sáng bên trong ngọc nhãn bắn ra, cắt đứt sóng âm. Ông, sóng âm diệt tuyệt bị ánh sáng ngọc nhãn cắt thành hai nửa, hai ba động khủng bố sượt qua bên người Long Kỳ Lân. Chấn động đáng sợ làm da đầu Tần Mục tê dại, không rét mà run. Nếu bị sóng âm đánh trúng, hắn, Hùng Kỳ Nhi tính cả Long Kỳ Lân sẽ bị đánh thành mảnh vỡ, không còn tồn tại. Tây Thổ vẫn còn nội tình, nhưng nội tình này không có lợi cho tu vi. Tần Mục nhìn về phía sau, cự nhân bị ánh sáng thái âm ngọc nhãn đánh trúng, vai trái sập nửa bên. Long Kỳ Lân bỏ lại cự nhân càng xa, với thực lực của cự nhân đã không cách nào làm cho sóng âm công kích bọn họ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cự nhân không người xuống, Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng như thế thì giật mình. Hắn lại nhìn thấy cự nhân bắt đầu chạy, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ông trời ơi! Không đúng, nhất định có người điều khiển cự nhân. Nếu không, không có khả năng nhận định ta cùng Long Kỳ Lân, điên cuồng đuổi giết. Tần Mục tỉnh ngộ lại. Hắn đã đánh chết nữ tử Vu gia mở phong ấn, điều khiển cự nhân không phải là nàng, người này nhất định ẩn nấp gần đó. Hơn nữa tu vi cũng cực cao, nếu không làm sao khống chế cự nhân khổng lồ như thế. Hắn mới vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm quang bay qua, một đầu người rơi xuống. Sau đó có vài đoạn thi thể rơi ra khỏi tầng mây, đó là lão thái thái tóc bạc, trong tay còn cầm một cái gậy, cây gậy cũng bị chém thành hai nửa. Tần Mục hơi ngẩn ra,
Hắn nhìn cự nhân kia, đột nhiên cự nhân cứng đờ, cũng không đuổi theo. Chính lão thái thái kia điều khiển cự nhân đuổi giết bọn họ, nếu không cự nhân vừa mới bị đánh thức đã lạnh lùng hạ sát thủ với Tần Mục. Long béo, dừng lại. Long Kỳ Lân vội vàng dừng lại, không hiểu ý của hắn. Tần Mục mở hỏa tiêu thiên nhãn ra quan sát cự nhân, nhìn thấy một bóng người trên đầu cự nhân, hắn ngờ ngợ là Ngật Kha. Đạo kiếm quang kia bay từ tầng mây trở về, quay hai vòng quanh người trên đỉnh núi, người kia khom người chào hắn, lên đường bình an. Tần Mục cũng khom người từ biệt, nhận được chút lành. Người kia vung lá cờ lên, đột nhiên che người này và biến mất khỏi đỉnh núi. Truyền tống kỳ. Tổ sư đưa hắn một mặt truyền tống kỳ. Tần Mục cười cười, hắn giống như tổ sư, đều là mặt ngoài không màng danh lợi nhưng trên thực tế lại rất nhiệt tâm. Ngật Kha, không hổ là con trai tổ sư. Long béo, tổ sư có truyền nhân. Long Kỳ Lân đạp mây lửa bay đi, nó đi thẳng về hướng tây nam, phía trước chính là Thiên Phủ Môn. Hai ngọn núi lớn giống như một cái cổng trời, trên núi có đủ loại cung điện. Nhạc Thanh Sơn đang chạy về Thiên Phủ Môn, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Hắn lại thấy Long Kỳ Lân mang theo Tần Mục đi tới phía sau hắn. Nhạc Thanh Sơn giật mình, vội vàng dừng lại, tốc độ của hắn thật nhanh. Nếu ta về môn phái mật báo, chỉ sợ hắn hiện tại đã lạnh lùng hạ sát thủ với ta. Long Kỳ Lân dừng lại, Tần Mục làm lễ ra mắt, Nhạc Thanh Sơn đáp lễ, vẻ mặt Tần Mục ôn hòa nói, vì cái gì Nhạc huynh lại không tham gia Hoa Sơn lễ, ngược lại về Thiên Phủ Môn. Nhạc Thanh Sơn vội vàng cười nói, tại hạ gương mặt xấu xí, khó mà lấy lòng gia nhân, không tham gia Hoa Sơn lễ cũng được. Vẻ mặt Tần Mục càng ôn hòa hơn, nói, Nhạc huynh xấu sao? Nhạc huynh tuấn tú lịch sự, khẳng định có thể thu hoạch trái tim mỹ nhân, nên về tham gia Hoa Sơn lễ đi. Nhạc Thanh Sơn rùng mình, lần trước Tần Mục nói ra từ tuấn tú lịch sự, thi triển một chiêu nhất kiếm khai hoàng huyết ung dương, cũng giết bốn cao thủ trước mặt mọi người, hiện tại hắn còn nói ra từ tuấn tú lịch sự. Nếu như bản thân không thức thời, khăng khăng về núi, chỉ sợ chờ hắn là một kiếm mất mạng, đa tạ Tần giáo chủ chúc lành. Nhạc Thanh Sơn cảm ơn, hắn lập tức chạy trở về Phương Tú Thành. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này mới bảo Long Kỳ Lân tiếp tục chạy đi, đi vòng qua Thiên Phủ Môn. Nhạc Thanh Sơn nhìn thấy Phương Tú Thành, quay đầu nhìn lại thì không nhìn thấy Tần Mục, thầm nghĩ, Chân Thiên Cung truy nã hắn. Nếu như ta có thể bảo Thiên Phủ Môn bắt giữ hắn, rút ngắn quan hệ với Chân Thiên Cung, khi đó địa vị của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn đang định trở về, đột nhiên nhìn thấy cự nhân to lớn trên hoa nguyên. Hắn giật mình, lại nhìn thấy con đường vỡ vụn, cùng bốn phía bị tiếng chuông xung kích tạo thành phá hư. Lại có rất nhiều cao thủ Vu gia bay tới, tìm được tứ chi của Vu gia lão nải nải và gào khóc. Vu gia lão nải nải cũng đã chết. Nhạc Thanh Sơn ngơ ngác, hắn thản nhiên đi về hướng Phương Tú Thành. Vu gia lão nải nải ra tay, vận dụng một tòa núi lớn cũng không thể lưu hắn lại, Thiên Phủ Môn ta cũng khó lưu hắn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quyết đấu sinh tử với hắn, không bằng dứt khoát gặp gỡ giai nhân đi. Phía trước chính là quân thành. Hai ngày sau, Tần Mục đứng trên đầu to của Long Kỳ Lân. Hắn lấy địa lý đồ Tây Thổ ra quan sát cẩn thận, lại đối ứng với thiên tượng, vui vẻ nói, sau khi đến quân thành, khoảng cách Chân Thiên Cung không xa. Long béo, ngươi gần đây rất cố gắng, lần này chạy rất nhanh. Hai ngày qua Long Kỳ Lân không lười biếng, rất ra sức. Với cước lực của Long Kỳ Lân, ngày đi hai vạn dặm, tối đa chỉ đi nửa ngày là tới Chân Thiên Cung. Một đường đi tới, bọn họ gặp được không ít phiền phức. Chân Thiên Cung truyền đạt lệnh truy nã, không ít thần thông giả trong Tây Thổ đang tìm kiếm tung tích với hắn, phát sinh qua mấy trận ác chiến. Chẳng qua hắn không có trải qua cự nhân sách chuông hung ác như Vu gia chặn đường, chiến lực cự nhân sách chuông quá kinh khủng, có thể có được loại bảo vật này, thường thường đều là đại thế gia. Hơn nữa loại vũ khí này cần chuẩn bị thời gian dài, phải đánh thức sơn linh trước thời hạn hoặc mở phong ấn. Tốc độ của Long Kỳ Lân rất nhanh, trừ phi biết trước hướng đi của Tần Mục, nếu không, không có khả năng sớm chuẩn bị tốt và chặn đường hắn. Dọc đường, Tần Mục cũng nhìn thấy đủ loại thần thông đạo pháp kỳ quái của Tây Thổ. Thần thông giả Tây Thổ trừ dùng sơn sơn thủy thủy làm vũ khí ra, còn có thể nuôi một chút tinh quái. Bọn họ sẽ điểm hóa dị thú, đánh thức linh của dị thú, bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ. Dị thú sẽ trưởng thành với bọn họ, bởi vậy cực kỳ trung thành. Hơn nữa, dị thú cũng là linh binh của bọn họ có thể vận dụng như linh binh. So sánh với linh của núi sông, dị thú càng linh động hơn. Tây Thổ có thần thông đạo pháp vạn vật có linh, quả thực làm người ta mở rộng tầm mắt. Long Kỳ Lân chạy cực nhanh, cách quân thành cũng càng ngày càng gần. Nơi này phần lớn là vùng núi, thỉnh thoảng có thể gặp phải thần thông giả bay qua, phần lớn đều cưỡi dị thú phi hành. Tần Mục cau mày, chú ý tới không ít thần thông giả Tây Thổ đang theo dõi hướng đi bản thân.
lại bị để mắt tới, còn chưa tiến vào quân thành. Trong quân thành bên tất có bố trí, ta phải đi nơi hoang dã. Tần Mục chấn động thần thức, áp dụng thần thức đưa tin của Thiên Vũ tộc, báo tin Long Kỳ Lân chuẩn bị. Ngay sau đó nó hít một hơi thật dài, không khí căng đầy lồng ngực, vù vù, nó phun ra một hơi tràn ngập sương mù, mây mù không ngớt, bao phủ thiên địa trong phạm vi 10 dặm. Long Kỳ Lân lập tức kín đáo bay xuống dưới, độn vào núi rừng. Những thần thông giả Tây Thổ xông vào trong sương mù, tìm kiếm khắp nơi, chờ sương mù biến mất, đám người Tần Mục đã sớm đi xa. Công tử đến rồi, đột nhiên có thần thông người khẩn trương nói, một bảo liễn bay tới, có thải phượng kéo hương xa, một thiếu niên phúc hậu ngồi trong xe. Hắn cũng không tính là béo, bên cạnh có chúng nữ nhân làm bạn, kỳ quái là, Tây Thổ lấy nữ tử vi tôn, ở trước mặt thiếu niên này, nữ tử chân thiên cung cũng chỉ có thể phụng dưỡng, không thể láo xược. Rất nhiều thần thông giả nhau nhau làm lễ ra mắt, Ngọc Công Tử. Ngọc Công Tử tuần tra bốn phía, cười nói, vẫn là bị hắn chạy trốn. Nhưng cũng khó trách, lúc trước ta dẫn người đuổi giết Nải Quỳ cũng là hắn cản trở, đến mức bị Nải Quỳ chạy trốn. Nơi đó là Đại Khư, không phải Tây Thổ, ta cũng không thể tùy ý làm bậy. Nơi này lại là Tây Thổ, không phải Đại Khư của hắn. Hắn cho rằng có thể chạy thoát khỏi tay ta, vậy thì quá ngây thơ. Hắn đuổi giết là Ngọc Bác Xuyên đuổi giết mẫu tử Hùng Tích Vũ, con trai cung chủ chân thiên cung hiện nay. Thiếu niên này mặc dù tuổi trẻ nhưng thủ đoạn độc ác, quỷ kế đa đoan. Hùng Tích Vũ là cung chủ chân thiên cung, bị Ngọc Gia lật đổ, tu vi thực lực Ngọc Bác Xuyên cũng không tính là cao. Hắn lại có thể đuổi giết tồn tại cấp giáo chủ như Hùng Tích Vũ, suýt ép Hùng Tích Vũ mất mạng, cường giả bên người lần lượt chết trận, có thể thấy được bản lĩnh của Ngọc Bác Xuyên. Tâm cơ của hắn thâm trầm, không thể coi thường. Ngọc Bác Xuyên gật đầu, một nữ tử chân thiên cung bên cạnh bay lên. Nàng thi triển thần thông, đột nhiên một đám mây trắng xuất hiện trên bầu trời, nó hóa thành mũi tên hình và chỉ hướng xuống dưới. Đó là khu vực núi rừng xa xa lại có một nữ tử dậm chân, rất nhiều tảng đá trên núi di động, tụ hợp lại thành một thạch cự nhân. Nàng đưa tay chỉ hướng Tần Mục trời đi, nói, người kia cưỡi một đầu cự thú đi hướng này. Nữ tử kia giải tán thần thông, thạch cự nhân đổ sụp, biến thành một đống đá vụn. Thải Phượng lôi kéo hương xa tiến lên, Ngọc Bác Xuyên ngồi trong xe, cười nói, tại Tây Thổ, không ai có thể chạy thoát khỏi chân thiên cung theo dõi. Nải Quỳ đời trước không được, vị Tần giáo chủ kia càng không được. Công tử, lần này là Đại Tôn Hoàng Kim Cung đi tới chân thiên cung chúng ta báo tin tức, mời Bích trưởng lão chân thiên cung chúng ta truy nã Tần giáo chủ. Một nữ tử chân thiên cung cười duyên nói, Bích trưởng lão cùng có tình xưa với Đại Tôn Kim Cung, truyền đạt lệnh truy nã hắn, đây là việc đương nhiên. Vị Đại Tôn kia mượn thế lực chân thiên cung chúng ta trừ bỏ cường địch, như vậy sẽ nợ nhân tình của chân thiên cung chúng ta. Công tử cần gì phải tự mình giúp hắn? Ngọc Bác Xuyên cười nói, ta cũng không phải giúp Đại Tôn, mà là muốn gặp Tần giáo chủ một lần. Lần trước ta ăn thiệt thòi trong tay hắn, bị hắn cướp đi Thanh Long Châu, mất đi trọng bảo. Lần này hắn dám can đảm xông vào Tây Thổ, tự nhiên phải dạy hắn một bài học. Hơn nữa, lần này hắn tới Tây Thổ, chỉ sợ dụng ý bất thiện, ta hoài nghi mục đích của hắn không phải đi một vòng đơn giản như vậy. Hắn cứu Nải Quỳ tiền nhiệm cùng tiểu công chúa, lần này trở về, chỉ sợ là muốn giúp Nải Quỳ đoạt lại vị trí công chúa. Hắn xuất hiện, Nải Quỳ sẽ không ở quá xa. Ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, mặc dù mẫu thân của ta trở thành nữ chủ nhân chân thiên cung nhưng chỉ cần không sinh ra một vị tiểu công chúa, vị trí công chủ này không tính là ngồi vững vàng. Lúc này Nải Quỳ trở về, mục đích có thể tưởng tượng được. Nhưng vị Tần giáo chủ và Nải Quỳ tiền nhiệm tuyệt đối không nghĩ ra sức mạnh của ta bao lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Tần Mục rời đi, lạnh lùng nói, ta sẽ cho bọn họ một kinh hỉ lớn. Long Kỳ Lân chạy như bay trong núi rừng. Nó trèo đèo lội suối, tốc độ không bằng lúc trước, chẳng qua cũng xem như mau lẹ. Tần Mục dò xét bốn phía, khẽ nhíu mày, dãy núi địa thế nơi này khác biệt với địa lý đồ của Tây Thổ, Ngật Kha giao địa lý đồ cho hắn không có sơn thủy như nơi này. Thần thông giả Tây Thổ đánh nhau, ưa thích dùng núi lớn đánh tới đánh lui, đoán chừng đánh qua không thả núi sông đúng chỗ. Dùng địa lý đồ suy đoán phương vị của mình cũng không hoàn toàn chuẩn xác, vẫn cần dùng đến thiên tượng. Hắn ngẩng đầu lên, trong đồng tử có trận văn xoay tròn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh sáng tinh tượng xuất hiện. Tần Mục phán đoán phương vị, thở vào một hơi, cười nói, đã qua quân thành. Hắn vừa mới rời khỏi nơi này, đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên. Tần Mục khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy khói bụi ngập trời hóa thành sương mù dày đặc bao phủ dãy núi, không nhìn thấy phía trước có động tĩnh kinh thiên động địa gì. Long Kỳ Lân vội vàng dừng bước, nó vô cùng khẩn trương nhìn về phía trước. Khói bụi càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng bóng đen nuốt hết núi rừng,
cũng bao phủ cả dãy núi. Giáo chủ, phía trước là cái gì? Long Kỳ Lân cả kinh kêu lên, mặt đất không ngừng chấn động, cây cối chung quanh bọn họ lay động. Tảng đá trên mặt đất đang nhảy lên giống như là động đất, nhưng cũng không phải động đất. Tần Mục mở ra hỏa tiêu thiên nhãn, hướng vọt tới khói bụi nhìn lại, lộ ra vẻ không thể tin được, trong sương mù trước mắt là một tòa thành thị. Một tòa thành thị, Long Kỳ Lân buồn bực nói, một tòa thành thị làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy? Bởi vì tòa thành thị này đang chạy đi trong núi rừng. Suýt nữa tóc của Tần Mục rụng sạch, hắn nói, tòa thành thị kia đang chạy về phía chúng ta. Long Béo, chúng ta đi. Khói mù vọt tới, một tòa mỹ lệ thành thị chiếu vào tầm mắt của bọn họ. Đó là một tòa thành thị đang chạy như bay. Tường thành cao 10 trượng tráng kiện đang chạy đi, đằng sau tường là một cự nhân đằng đằng sát khí. Cửa thành mở rộng, tính cả cửa thành và tường thành mọc ra răng sắc bén, nó không ngừng khép mở. Những nơi đi qua, cho dù là đỉnh núi cũng bị cửa thành cắt nát, đồ vật cắn không vỡ thì bị cuốn vào trong thành, như vậy sẽ bị đám cự nhân trong thành đập vỡ. Tòa thành thị này đang phi nước đại, nó lao thẳng về phía bọn họ, trên cửa thành còn viết hai chữ, quân thành. Thần thông giả Tây Thổ lại đánh thức cả thành thị, Long Kỳ Lân vội vàng quay đầu bỏ chạy, nó tức nổ phổi, thần thông giả Tây Thổ điên rồi. Giáo chủ, bọn họ nhất định điên rồi. Làm gì có chuyện đánh thức một tòa thành, xem thành thị như vũ khí. Phía sau, những nơi quân thành đi qua, tất cả bị san bằng thành bình địa. Đại thành có sinh mạng, hai chân của nó bước đi như bay, trèo đèo lội suối. Tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, tất cả đều bị dẹp yên. Tòa thành này có cái miệng đáng sợ, có thể thôn vệ tất cả, nghiền nát tất cả. Không chỉ như thế, trong thành có cả ngàn cự nhân vung đại chù y to lớn như căn nhà, đồ vật quân thành cắn không vỡ sẽ bị nuốt vào thành, từ đó bị những cự nhân này đập nát. Những đồ vật bị tòa thành cắn nuốt sẽ biến thành bụi mù rơi xuống phía sau. Bụi mù tràn ngập gần trăm dặm, không nhìn thấy cái gì trong khói bụi dày đặc. Tòa thành thị này phía trước nuốt, đằng sau nhả, có thể tưởng tượng nếu bị tòa thành đuổi kịp sẽ có hậu quả gì. Tần Mục không ngừng thúc giục, Long Kỳ Lân cũng chạy bán mạng như điên, nhưng vào lúc này, đột nhiên trong quân thành bay ra một con sông, nó như cây roi dài quất một cái, Long Kỳ Lân vội vàng tránh né. Con sông kia linh hoạt tới cực điểm, nó quất loạn lốc bốt, đánh Long Kỳ Lân trốn đông trốn tây. Tốc độ lại chậm đi, dần dần bị quân thành đuổi kịp. Đại ca ca, Hùng Kỳ Nhi run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía sau. Đại địa chấn động, một người đá khổng lồ xuất hiện sau lưng bọn họ. Quân thành mở rộng cửa thành to lớn, răng nhọn cắn nát mọi thứ. Không có việc gì, Kỳ Nhi muội muội đừng sợ. Tần Mục xoay người lại, kiếm hoàng lơ lửng, phiêu phù ở trước người hắn. Long Kỳ Lân bị dòng sông lớn ép xuống, sắp bị quân thành thôn phệ. Là ai chặn đường chúng ta? Tần Mục nhìn cửa thành càng ngày càng gần, cửa thành đang khép mở liên tục. Từng cây cột thô to chính là răng nanh sắc bén, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, vì đối phó thần thông giả lục hợp cảnh như ta, còn điều động binh lực như thế. Nhờ vào nhân duyên ban công thố, có đáng điều động bảo vật như quân thành hay không? Người muốn diệt trừ ta là ai? Đột nhiên hắn nhớ tới một người, lộ ra nụ cười, thấp giọng nói, tất nhiên là hắn, thiếu công tử Chân Thiên Cung. Hắn bị ta đoạt thức ăn trước miệng cọp, cứu mẫu tử Hùng Tích Vũ rời đi, ta và hắn xem như có giao tình xưa, lần này có phải là ngạc nhiên ngoài ý muốn hay không? Nhưng vào lúc này, Long Kỳ Lân hét, giáo chủ, tuyệt không phải ngạc nhiên. Đây là kinh hải. Không xong. Lại có một dòng sông bay ra khỏi miệng quân thành, nó cuốn lấy phần đuôi của Long Kỳ Lân, cũng kéo hắn vào trong miệng. Bốn cái chân Long Kỳ Lân khô loạn nhưng vẫn không thể ngăn cản được, bị kéo vào trong miệng quân thành. Sắc mặt Hùng Kỳ Nhi nghiêm túc, nói, Long Béo, tráng sĩ cắt đuôi. Long Kỳ Lân chảy nước mắt, Kỳ Nhi tỷ, cắt đuôi cũng không trốn thoát được, nên lưu cho ta toàn thây. Dường như không có khả năng toàn thây, tường thành có cái miệng khép mở đáng sợ, những thứ bị nuốt sẽ bị cự nhân đập nát. Muốn lưu lại toàn thây, hầu như là chuyện không thể nào. Từng chiếc mâu nhọn tỏa ra hàng quang lấp lánh, mỗi một cây mâu nhọn to chừng miệng chén giống như cây xuyên thép của tòa thành. Mặt ngoài trường mâu còn có hoa văn phức tạp, hiển nhiên mỗi cây mâu nhọn đều là linh binh. Nếu như bị cắn một cái, tương đương mấy chục cây linh binh đâm vào thân thể, trên người xuất hiện mấy chục lỗ máu to như cái chén. Lại cửa thành khép mở tạo ra lực lượng to lớn, hơn phân nửa sẽ máu thịt be bét. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, nói. Chẳng qua thiếu công tử Chân Thiên Cung có thực lực đánh thức linh của quân thành sao? Tu vi cảnh giới của hắn có khả năng cao hơn ta, nhưng tối đa chỉ là thất tinh cảnh. Giáo chủ, Long Kỳ Lân bị kéo vào trong miệng của quân thành, Tần Mục không còn mê mẩn, đột nhiên kiếm hoàng bộc phát. Vô số kiếm quang xuất hiện, 8.000 cây kiếm đồng thời thi triển vân kiếm thức, tình cảnh hùng vĩ cỡ nào,
Bảo kiếm như mây và chặt đứt trường mâu như răng nhọn của cửa thành. Cửa thành liên tục cắn xé, chỉ dựa vào lực cắn kinh người cũng đủ ép bọn họ thành bùn nhão. Tần Mục vươn tay cầm kiếm, Vô Ưu kiếm nơi tay. Thanh kiếm thần này không cần thần uy của hắn thúc giục, nhưng chỉ dựa vào Vô Ưu kiếm sắc bén, nó có thể cắt đứt tất cả. Vô Ưu kiếm trong tay hắn sáng lên, nhất điểm xuyên liên hạo động, lưỡng nghi nội phản phục âm dương. Đạo kiếm thức thứ nhất bộc phát uy lực, kiếm quang phân hai màu đen trắng, âm dương nhiễu loạn. Nó xoay tròn lẫn nhau hình thành thái cực, đây chỉ là biểu tượng của kiếm pháp. Một chiêu này còn ẩn chứa trình độ thuật số rất cao, mỗi đường nét tạo thành thái cực đồ đều phải tính toán kỹ càng. Mỗi một đạo kiếm quang vận hành, trong đó ẩn chứa trình độ thuật số vô cùng phức tạp, là đạo môn giải thích vũ trụ ảo diệu. Quân thành ra sức cắn xé, sau đó, một đoạn tường thành bị kiếm quang hai màu đen trắng đánh biến mất. Tần Mục bay lên không trung, hai tay giơ Vô Ưu kiếm lên cao thôi thúc pháp lực thu kiếm. 8000 kiếm bay tới, chúng va chạm với Vô Ưu kiếm, tử kiếm dung nhập vào trong mẫu kiếm. 8000 kiếm hợp thể, hắn cảm thấy kiếm trong tay mình rất nặng nề. Đây là hình thái thứ hai của kiếm hoàng. Kiếm hoàng có hai loại hình thái, một loại là hoàng, một loại khác là tử mẫu kiếm sát nhập. Sau khi Vô Ưu kiếm sát nhập sẽ rất nặng nề, hắn đã không cách nào dùng pháp lực thôi thúc uy năng của cây kiếm này. Tần Mục giơ thanh kiếm lên cao, lúc này hắn chỉ có thể thi triển một động tác, bổ. Hắn bổ về phía trước, ở phía trước hắn, sau mông long kỳ lân, quân thành còn đang kéo bọn họ vào trong thành. Một con sông lớn cuốn lấy long kỳ lân, ý đồ kéo nó vào bên trong. Hai bên đường phố chính là các cự nhân đang cầm tòa nhà trong tay, chúng chuẩn bị nện. Trung tâm quân thành có một tòa cung điện to lớn, cung điện cũng không phải làm bằng gỗ bằng đá mà là huyền kim huyền thiết huyền đồng tạo thành, thần thông giả Tây Thổ không cầu làm bản thân lớn mạnh. Bọn họ mượn lực thiên địa tự nhiên, đồng thời cũng có thể cải biến tự nhiên, thu thập huyền kim huyền đồng luyện chế linh binh. Đương nhiên sẽ càng gia tăng uy lực của linh binh lên rất mạnh, cung điện trong quân thành là thần thông giả cường đại luyện chế thành linh binh. Uy lực cũng không phải nhà bằng gỗ đá có thể so sánh. Những cung điện này hóa thành cự nhân đứng thẳng, nó ngăn ở cuối đường, dáng vẻ đằng đằng sát khí. Hình ảnh này, tuyệt đối chưa từng nghe và thấy qua. Tần Mục bổ một kiếm, Vô Ưu kiếm vô cùng nặng nề sinh ra chấn động phá vỡ dòng sông cuốn lấy đuôi long kỳ lân. Sông lớn như đại xà bị chém đứt đầu, toàn bộ con sóng chấn động, nó không ngừng uốn lượn trong thành. Vào lúc mũi kiếm Vô Ưu kiếm tiếp xúc với đường đi, lực lượng kinh khủng bộc phát. Từng khối đá xanh trên đường phố bay lên cao, bay lên giữa không trung, trên đường phố xuất hiện khe lớn nhìn mà giật mình. Vết nứt sinh ra âm thanh răng rắc và kéo dài về phía trước, càng nhiều tảng đá xanh bay lên, nó sụp đổ trên không trung. Bá bá bá, mũi kiếm Vô Ưu kiếm bắn ra từng thanh phi kiếm, nguyên khí của Tần Mục cuồng bạo và rót vào trong phi kiếm. Những phi kiếm xoay tròn chém giết chung quanh, 8000 lưỡi phi kiếm một đường cắt gọt. Những nơi đi qua, từng cự nhân bị cắt thành mảnh vỡ, 8000 kiếm hợp thể. Hắn không thể thúc giục uy năng của nó. Mà bây giờ tất cả phi kiếm tách ra, hắn có thể thúc giục lực lượng mỗi thanh kiếm. Mấy đạo kiếm quang xoay tròn, đá vụn gỗ nát bay tán loạn các nơi, trên người từng cự nhân đều có vết cắt ngang. Hai tay Tần Mục run rẩy, một kiếm này xé rách thân thể hắn. Xương cốt bị bẻ gãy, gân lớn đứt đoạn, pháp lực cũng rút đi một nửa. Sở dĩ lúc quân thành thôn phệ chiêu thứ nhất, khi đó hắn không sử dụng kiếm đồ thức thứ nhất kiếm Lý Sơn Hà chủ yếu là vì tiết kiệm pháp lực. Kiếm Lý Sơn Hà cần hao phí pháp lực rất nhiều, nhưng một kiếm này lại tiêu hao gần nửa pháp lực của hắn. Thành quả của một kiếm này rất tốt, một kiếm hầu như sang bằng cả con đường. Hắn không hề tưởng tượng ra qua, bản thân hắn lại có thể tạo thành lực phá hoại mạnh như thế. Tần Mục buông Vô Ưu kiếm ra, thôi thúc nguyên khí tràn vào trong Vô Ưu kiếm. Vô Ưu kiếm chấn động, từng thanh kiếm bay tới cuối ngã tư đường. Lần này hắn không còn dám sử dụng hình thái thứ hai của kiếm hoàng, mà là trực tiếp thu 8000 kiếm thu hồi thành quả cầu kim loại. Tần Mục mở túi thao thiết ra, cũng thu kiếm hoàng vào trong túi, lại suy nghĩ xuất thần, dường như ta khai sáng ra kiếm thức cơ sở chưa từng có, loại kiếm chiêu này không có trong 17 loại kiếm chiêu cơ sở. Hắn vừa bổ ra một kiếm, vô số cây kiếm trong Vô Ưu kiếm xoay tròn và tiến lên phía trước trong nháy mắt rút đi nửa tu vi của hắn. Kiếm thức xoay tròn không giống 17 loại kiếm thức cơ sở, tương tự chính là vân kiếm thức, nhưng vân kiếm thức dùng bảo kiếm và cổ tay bản thân làm tâm điểm, mũi kiếm vẽ ra một vòng tròn. Tần Mục vừa rồi thi triển kiếm thức lại là quay tròn. Hắn đánh ra càng có lực lượng, lại có kỹ xảo gọt, còn có linh động của mây. Đây là kiếm thức cơ sở thứ 18. Trong quân thành, từng cự nhân bằng đất đang xách cự chù y lao ra bên ngoài. Dòng sông trong thành lao tới, tập hợp một chỗ và hóa thành cự nhân thủy long, nâng quyền tấn công. Tần Mục đang suy nghĩ xuất thần. Một chiêu kiếm thức cơ sở này tiêu hao pháp lực quá nhiều. Không chỉ như thế,
hơn nữa còn cần rất có tiền, có đủ tiền luyện ra nhiều phi kiếm. Càng thêm mấu chốt chính là, loại phi kiếm này hai đầu lưỡi kiếm, như vậy uy lực mới lớn hơn. Long Kỳ Lân hưng phấn gào thét, miệng phun hỏa diễm. Hỏa diễm bao phủ quảng trường quân thành, từng một cự nhân bị lửa đốt, cự nhân do nước sông biến thành đập lửa, thân thể một cự nhân không ngừng run rẩy. Tần Mục tiếp tục mê mẩn, như ta từng nói qua, ta rất có tiền. Long Kỳ Lân càng ra sức phun lửa khắp nơi, cũng đốt lửa khắp tòa thành. Ngoài thành, nó liên tục chạy trốn, vào trong thành, nó như hổ thêm cánh. Đột nhiên, quân thành dừng lại, cả tòa thành dừng lại không nhúc nhích. Các cự nhân gỗ và đất trong thành đều dừng công kích, có rơi xuống hóa thành căn nhà, có hóa thành cung điện, ngay cả thủy cự nhân cũng biến trở lại thành dòng sông. Quân thành an tĩnh lại, trên đường phố lộn xộn cũng chỉ còn lại Tần Mục, Hùng Kỳ Nhi cùng Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân vô cùng khẩn trương quan sát xung quanh, e sợ những phòng ốc chung quanh sống lại. Bên trong quân thành yên tĩnh, cả tòa thành thị không nhìn thấy những người khác. Trên địa lý đồ Tây Thổ có nói quân thành là đại thành có 10 vạn người sống, bây giờ cư dân biến mất hoàn toàn. Toàn bộ người trong nhà đã rời đi, người này tất nhiên có được quyền thế có khó thể tưởng tượng nổi. Quân thành trống rỗng, chỉ có đám người Tần Mục, thành thị sống động vừa rồi đã yên lặng như chết. Càng yên tĩnh, càng làm người ta cảm thấy đáng sợ. Đột nhiên cả tòa thành chấn động rất mạnh, mặt đất dưới chân bọn họ không ngừng rơi xuống, trong khoảnh khắc quân thành liền biến thành tòa thành trống rỗng. Long Kỳ Lân vội vàng đạp lên đám mây lửa, Tần Mục tung người nhảy lên lưng hắn. Hùng Kỳ Nhi thì bắt lấy lông bờm của Long Kỳ Lân, nàng vô cùng khẩn trương nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên rừng rậm phía dưới chia rẽ, từng khối đá ngay ngắn trồi từ lòng đất lên. Những tảng đá vuông vức này điệp ra hình thành từng cây đá vuông vức, cục đá hình vuông nhô lên với tốc độ cực nhanh. Không đến một giây, chung quanh đám người Tần Mục xuất hiện cục đá rậm rạp. Bọn họ đứng trong rừng và cảm thấy mình nhỏ bé. Những cây cột này đang di chuyển cực nhanh, có lẽ ẩn nấp trận pháp biến hóa. Mỗi khi cây cột di chuyển liền đột nhiên tăng cao hoặc rút ngắn, từng tảng đá ngăn nắp tự động dịch ngang hoặc dời lên trên, hoặc tiến vào trong cây cột khác. Còn có cây cột nhấc lên, các lên cây cột ở giữa giống như xà ngang nhưng chúng không ngừng sinh ra biến hóa. Lúc dài lúc ngắn, lúc trước có đường, nhưng sau một khắc từng cây cột đá cùng dính liền với nhau, biến thành một bức tường vô cùng lớn. Quân thành giống như lại sống lại, tòa thành thị này không ngừng thôn vệ vạn vật, hiện tại quân thành giống như hóa thành không gian lập thể. Vừa rồi quân thành chính là con quái vật khổng lồ chỉ biết thôn vệ tất cả, nhìn như nguy hiểm nhưng nó vô dụng, lực uy hiếp không mạnh, mà bây giờ quân thành biến thành lập thể, dùng hình thái trận pháp vận hành, lực uy hiếp tăng lên rất nhiều, những tảng đá sáu mặt ngăn nắp, mỗi một mặt đều có lạc ấn hoa văn. Những tảng đá kia di chuyển và dừng lại, mặt cắt mỗi khối đá đều liên kết hoàn mỹ với mặt cắt của cây cột khác, kỳ lạ nhất chính là điểm này, biểu tượng tảng đá gây dựng lên. Sát cơ chân chính giấu bên trong không ngừng chia rẽ và tổ hợp, phù văn tạo thành tổ hợp khác biệt, chính là trận pháp khác biệt. Tòa thành này có rất nhiều hòn đá, hình vẽ phù văn trên hòn đá không giống nhau, có phương thức tổ hợp vô tận, trận pháp biến hóa cũng nhiều đến mức vô cùng vô tận. Tần Mục nhìn ra, bọn họ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không xúc động bất cứ uy năng nào trong trận pháp. Nếu như hắn di chuyển, như vậy sẽ phát động uy lực trận pháp, thần thông Tây Thổ tráng lệ muôn vẻ. Tần Mục khen ngợi từ đáy lòng. Thần thông Tây Thổ không chú trọng uy lực bằng Duyên Khang Quốc nhưng ý tưởng thần thông rất huyền diệu lại làm hắn bái phục. Hắn học qua vạn thần tự nhiên công, cũng bỏ công nghiên cứu ở phương diện này, mà quân thành bày ra cho hắn thấy trí tuệ của vô số thần thông giả tại Tây Thổ. Không gian quân thành càng ngày càng nhỏ, không ngừng đè ép không gian. Tòa thành thị này di chuyển đến cuối cùng, sợ rằng sẽ biến thành tầng tầng trận pháp hình lập phương. Tần Mục, Hùng Kỳ Nhi cùng Long Kỳ Lân không thể lao ra, tự nhiên sẽ bị nó ép thành bùn nhão. Long Kỳ Lân cũng nhìn ra chỗ đáng sợ của quân thành, nó lập tức suy tính vị trí sinh lộ. Nếu là trận pháp, như vậy nhất định sẽ có quá trình thúc giục, quá trình này chính là vị trí sinh cơ. Trận pháp quân thành biến hóa, lại dựa vào hòn đá di chuyển mà biến hóa, quá trình hòn đá di chuyển chính là vị trí sinh cơ. Nhưng muốn phá giải trận pháp lại là việc vô cùng khó khăn. Những con đường hình lập phương kia đều là ngõ cụt, nếu như chạy trốn vào những nơi này, bọn họ chắc chắn phải chết. Quân thành tạo thành lồng giam hình lập phương. Bên trong ẩn dấu thuật số biến hóa cực kỳ phức tạp, Long Kỳ Lân quan sát xung quanh, trong mắt không ngừng di chuyển. Nó vận dụng trí tuệ tính toán phương hướng của hình lập phương, nó mệt mỏi miệng sùi bọt mép, nhanh chóng nói, nếu như cho ta thời gian, ta cũng có thể tính ra một con đường sống. Nhưng chỉ sợ ta chưa tính ra sinh lộ đã bị ép chết, giáo chủ, trình độ thuật số của ngươi cao hơn ta, ngươi có thể tính ra đường sống hay không? Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, vui vẻ nói. Đột nhiên ta nghĩ ra một phương pháp đối phó tinh ngạn. Nếu như tứ chi tinh ngạn có thể sinh ra linh,
chẳng phải tứ chi của hắn sẽ mất khống chế, giết hắn cũng đơn giản hơn nhiều. Long Kỳ Lân đang nghe truyện trên TV audio CV tức nổ phổi, giáo chủ, chúng ta sắp chết, ngươi còn rảnh rỗi nghĩ những việc này. Tần Mục cười nói, trình độ thuật số của người khống chế quân thành cực cao, không dưới ta. Nếu như quyết đấu công bằng, ta còn có thể vượt qua hắn, nhưng mà người này ám toán ta, xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ. Muốn phá vỡ trận pháp của hắn quá khó. Chờ ta hiểu ra vấn đề, chúng ta sẽ bị giết chết. Long Kỳ Lân tuyệt vọng, đột nhiên Tần Mục thét dài, Ngọc Sư Huynh, đã lâu không gặp, chẳng lẽ không muốn trò chuyện với ta trước khi chết sao? Không trò chuyện. Ta sợ bản thân chết bởi nói nhiều. Ngọc Bác Xuyên thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, cười đến rất vui vẻ. Đối với nhân vật như Tần giáo chủ, đương nhiên chết càng nhanh càng tốt, ngươi chết muộn một khắc ta cũng không yên lòng. Chỉ có Tần giáo chủ chết đi, đó mới là Tần giáo chủ làm người ta yên tâm nhất. Sắc mặt Tần Mục đen như sắt, nhưng Tần Huynh có thể yên tâm. Lúc đối mặt thi thể Tần Huynh, ta nhất định sẽ cố gắng ngồi xuống, cũng thổ lộ mưu trí của bọn họ. Ngọc Bác Xuyên cười rất vui vẻ, tiểu đệ bất tài, có thói quen không tốt, đó chính là tranh phong cùng đối thủ sống chết đều ưa thích tiêu diệt đối phương thật nhanh. Đợi đến lúc đối thủ chết mới nói nhiều, có thể cố gắng trò chuyện với thi thể đối phương, nói rõ nguyên nhân hắn bại với ta. Ta sẽ không phá lệ với Tần giáo chủ, Tần Mục cảm khái nói, thật là thói quen tốt. Ta bị vây ở chỗ này, đã nhất định phải chết trong tay của ngươi. Ngươi còn cẩn thận như vậy, quả thực là đối thủ tốt, bởi vì cái gọi là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, ta muốn làm một bức họa lưu cho ngươi, cũng xem như chấm dứt tín nghĩa cùng chung chí hướng với nhau. Vách tường bốn phía càng lúc càng dày đặc, quân thành biến thành lồng giam hình lập phương quá nhanh, mỗi một bước đều ẩn chứa kết cấu thuật toán thâm ảo, từng tảng đá kết cấu lại tạo thành trận pháp, những tảng đá bên ngoài không di chuyển hóa thành sát trận, nó vẫn vây khốn bọn họ, các hòn đá bên trong di chuyển cũng biến thành sát trận, một tầng sát trận phủ lên một tầng, bọn hắn càng không có khả năng chạy thoát, lại bố trí thành một tầng sát trận cuối cùng, như vậy biến thành sát cục hoàn toàn, đám người Tần Mục động cũng chết, không động cũng chết. Tần Mục lựa chọn đứng tại chỗ, nâng bút vẫy mực. Hắn múa bút như bay, nhanh chóng vẽ tranh, từng cây cột đá không ngừng tiến về phía bọn họ, trận pháp không ngừng diễn biến, rốt cuộc cũng xuất hiện sau lưng bọn họ. Trận pháp diễn biến đến cuối cùng, biến thành 6 bức tường và đè ép vào trung tâm, trên 6 mặt vách tường còn có trận văn đang tỏa sáng. Rốt cuộc, 6 bức tường va chạm vào nhau, lực lượng vô cùng nặng nề bộc phát, trận văn bên ngoài không ngừng tỏa sáng, vô số ấn ký phù văn trên hòn đá sáng lên. Thúc giục 6 bức tường hóa thành lực nghiền ép kinh khủng, dưới vụ va chạm, quân thành chấn động rất mạnh. Đòn đánh này, đừng nói Tần Mục và Long Kỳ Lân, cho dù là cao thủ thần kiều cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Chết thật tốt, Ngọc Bác Xuyên vỗ tay cười to, thở dài nói, trận sư không hổ là trận sư. Trận pháp có 102 thiên hạ, không người có thể địch, thiên ma giáo chủ quỷ kế đa đoan, đối mặt với trận pháp của trận sư cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu chết, không có nửa câu oán hận. Một giọng nói nữ tử vang lên, không mặn không nhạt, Ngọc công tử quá khen. Ta nghe nói Tần giáo chủ đã từng giao chiến với độc sư, một ánh tuyết từ trước tới nay tâm cao khí ngạo nhưng lại bại trong tay của hắn, có thể thấy được hắn rất bất phàm, hắn dùng quá nhiều tâm tư trong dùng độc, trình độ trận pháp thuật số kém ta quá xa. Ta lấy hữu tâm tính vô tâm, cho nên mới có thể vây khốn hắn, hắn không thể không đền tội, Ngọc Bác Xuyên cười to. Hắn tưởng rằng quân thành chỉ có thể dựa vào mang lực vượt qua hắn nên mới xông vào nơi này, nhưng lại không biết đây chỉ là kế sách dụ địch, kết quả chúng mai phục. Trận sư, độc sư, kiếm sư, tây thổ tam tuyệt của chúng ta quả thật bất phàm. Trận sư, xin mở trận pháp này ra, ta còn muốn xem sau khi Tần giáo chủ chết để lại bức tranh gì cho ta. Tiếng bong bong vang lên, kết cấu trận pháp cực lớn của quân thành chậm rãi mở ra. Từng khối đá chìm vào lòng đất, từng tòa phòng ốc, cung điện dần dần nâng lên. Cũng không lâu lắm, quân thành đã khôi phục như ban đầu, vị trí đám người Tần Mục Long Kỳ Lân đang đứng có lưu lại một bức tranh, Ngọc Bác Xuyên ngồi hương xa tới gần bức tranh, trên mặt nở nụ cười. Một đám cao thủ Tây Thổ đi theo hương xa, có hơn trăm người như thế, cầm đầu là nữ tử, dáng vẻ thanh tú, trong tay nâng một khối kim loại lập phương, bỗng nhiên khối kim loại của nàng phân giải, biến thành khối kim loại to to nhỏ nhỏ, lại sát nhập vào nhau, nàng chính là Tây Thổ trận sư Hòa Y Y. Cùng nổi danh với độc sư Mộc Ánh Tuyết và kiếm sư La Doãn Ngọc, Tây Thổ Tam Sư đều là nữ tử, đều có tuyệt học độc đáo, cắt cứ một phương. Trận sư Hòa Y Y thống trị quân thành, lấy trận pháp nổi danh, kỹ tuyệt Tây Thổ. Trình độ trận pháp không ai sánh bằng, mặc dù Chân Thiên Cung là thánh địa Tây Thổ nhưng Tam Sư đều có sở trường riêng, cũng không phải là cấp dưới của Chân Thiên Cung. Chẳng qua ngại thế lực Chân Thiên Cung,
Tam sư cũng có phần e ngại Chân Thiên Cung. Nếu như Chân Thiên Cung có cầu bọn họ, các nàng cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Sau lưng Hòa Y Y chính là cao thủ quân thành đều là đại thế gia thủ lĩnh, thực lực cường đại còn mạnh hơn Phương Tú Thành mấy phần, có thể cắt cứ một phương, tự nhiên không giống bình thường. Hương xa của Ngọc Bác Xuyên chạy tới trước vách đá, hắn dò xét tranh trên vách đá. Chỉ thấy bức tranh trên vách đá vẽ Tần Mục, Long Kỳ Lân và Hùng Kỳ Nhi, giống như đúc, sinh động như thật. Ngọc Bác Xuyên vui vẻ, hắn ở trong Hương xa cười nói với nữ tử Chân Thiên Cung, quả thật là sinh động như thật. Tranh của Tần giáo chủ thật tốt, họa công như thế mà đi bán tranh, có lẽ cả đời không lo đói. Ha 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 ha, nữ tử trong Hương xa cười nói, đáng tiếc chết rồi. Công tử, ngươi xem, Tần giáo chủ trên tranh còn đang cười đấy. Một nữ tử Chân Thiên Cung cười duyên nói, hắn chết trong tay trận sư, nhìn thấy trận pháp hoàn mỹ, hắn có chết cũng mỉm cười. Ngọc Bác Xuyên cười ha ha. Hắn đứng dậy rời khỏi Hương xa, chắp hai tay sau lưng dò xét tranh trên vách đá, nói, Tần giáo chủ, ta tới nói chuyện với ngươi. Tốt. Đột nhiên Tần Mục trong tranh xoay đầu lại, cười nói, ta cũng muốn nói chút chuyện với Ngọc sư huynh. Kiếm Lý Sơn Hà, sắc mặt Ngọc Bác Xuyên thay đổi, hắn vội vàng lui về phía sau, lớn tiếng quát, tên kia đang giả chết, đệ tử Chân Thiên Cung, hủy bức họa là có thể diệt trừ hắn. Nữ tử bên cạnh hắn đã tiến lên, cùng nhau tấn công bức họa, bên trong bức họa cũng có kiếm quang bắn ra ngoài. Kiếm quang rung lên bần bật, cũng sinh ra biến hóa kỳ diệu, nó không còn là kiếm quang, mà là cảnh tượng non xanh nước biếc. Hơn 10 nữ tử Chân Thiên Cung bị non xanh nước biếc bao phủ, thân thể các nàng uyển chuyển giống như đang đứng trong núi trong nước, toàn thân cứng lại, ngay sau đó thân thể các nàng tan biến như cát đang chảy, tốc độ non xanh nước biếc cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm Ngọc Bác Xuyên. Trận sư Hòa Y Y không nhúc nhích, nàng vô cùng kinh ngạc, khen, hảo kiếm pháp, cũng không kém gì kiếm sư La Doãn Ngọc bao nhiêu. Phía sau nàng, rất nhiều cao thủ thế gia đại việt quân thành rụt rà rụt rịch. Bọn muốn ra tay giết chết Tần Mục, Hòa Y Y đưa tay, không cần giúp đỡ. Ngọc công tử chỉ mời chúng ta bày trận lưu lại trung thổ Tần giáo chủ, hắn không cầu chúng ta làm chuyện khác, chúng ta không có nghĩa vụ giúp hắn lần nữa. Mọi người dừng lại, Tần Mục sử dụng kiếm Lý Sơn Hà cũng không nhắm vào bọn họ, Hòa Y Y thấp giọng nói, hắn cũng có chừng mực, kiếm Lý Sơn Hà đại thế đã thành, hơn 10 giai nhân Chân Thiên Cung đều mất mạng. Ngọc Bác Xuyên rùng mình, kêu lớn, Tần giáo chủ, sao chúng ta không trò chuyện một chút, tay áo hắn tung bay, mặc dù là nam tử nhưng trên người hắn treo đầy các loại trang sức. Vòng tay bạc, vòng ngọc, nhẫn, dây chuyền đều tỏa ra mùi trầm hương, tất cả đều bay lên, đó là linh binh của hắn, những linh binh này có uy lực cực lớn, hiển nhiên cũng không phải Ngọc Bác Xuyên luyện mà là trưởng bối cho bảo vật hắn hộ thân. Uy năng những linh binh này cực kỳ khủng bố, trong đó một viên thanh long trâm hóa thành một con thanh long. Long ngâm chấn động, nó cũng đánh thủng non xanh nước biếc trước mặt. Ngọc Bác Xuyên vui mừng, hắn tung người nhảy ra từ cái động kia, đột nhiên mất đi cảm ứng cùng thanh long trâm. Tiếp theo, hắn cũng mất hết cảm ứng với các bảo vật khác, trong lòng của hắn sợ hãi. Tần Mục sử dụng kiếm pháp vô cùng tinh diệu chặt đứt nguyên khí kết nối giữa hắn và bảo vật, chặt đứt cảm ứng, hắn đã không còn bao nhiêu bảo vật để vận dụng. Kiếm pháp thật tinh diệu, thật sự vô cùng đáng sợ. Hắn vừa mới nhảy ra khỏi kiếm Lý Sơn Hà, lần này lại đối diện với móng vuốt cực lớn của Long Kỳ Lân chụp xuống. Hắn vội vàng cởi xiêm y của mình, quần áo đón gió bay lên, càng lúc càng lớn giống như chúng đã hóa thành đám mây xanh. Móng vuốt của Long Kỳ đánh thẳng vào quần áo mềm mại không có việc gì, cho nên Long Kỳ Lân càng lún càng sâu. Ngọc Bác Xuyên xoay người lại, hắn nghe thấy tiếng trống to của Long Kỳ Lân ở phía sau. Ánh lửa hừng hực, quần áo của hắn bốc lửa và hóa thành tro tàn. Trận sư cứu ta, Ngọc Bác Xuyên vội vàng hét lớn, nếu ta chết tại quân thành của các ngươi không thể thoát khỏi liên quan. Ngọc Bác Xuyên đã lên tiếng cầu cứu, hơn trăm cao thủ sau lưng trận sư Hồng Y Y muốn hành động. Một nữ tử thấp giọng nói, trận sư, dù sao Ngọc công tử cũng là con trai Chân Thiên Cung chủ. Nếu như chết tại nơi của chúng ta thực sự không thoát khỏi liên quan. Bất kể là Chân Thiên Cung chủ hay là bá cẩu, bọn họ cũng không phải kẻ vớ vẩn. Trận sư nghĩ lại, Hòa Y Y lắc đầu nói, không cứu. Mọi người nhìn nhau, cũng không hiểu ý của nàng. Ta không thể giết Trung Thổ Thiên Ma giáo chủ. Ta đã từng ra tay với hắn, xem như đã kết thù oán. Nếu như lại ra tay cứu Ngọc công tử, khi đó ta càng kết ân oán không thể hóa giải với Tần giáo chủ. Hòa Y Y lạnh nhạt nói, ta sớm nghe nói Trung Thổ Duyên Khang cải cách biến pháp, một ngày mạnh hơn một ngày, đã chiếm đoạt lục hợp quét ngang Bát Hoang, Thảo Nguyên Tuyết Nguyên, toàn bộ đều nhập vào Duyên Khang. Mục tiêu kế tiếp của Duyên Khang quốc không phải Đại Khư, chỉ có thể là Tây Thổ chúng ta. Chân Thiên Cung chặn không được Duyên Khang,
Thiên Ma giáo sẽ đi vào Tây Thổ. Hôm nay cứu Ngọc công tử chính là tai họa ngập đầu của chúng ta sau này. Mọi người rùng mình. Hòa Y Y tiếp tục nói, hơn nữa, thân là con trai Chân Thiên cung chủ, hắn làm sao không có thủ đoạn bảo mệnh. Ngọc công tử đuổi giết Nãi Quỳ, cũng ép Nãi Quỳ suýt nữa bỏ mình, thủ đoạn như vậy không phải người bình thường có thể làm được. Nàng mới vừa mới nói xong, một đai lưng ngọc bên hông Ngọc Bác Xuyên bay ra ngoài, nó đón gió hóa thành một con đại xà trói chặt Long Kỳ Lân. Ngọc Bác Xuyên hốt hoảng bỏ chạy, đột nhiên kiếm quang lóe sáng, thân thể Ngọc Bác Xuyên chia làm bốn đoạn giữa không trung, hai cái chân vẫn chạy nhanh như điên về phía trước, cái đầu lại lộ ra vẻ mơ màng, ngực của hắn lại chia thành hai nửa. Tần Mục thu kiếm, Ngọc Bác Xuyên bị cắt thành bốn khối cũng biến thành bốn khối gỗ rơi xuống đất. Đào Đại Lý Cương, Tần Mục kinh ngạc, hắn đưa tay vào túi thao thiết và dùng sức ném kiếm hoàng ra ngoài. Kiếm hoàng hai thước vung bay lên phía trước, trên đường đi kiếm hoàng nhanh chóng xoay tròn, phi kiếm bên trong kiếm hoàng hóa thành từng đạo hào quang và bay thẳng vào mặt đất. Ngay sau đó có một người bay ra khỏi mặt đất, đó chính là Ngọc Bác Xuyên. Phía sau hắn là từng đạo kiếm quang truy sát, kiếm quang phá đất chui lên, chúng đuổi theo hắn không bỏ. Ngọc Bác Xuyên ngẩng đầu nhìn kiếm hoàng bao phủ trên đầu mình, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn bị kiếm hoàng to lớn đập vào mặt, gương mặt lún vào đầu, đầu lún vào ngực. Đột nhiên, thi thể của hắn biến thành thổ nhân và rơi xuống đất. Đôi mắt Tần Mục hiện ra từng đạo trận vân, hắn nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt di chuyển nhanh chóng. Đột nhiên hai cánh tay hắn chấn động, thân thể bay tới, chỉ trong chớp mắt đã lao ra khỏi quân thành. Hắn xuất một chưởng vào trong đống đá kia nổ tung, bóng dáng Ngọc Bác Xuyên bay ra khỏi loạn thạch. Trận sư, ta giết hắn bên ngoài thành, xem như cho ngươi đường lui. Giọng nói của Tần Mục truyền vào trong thành, Hòa Y Y nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài thành. Chỉ thấy Tần Mục vươn tay cầm đao, một cái dao mổ lợn tự động bay lên, hắn lật tay xuất đao tấn công. Hai thiếu niên giao thủ trên không trung, bọn họ giống nhau hai con quay xoay tròn và va chạm lẫn nhau. Xùy, huyết quang bắn tung tóe, Tần Mục xách theo đầu người đáp xuống đất, đại đao trong tay còn rỉ máu. Bành, thi thể Ngọc Bác Xuyên sau lưng rơi xuống. Thi thể tan nát khi va chạm với mặt đất. Trong thành, trận sư Hòa Y Y và một đám cao thủ quân thành khiếp sợ, bọn họ ngơ ngác nhìn thiếu niên xách đầu người ngoài thành. Đề đao xuất cấm lai, thủ vãn quân vương đầu, đao pháp của Đồ Tể cũng phóng khoáng như thơ của hắn, cùng cuồng ngạo và ngỗ ngược. Thời khắc này, Tần Mục cũng cuồng ngạo ngỗ ngược, hắn cầm đao giết người. Hòa Y Y cho rằng Ngọc Bác Xuyên sẽ không chết ở chỗ này lại bị chém giết, thiếu công tử Chân Thiên cung chết rồi, khóe mắt mọi người co giật. Tâm tình bọn họ vô cùng nặng nề, vị Tần giáo chủ kia mang theo một đầu Long Kỳ Lân và tiểu công chúa, hắn dám xông thẳng vào Tây Thổ, một đường chém giết, hiện tại lại xách đao giết con trai Chân Thiên cung chủ, quả thật là một con hổ đói. Khí diễm ngập trời, không phụ danh tiếng Thiên Ma giáo chủ, gió bão giông tố sắp đến, hiện nay Chân Thiên cung chủ và bá cậu chỉ có một đứa con trai là Ngọc công tử, bây giờ hắn lại chết bên ngoài quân thành, vị Thiên Ma giáo chủ đến từ Trung Thổ Duyên Khang thật sự độc ác, quả quyết dứt khoát. Chỉ cần nhìn thấy một chút xíu cơ hội cũng tiến lên nắm chặt, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Muốn chạy trốn trong tay hắn là việc quá khó khăn, chỉ sợ cũng chỉ có loại người xảo trá tàn nhẫn như đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung mới có thể nhiều lần thoát khỏi hắn đuổi, giết. Bản lĩnh chạy trốn của Ngọc Bác Xuyên không thể so được với lão quái vật sống vạn năm như đại tôn, cho dù hắn là con trai của Chân Thiên cung chủ và bá cẩu. Hòa Y Y đi ra ngoài thành, hắn nhìn thấy Tần Mục thả đầu Ngọc Bác Xuyên xuống. Lại lấy ra một bầu rượu đặt bên cạnh thi thể Ngọc Bác Xuyên. Ngươi ưa thích tán gẫu với người chết sau khi giết chết địch nhân. Tần Mục ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, hắn lại đặt bầu rượu bên cạnh đầu Ngọc Bác Xuyên, thản nhiên nói, ta không thích. Không trò chuyện, cáo từ. Dứt lời, hắn đứng dậy đi tới trước mặt Hòa Y Y, Tần giáo chủ. Hòa Y Y bái kiến, Tần Mục đáp lễ, sắc mặt hiền lành, trận sư tỷ tỷ, xưng hô như thế nào? Ánh mắt Hòa Y Y kỳ dị, hiếu kỳ nói. Giáo chủ không biết tên của ta. Ta họ Hòa, tên là Y Y, họ Hòa là thế gia vọng tộc trong Tây Thổ, gia học uyên thâm, thì ra là thế. Tần Mục khen, trình độ trận pháp của Y Y tỷ rất không tồi, ta nhất thời nửa khắc không thể phá giải được, không thể không dùng thế giới trong tranh thoát khỏi trận pháp của ngươi. Thì ra Y Y tỷ là thế gia truyền thừa, Hòa gia các ngươi có trình độ trận pháp rất bất phàm, có thể nói là thiên hạ đệ tam. Sau lưng Hòa Y Y, tất cả mọi người giận dữ. Trận pháp của Hòa gia là thiên hạ đệ nhất, đây là việc mọi người đều biết, trong miệng Tần Mục lại biến thành thiên hạ đệ tam, bọn họ làm sao không giận. Hòa Y Y nhìn sang Hùng Kỳ Nhi một lúc, hiển nhiên nhận ra tiểu nữ hài, mỉm cười nói, trận pháp đệ nhất hay là đệ tam, ta không quan tâm. Tần giáo chủ mang theo tiểu công chúa chạy tới Chân Thiên cung, ngược lại có mưu đồ khá lớn, trong mắt của ta, giáo chủ đi tới Chân Thiên cung chính là đi chịu chết,
nhưng giáo chủ lại không giống người chịu chết, không biết có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Y Y tỷ muốn nói chuyện tại nơi này. Hòa Y Y mời hắn tiến vào trong thành, đi tới chủ điện trong thành và ngồi xuống. Vẻ mặt Tần Mục nghiêm túc, nói, trận sư muốn biết mục đích của ta tới đây sao? Hòa Y Y hơi chấn động, nàng há hốc mồm và nói, ngươi có ý định trợ giúp Nãi Quỳ đoạt lại vị trí cung chủ. Nãi Quỳ cũng đến. Nàng ẩn núp trong bóng tối, Tần Mục lắc đầu, thản nhiên nói, Y Y tỷ quá xem thường ta. Ta phụng danh nghĩa hoàng đế đến đây chiêu an Tây Thổ. Trong điện, gia chủ tất cả đại thế gia quân thành đều nhìn nhau, phụng danh nghĩa hoàng đế chiêu an Tây Thổ, chỉ bằng một mình Tần Mục ngươi. Ánh mắt Hòa Y Y lóe sáng, nói, khẩu khí của Tần giáo chủ quá lớn, ngươi có năng lực gì chiếm đoạt Tây Thổ? Tần Mục mỉm cười, ta là Thiên Ma giáo chủ, đây chính là năng lực. Thiên Ma giáo ta có trăm vạn thần thông giả, ta vung cánh tay hô lên, trăm vạn người tụ tập, ta chỉ một ngón tay, đại quân hướng về, san bằng tất cả. Tây Thổ các ngươi yên lặng quá lâu, các tòa thành các cứ khắp nơi, mạnh ai nấy làm, đừng nói đối mặt Thiên Uy Hoàng đế, cho dù đối mặt với trăm vạn thần thông giả của Thiên Ma giáo chúng ta, các ngươi chính là gà đất chó sành không đỡ nổi một đòn. Hắn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ta tạo xạ nhật thần pháo, bắn giết Thượng Thương Ngọc Quân, ta hàng phục Hoạn Long, lệnh hắn canh giữ Dũng Giang, lại hàng phục Thượng Thương Bạch Khích, lệnh hắn canh giữ Bách Tuế Sơn, Duyên Khang bộc phát chiến dịch thần đoạn sơn mạch, tiêu diệt chúng thần Thượng Thương. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn mọi người, nếu ta muốn diệt Tây Thổ các ngươi, chỉ là việc trong nháy mắt. Trong điện, sắc mặt mọi người trắng bệch, Tần Mục tươi cười, nhưng ta cũng không muốn Tây Thổ sinh linh đồ thán, cũng không muốn phá hư bình an ở nơi này. Nếu như có thể giúp Nãi Quỳ lần nữa leo lên vị trí cung chủ, Nãi Quỳ xuất lĩnh chân thiên cung quy thuận Duyên Khang, không động một binh một tốt, không thương tổn bất cứ tính mạng nào. Cho dù ta xông pha khói lửa tại Tây Thổ, thì thế nào? An nguy thân ta không quan trọng bằng tính mạng dân chúng Tây Thổ. Y Y tỷ, ngươi có nguyện ý giúp ta một chút sức lực hay không? Hòa Y Y nhìn gia chủ các đại thế gia quân thành, mọi người sợ hãi. Hòa Y Y lông mày cau lại, đột nhiên cười nói, Tần giáo chủ nói ta là trận pháp thiên hạ đệ tam, dám hỏi thiên hạ đệ nhất là ai? Đệ nhị là ai? Y Y rất muốn gặp biết việc này, mặc dù nàng không quan tâm mình là đệ nhất hay đệ tam, chẳng qua vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ. Tại Tây Thổ, nàng được xưng trận sư, trận pháp đệ nhất Tây Thổ, nhưng nhìn khắp thiên hạ, có phải là đệ nhất hay không thì nàng không dám khẳng định, nhưng nàng làm đệ nhất nhiều năm như thế nhưng vẫn có tâm tranh cường háo thắng. Tần Mục là giáo chủ Thiên Ma giáo, kiến thức rộng rãi, nàng muốn xem thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị trong lời Tần Mục là ai. Thật ra thì Y Y tỷ có chỗ không biết, ta cũng xuất thân trận pháp đệ nhất thế gia đại cư. Vẻ mặt Tần Mục thành khẩn, nói, thiên hạ đệ nhất trận pháp chính là Mù Gia Gia nhà ta. Hòa Y Y mở to mắt, trận pháp đệ nhất thế gia đại cư, trận pháp đệ nhất thiên hạ là một người mù, Tần giáo chủ có hiểu lầm gì về trận pháp hay không? Hòa Y Y lạnh nhạt nói, trận pháp chính là thuật toán chi đạo, đơn giản nhất như cửu cung trận. Khảm không chấn tốn trung càn đoái cấn ly, đại biểu chính con số không tái diễn, tăng theo cấp số cộng 45. Hơi khó một chút là bát quái trận, từ 8 tiếng chuyển 64 tiếng, diễn biến vô cùng, lại khó một chút là ngũ hành trận, ngũ hành bát quái trận, 5 tiếng. 8 tiếng, 64 tiếng, càng khó một chút là thái cực trận, vô cực trận, chu vi hình tròn vô cùng vô tận. Trận pháp vận chuyển tinh diệu đến cực điểm, cũng có sơ hở. Một người mù thì có bao nhiêu trình độ trên thuật số? Tần Mục nói, tỷ tỷ nhìn con mắt ta. Hòa Y Y không hiểu ý hắn, tinh tế quan sát đôi mắt của hắn, tâm thần nàng hơi chấn động. Nàng nhìn thấy từng vòng trận văn trong mắt của thiếu niên trước mặt, chúng diễn biến thành trọng thiên thứ nhất. Bên trong những trận văn tích chứa toán học biến hóa làm nàng say mê. Nàng cứ nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng còn chưa từng kịp tìm hiểu thấu đáo, toán học bên trong đồng tử Tần Mục biến hóa, đệ nhị trọng thiên lại hình thành, trọng thiên thứ hai liên quan đến toán học biến hóa phức tạp, càng thâm ảo hơn, sau đó lại là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Đến tầng thứ năm, trận pháp biến hóa trong mắt Tần Mục dừng lại, nhất trọng đôi mắt nhất trọng thiên, trình độ thuật số trong đó làm người ta than thở, trình độ thuật số của Tần Mục hiện tại chỉ có thể thúc giục cửu trọng thiên khai nhãn pháp đến cảnh tiêu thiên. Nhưng ánh mắt của hắn biến hóa không ngừng, từng vòng mặt trời xuất hiện trong mắt hắn, dấu sâu trong mặt trời chính là tinh hà ống ánh, mặt trời luân chuyển. Trong chủ điện, hơn trăm gia chủ đại thế gia quân thành nhìn nhau. Hiện tại, Hòa Y Y suýt chút nữa kề sát mặt Tần Mục, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trận sư Hòa Y Y nhìn con mắt Tần Mục giống như tình nhân yêu thương nhìn tình lang, ý loạn tình mê. Khụ khụ, một bà lão tóc bạc ho khan, muốn nhắc nhở thành chủ của bọn họ. Lúc này, Hòa Y Y mới tỉnh ngộ. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng.
nàng vội vàng lui về phía sau và nói, vị Mù Gia Gia kia quả thực là đệ nhất thiên hạ trận pháp đại sư, ta tự thẹn không bằng. Tần Mục cũng đỏ mặt. Hòa Y Y tới gần như thế, hắn có cảm giác tim đập rộn ràng, vội vàng nói, lúc trước ta theo Mù Gia Gia học tập nhãn pháp, chỉ hiểu qua loa đại khái, không hiểu trận pháp biến hóa trong đó. Thần nhãn của Mù Gia Gia có thể nhìn thấy tất cả hư ảo, nhìn phá không gian, trận pháp, chiêu thức biến hóa. Về sau ta học được thuật số đạo môn, lúc này mới lý giải toán học biến hóa trong đó. Đạo môn dùng thuật số giải thích thiên địa vạn vật, vũ trụ vận hành. Sở dĩ thần nhãn của Mù Gia Gia có thể thấy rõ tất cả, chính là bởi vì thuật toán giải chân lý vũ trụ. Bởi vậy, ta mới hiểu ra Mù Gia Gia mới là trận pháp đệ nhất nhân. Hòa Y Y áp chế ý khác trong lòng, nàng nói, nếu hắn muốn phá vỡ trận pháp quân thành, hắn phá giải dễ như trở bàn tay, đệ nhất nhân danh xứng với thực. Như vậy thiên hạ đệ nhị chuyên gia trận pháp là ai? Tần Mục cười ngượng ngùng, Hòa Y Y lại mở to mắt lần nữa, nàng la lớn, ngươi là thiên hạ đệ nhị chuyên gia trận pháp. Tần Mục đổ mồ hôi, nói, ta vốn không dám xưng đệ nhị, chẳng qua thấy được trận pháp của Y Y tỷ, ta cảm thấy ta vẫn có thể làm đệ nhị. Hòa Y Y tức giận, nàng nghiến răng ken két, lại cười tủm tỉm nói, đệ nhất, ta không dám tranh, nhưng ta không cam lòng đứng vị trí thứ ba. Tần giáo chủ tự xưng hạ độc đệ tam, đánh bại một Ánh Tuyết, làm Ánh Tuyết nha đầu kia tự nhận độc công thiên hạ đệ tứ, bây giờ lại tự xưng trận pháp thiên hạ đệ nhị, sở học của ngươi quá hỗn tạp. Đã như vậy chúng ta nên so một lần. Tần Mục hiếu kỳ nói, so như thế nào? Hòa Y Y trầm ngâm một lát, cười nói, vẫn là quân thành này. Ngươi ở ngoài thành, ta ở trong thành, đứng bất động tại đây. Nếu ngươi có thể vào thành tìm được ta, ta tự nhận thấp hơn ngươi một đầu, đồng ý đệ tam. Không chỉ có như vậy, sau này Hòa Gia và thế lực Hòa Gia sẽ nghe theo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu ngươi muốn nâng đỡ nải quỳ lại ngồi vào vị trí cung chủ, Hòa Gia ta hết sức giúp đỡ. Tần Mục cười ha ha, hắn vươn người đứng dậy, cất bước đi ra ngoài thành. Trong điện, trên dưới trăm cường giả quân thành nhìn nhau. Một bà lão đang muốn nói chuyện, Hòa Y Y khoát tay nói, các ngươi không cần nhiều lời. Ta muốn mượn cơ hội này quan sát trình độ trận pháp của Duyên Khang quốc. Nếu trận pháp của ta bị Tần giáo chủ phá vỡ thì ngày khác Duyên Khang đến đánh, quân thành cũng bị phá vỡ, không bằng dứt khoát quy thuận Duyên Khang. Nếu như Tần giáo chủ không phá được trận pháp của ta, như vậy ngày sau còn có lực đánh một trận. Các ngươi lui ra, ta và Tần giáo chủ đánh cờ một ván, quyết định vận mệnh quân thành. Một ván quyết định vận mệnh Tây Thổ, mọi người chỉ có thể rời khỏi quân thành. Cửa thành mở rộng, Tần Mục Bảo Long Kỳ Lân mang theo Hùng Kỳ Nhi ở lại ngoài thành, cất bước đi vào trong thành. Đột nhiên quân thành thay đổi, tất cả kiến trúc chìm vào lòng đất, biến mất không còn tăm tích. Từng khối đá và tảng lơ lửng lại diễn biến trận pháp, dáng vẻ quân thành biến hóa, trong mắt những người khác chính là kỳ quan do những tảng đá di chuyển tạo thành. Rất khó hiểu quy luật các tảng đá vận chuyển, nhưng lọt vào trong mắt Tần Mục thì nó rực rỡ lộng lẫy, mỗi lần những hòn đá này di chuyển đều làm hắn vui vẻ. Đủ loại phù văn móc ngoặc hợp nhất, cơ cấu đan xen, hắn nhìn thấy rất vui mắt vừa lòng. Bất kể là hàng rào ngàn trượng hay sát trận tùm, tất cả đều là toán học. Trong đôi mắt Tần Mục xuất hiện từng vòng trận văn đan xen. Khi thì bước chân di chuyển nhanh chóng, khi thì bỗng nhiên ngừng lại, hoặc hắn nâng bút cải biến trận văn, lại như hán tử say một tiếng ba lui. Có đôi khi chân hắn như gắn lò xo, hắn nhảy tới nhảy lui trên từng khối đá. Hắn lao nhanh vung vút, từ lúc giết vào trong hàng rào trận pháp, hắn lại như lao tới thật mạnh. Nhìn như hắn sẽ phải chết khi chạm vào hàng rào, nhưng lúc hắn sắp đụng vào đá, tảng đá lại nứt ra, tùy ý hắn xuyên qua. Hắn thông thả giải thích thuật số, hắn giải những đề toán khó khăn, hắn cách trung tâm quân thành càng ngày càng gần. Tất cả mọi thứ trong thành đều biến hóa, cho dù chủ điện bọn họ vừa ở cũng biến mất, chỉ có một vị trí không biến hóa chính là chỗ đứng của Hòa Y Y. Nữ tử vô cùng bình tĩnh đứng trên trụ đá, nàng không di chuyển và khởi động quân thành biến hóa, thay đổi đủ loại trận pháp ngăn cản Tần Mục. Lần này khác với lần trước. Lần trước Tần Mục bị dụ vào bên trong, bị vây trong thành, khi đó là giao thủ không công bằng, mà bây giờ Tần Mục xông trận, từ đó là khảo nghiệm trình độ của hai người. Qua thật lâu, Hòa Y Y nhìn thấy bóng người Tần Mục. Vẻ mặt nàng khẩn trương, điên cuồng điều động từng khối đá bày trận, nhưng bóng dáng Tần Mục không nhanh không chậm tiến tới gần nàng. Hòa Y Y đứng tại trung tâm quân thành, cũng là trận nhãn của trận pháp quân thành, Tần Mục cách trận nhãn 10 trượng, cuối cùng một tầng trận pháp cuối cùng cũng không thể ngăn cản hắn. Đột nhiên Hòa Y Y cắn răng, quân thành chấn động rất mạnh, tất cả trận pháp lúc trước cùng khởi động và biến thành tuyệt sát, từng tòa sát trận châu liên bích hợp, uy lực tăng lên rất mạnh và nghiền ép về hướng Hòa Y Y. Nàng khởi động sát cục này bỏ qua địch ta,
bất kể Tần Mục hay chính nàng đều bị trận pháp thôn phệ. Với tư cách trận sư Tây Thổ, kế thừa vinh quang Hòa gia, quyết không thể chịu đựng khi thanh danh Hòa gia bị hao tổn, không thể giữ được thanh danh trận pháp đệ nhất, cho dù đồng quy vu tận cũng phải bảo vệ tôn nghiêm Hòa gia. Sắc mặt Tần Mục biến hóa, thời điểm trận pháp tuyệt sát khởi động, hắn đã tới bên cạnh Hòa Y Y, hắn một tay ôm eo nữ tử này, một tay khác nâng vuốt vẽ tranh. Hòa Y Y nhắm mắt lại, sát trận nghiền áp muốn cắn nuốt hai người. Nàng mở mắt, nàng nhìn thấy mình đang ở bên trong quân thành nhưng lại giống như giấu sâu trong không gian quân thành. Trận pháp tuyệt sát của quân thành nổ vang như phá vỡ thế giới trong tranh, nó vẫn nghiền áp bọn họ như cũ. Thế giới trong tranh của bọn họ sắp đổ sụp và hủy diệt. Tần Mục nghiêm túc, hắn nâng bút vẽ như rồng bay phượng múa, vẽ tranh trong tranh. Đột nhiên Hòa Y Y cảm giác eo của mình chịu lực, bị hắn kéo vào trong bức tranh khác, bọn họ lại tiến vào bức tranh trong tranh. Nơi này sơn thủy xinh đẹp, hoa nở rực rỡ, phong cảnh hợp lòng người, nhưng sau đó sát trận của quân thành lại phá vỡ thế giới trong tranh, dùng xu thế hủy diệt tất cả áp xuống, ngươi cũng không phải dùng trận pháp phá giải trận pháp của ta. Hòa Y Y ngẩng đầu nhìn thiếu niên nghiêm túc bên cạnh, nói, cho dù ngươi mang ta chạy ra khỏi sát trận quân thành, ta cũng không chịu thua, ngươi là trận pháp đệ nhị, ta không tranh với ngươi là được. Tần Mục cười ha ha, vẫy mực múa bút, có tư thái buông thả của văn nhân mặt khách. Sát trận quân thành liên tục cắt bức tranh, hắn lại liên tục vẽ tranh. Trong bức tranh có quần tinh sáng chói, bọn họ đi vào bóng tối của tinh không, từng ngôi sao tỏa sáng như bảo thạch trong đêm tối. Tần Mục mang theo nàng chân đạp ngôi sao, chạy trong tinh không. Bút trong tay không ngừng một lúc nào, hắn vẽ tinh hà trong tinh không. Trận pháp tuyệt sát quân thành vẫn đuổi theo, bọn họ nhảy vào trong tinh hà. Tinh hà chảy xiết, Tần Mục ôm eo nàng và bị tinh hà cuốn đi. Bút trong tay vung vẫy tự nhiên, đột nhiên hắn ôm eo nàng nhảy lên vách núi. Hòa Y Y vừa mới đứng vững, còn chưa lấy lại tinh thần, lại thấy Tần Mục bút mực phát họa. Hắn thu bút lại, ôm nàng nhảy lên lưng ngựa vừa vẽ ra, thiên mã lao nhanh trong tranh, nó biến thành chân thực, bắt đầu chạy cộc cộc cộc. Hai cánh bạch mã vỗ cánh phi hành, nó cũng bỏ lại sát trận sau lưng. Tần Mục lại vung bút vẽ tranh tùy ý, một cánh cửa xuất hiện trước mặt bọn họ. Cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, thiên mã chở bọn họ tới cánh cửa. Hòa Y Y ngơ ngác, nàng nhìn thấy đỉnh núi bên ngoài quân thành. Tần Mục ôm eo nàng, tung người nhảy xuống ngựa. Thiên mã vỗ cánh nâng móng trước lên, nó lại hóa thành bút mực sau lưng bọn họ. Nơi xa, rất nhiều gia chủ thế gia quân thành vội vàng chạy đến, cũng đáp xuống bên cạnh bọn họ. Một vị lão giả đang muốn nói chuyện, Hòa Y Y cười nói, ta thua, Tần giáo chủ là trận pháp thiên hạ đệ nhị, Hòa gia ta và trên dưới quân thành sẽ đi theo. Tần Mục cảm thấy buồn bực, cũng nhìn sang nàng. Trong mắt Hòa Y Y ấp ủ một tia nhu tình, mắt như thu thủy, ầm ầm, ầm ầm. Quân thành khổng lồ di chuyển về phía trước, Tần Mục sóng vai với Hòa Y Y đứng trên thành lầu. Dù hắn đã nhìn thấy thủ đoạn di chuyển của tòa thành này, Tần Mục vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù thần thông Tây Thổ đã có hơn vạn năm không tiến bộ nhưng lý niệm vạn vật có linh, có thần vô cùng bất phàm. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đi đường đông đúc. Người đến người đi, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trận sư Hòa Y Y nhận thua, nàng gọi cư dân quân thành đến, quân thành có chừng 10 vạn nhân khẩu. Hiện tại vừa trở lại trong thành, đại thành mang theo nhiều người đi lại như thế, nó vẫn trèo đèo lội suối. Quá khó tưởng tượng nổi khi đối mặt với tình cảnh như thế này, nhưng tất cả lại hiện ra trước mặt hắn. Muốn lật đổ Chân Thiên Cung Ngọc Cung Chủ, cũng không dễ dàng. Hòa Y Y nói, trừ Hòa gia chúng ta ra, còn cần các thế gia khác ủng hộ. Tây Thổ ta có hai đại thế gia Ngọc gia, Hùng gia thực lực mạnh nhất, Hùng gia đã xuống dốc, bị Ngọc gia cướp đi vị trí Chân Thiên Cung Chủ. Còn có độc sư Mộc Ánh Tuyết Mộc gia, kiếm sư La Doãn Ngọc La gia, Phương gia, Liễu gia, Cung gia, Hy gia, Phúc gia, có tất cả 10 đại thế gia. Trừ việc này ra còn có mấy thế gia như Ngật Kha, Mão Si, Khách Hương Tạp, thực lực cũng không kém. Tần Mục nói, vì cái gì Hùng gia có thể kế thừa vị trí Chân Thiên Cung Chủ? Những thế gia khác không có tư cách này. Hùng gia kế thừa vị trí Chân Thiên Cung Chủ là bởi vì tổ tông truyền thừa, Chân Thiên Cung Chủ đời thứ nhất chính là họ Hùng. Hòa Y Y nói, về sau lịch đại cung chủ thường thường là họ Hùng. Mặc dù thỉnh thoảng có dòng họ khác trở thành cung chủ nhưng không kéo dài bao nhiêu thời gian, Hùng gia sẽ trở lại vị trí cung chủ. Nghe nói, nàng nhìn Hùng Kỳ Nhi bên người Tần Mục, nói, nghe nói, tổ tiên Hùng gia có thần linh ủng hộ, cho nên mới có thể ngồi lên vị trí cung chủ này, nhưng hiện tại không giống, nghe nói thần linh này không hài lòng nải quỳ của Hùng gia, ngược lại có liên lạc với Ngọc gia, bởi vậy Ngọc gia mới có thể dễ dàng nhổ tận gốc Hùng gia. Thần linh. Chẳng lẽ là chủ nhân tượng thần ta gặp được trong sa mạc hỏa diễm? Tần Mục không hiểu,
nói, nếu thần linh này đã ủng hộ Hùng gia, tại sao đột nhiên chuyển biến ủng hộ Ngọc gia, vậy thì không thể không nhắc tới bá cẩu. Hòa Y Y nói, bá cẩu lai lịch không tầm thường. Nghe đồn là cường giả thượng giới xuống, nghe nói hắn là đã dẫn dắt Ngọc gia đầu nhập vào thần linh kia. Bá cẩu, Tần Mục nháy mắt mấy cái. Bá cẩu cũng là xưng hô tôn kính giống nải quỳ là mẫu thân của công chúa, bá cẩu chính là phụ thân của công chúa. Chẳng qua theo hắn biết, chân thiên cung công chúa là Hùng Kỳ Nhi, phụ thân của nàng đã chết trận. Như vậy Hòa Y Y nói tới bá cẩu, hẳn là phu quân của Ngọc gia chân thiên cung chủ. Nhưng chân thiên cung chủ chưa từng sinh con gái, cho nên không thể đảm đương nổi xưng hô bá cẩu. Vị này bá cẩu có thể cùng tôn này thần liên hệ với, địa vị không thể coi thường. Hòa Y Y nói, hắn cực kỳ thần bí, nghe đồn đến từ thượng giới, là khách tới từ thượng thương. Hắn kết hợp với chân thiên cung chủ, nghe nói chân thiên cung chủ đã cảm giác mang thai, trong bụng có đứa bé. Bá cẩu đối ngoại thả ra tiếng gió, đứa bé trong bụng chân thiên cung chủ nhất định là con gái, cũng chính là công chúa chân thiên cung. Sinh ra nữ nhi là có thể ngồi vững vị trí chân thiên cung chủ, Tần Mục chưa từng nghe qua loại quy củ như vậy. Chẳng qua Tây Thổ lấy nữ tử vi tôn, phong tục nơi này khác biệt với Duyên Khang. Hơn nữa, chỉ cần tu luyện ra thần nhãn, rất dễ dàng nhìn ra đứa bé trong bụng là nam hay nữ. Bá cẩu đã xác định đứa bé trong bụng chân thiên cung chủ chính là con gái, như vậy chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Chân thiên cung chủ nhất định sẽ sinh ra một vị tiểu công chúa, ngồi vững vàng vị trí này. Tần Mục hỏi, bá cẩu họ gì? Họ Ngọc. Tần Mục giật mình, cũng họ Ngọc. Hắn có quan hệ gì với Ngọc gia? Hòa Y Y giống như cười mà không phải cười, nói, chúng ta cũng muốn biết bá cẩu có quan hệ gì với Ngọc gia. Trong Tây Thổ có rất nhiều đồn đại, có nói bá cẩu là lão tổ tông Ngọc gia, còn có nói bá cẩu là con trai thượng thương Ngọc Quân. Ngọc gia là đời sau của Ngọc Quân, đồn đại nhiều, khó phân biệt thật giả. Tần Mục cảm thấy kỳ lạ. Hòa Y Y nói, có người nói là Hùng Tích Vũ tài học không đủ, uy đức không đủ, cho nên bị Ngọc gia cướp đoạt vị trí cung chủ. Nhưng mà trong mắt của ta, Hùng cung chủ mặc dù tài học uy đức đều không đủ, nhưng phong vân chân chính của Tây Thổ chính là bá cẩu. Tần Mục gật đầu, Hùng Kỳ Nhi ở bên cạnh hắn, nhưng hắn không thể không thừa nhận Hòa Y Y không có nói sai. Hùng Tích Vũ bất kể khôn ngoan hay mưu kế thủ đoạn, cũng không quá giống chủ nhân thánh địa nên có. Nàng chưa trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, không trải qua bao nhiêu chém giết tranh đấu máu tanh, tuổi còn trẻ đã leo lên vị trí cung chủ, đấu không lại Ngọc gia và bá cẩu là đương nhiên. Mặc dù Tần Mục còn trẻ đã leo lên vị trí giáo chủ Thiên Ma giáo, nhưng có chính lão nhân Tàn lão thôn chỉ bảo Tần Mục, từ nhỏ đã bị truyền thụ đủ loại âm mưu quỷ kế, nham hiểm xảo trá, nhưng chính lão nhân vẫn nói hắn quá thành thật, cho nên Tần Mục mới có thể ngồi vững vàng vị trí giáo này, trên dưới trong giáo đều ngoan ngoãn nghe lời. Quân Thành chạy đi điên trong sơn giả, nó chạy về hướng Tây, cũng không có trực tiếp đi tới chân thiên cung. Bọn họ đi tới tổ địa Hòa gia, Kiếm Hà thung lũng, nơi đó là vị trí bản bộ của Hòa gia. Với tư cách thế gia, Hòa gia tự nhiên cũng nắm giữ thế lực to lớn của mình. Cho dù không bằng Ngọc gia, Hùng gia, nhưng đây là lực lượng không thể xem thường. Quân Thành chạy nửa ngày, rốt cuộc cũng tới Kiếm Hà thung lũng trước mặt trời mọc. Tần Mục nhìn về nơi xa, hắn nhìn thấy một con sông lớn như kiếm. Thành Quách bộ lạc Hòa gia xây dựng ở vị trí chui kiếm, hai bên núi cao hiện ra hình kiếm, từng tòa thành quách thủ hộ hai bên Kiếm Hà. Thành thị nơi này có nhiều kỳ cảnh, Quân Thành đi tới nơi này, Tần Mục giật mình nhìn thấy tòa núi lớn đứng lên tránh đường, trong nước xuất hiện một cây cầu đá, lại có từng thạch cự nhân cổng Quân Thành vượt qua Kiếm Hà, quá kỳ diệu, thế giới Tây Thổ thật sự tràn ngập kỳ tư diệu tưởng. Tần Mục sợ hãi thán phục, ánh mắt Hòa Y Y giống như thu thủy, nàng khẽ cười nói, Tần giáo chủ ưa thích nơi này, vậy không cần trở về. Ngươi có thể ở lại nơi này làm bạn với Y Y, du sơn ngoạn thủy, quan sát hùng vĩ các nơi. Tần Mục vui vẻ nói, nếu có giai nhân như Y Y tỷ làm bạn, đây là vui thú lớn nhất đời. Bản thân ta có quá nhiều việc vặt, giải quyết xong chuyện ở Tây Thổ, chỉ sợ sau này phải chống thương ra tay, giải quyết xong tai họa là thượng thương. Hơn nữa Duyên Khang còn có rất nhiều chuyện phải làm. Không bằng như vậy, hắn hưng phấn nói, chúng ta chơi một thời gian tại Tây Thổ, sau đó ngươi theo ta đi Duyên Khang. Ta dẫn ngươi đi dạo khắp nơi, nhìn chỗ bất phàm của Duyên Khang quốc, nói không chừng ngươi sẽ thích Duyên Khang. Hòa Y Y lộ ra vẻ động tâm, nhưng lắc đầu nói, chỉ sợ không được. Hòa gia còn cần ta, ta không thể vứt bỏ bọn họ không để ý tới. Quân Thành đi vào Kiếm Hà thung lũng, dừng lại. Thời khắc này Kiếm Hà thung lũng đèn đuốc sáng trưng, vô cùng lộng lẫy, cũng chiếu sáng cả dãy núi và Kiếm Hà. Chúng ta đi chủ điện. Hòa Y Y bước trên một tảng đá lơ lửng, mang theo hắn và Hùng Kỳ Nhi bay vào chủ điện trong thành, nói, rất nhiều thủ lĩnh Hòa gia ta sẽ tới đây, ta cần chuẩn bị một chút.
Cũng không lâu lắm, rất nhiều nhân vật cao tầng Hòa gia trong quân thành tới đây, có nam có nữ. Chỉ là số lượng nam tử ít, lấy nữ tử chiếm đa số, nhao nhao vào điện tới bái kiến Hòa Y Y. Hòa Y Y mời Thế gia rất nhiều cao tầng ngồi vào chỗ, để Tần Mục tương bồi, nói, các vị, đây chính là Thiên Ma giáo Tần giáo chủ thống trị thánh địa tại Trung Thổ Duyên Khang Quốc. Mọi người trong điện xôn xao, một vị bà lão run rẩy tán dương, trận sư quả thật bất phàm, có thể bắt giữ Thiên Ma giáo chủ, bây giờ có thể xin ban thưởng từ Chân Thiên Cung. Xin thưởng, Hòa Y Y bật cười, lắc đầu nói, Chân Thiên Cung Ngọc Cung chủ chỉ là tiểu tiện nhân mưu quyền soán vị mà thôi, làm sao xứng bắt giữ Tần giáo chủ, thứ cho ta nói thẳng, nếu không phải bá cậu ủng hộ nàng, nàng có thể ngồi lên vị trí cung chủ hay sao? Bụng của nàng bất tranh khí, những năm qua chỉ sinh con trai, không thể sinh con gái, nàng có tài đức gì? Người trong đại điện nhìn nhau, Hòa Y Y nhìn về phía Tần Mục mỉm cười, nắm tay Hùng Kỳ Nhi, cất cao giọng nói, các vị sư tỷ Hòa gia, vị này mới là tiểu công chúa Chân Thiên Cung. Hòa Y Y cười nói, tiểu công chúa Chân Thiên Cung ngay tại nơi này, Hùng cung chủ cũng cách đây không xa. Nếu Hòa gia chúng ta có thể giúp đỡ Hùng cung chủ diệt trừ tiểu tiện nhân Ngọc gia, lại lên vị trí cung chủ, chẳng phải đã vượt qua ban thưởng khi bắt Tần giáo chủ gấp trăm lần. Các vị, các ngươi đều là tộc lão trong tộc, các ngươi có ý kiến gì? Người trong đại điện im lặng một lúc. Nam tử Hòa gia không dám nói lời nào, ngược lại nữ tử có gan rất lớn, cũng có người đứng ra phản đối. Trận sư nghĩ lại. Trận sư, Ngọc gia bây giờ như mặt trời ban trưa, Hòa gia chúng ta làm sao có thể là đối thủ của Ngọc gia? Huống chi, còn có bá cậu ủng hộ nàng. Nói hay lắm, Hòa Y Y cười tủm tỉm nói, cho nên liên thủ với Thiên Ma giáo, có Thiên Ma giáo giúp đỡ, còn sợ Ngọc gia hay sao? Nếu như các ngươi cho rằng còn chưa đủ, như vậy liên thủ với Mộc gia, La gia, có lẽ các nàng cũng có tâm lễ nghĩa liêm sĩ, không phục Ngọc gia lâu nay. Lại có một nữ nhân trung niên đứng lên, nói, Ngọc gia bây giờ trưởng quản Chân Thiên Cung, thế lực lớn cỡ nào? Trận sư ngươi là gia chủ nhưng ta không có bị điên. Trận sư nghĩ lại, lại có một bà lão đứng dậy, chống gậy nói, không thể dung tính mạng Hòa gia chúng ta đánh cược vào việc này. Lại có một nữ tử đại nghĩa lẫm liệt nói, cơ nghiệp vạn năm của Hòa gia chúng ta không thể hủy hoại trong chốc lát. Nếu trận sư khư khư cố chấp, như vậy nhường ra vị trí gia chủ đi. Không sai, nhường ra vị trí gia chủ. Hòa Y Y nhìn chung quanh, vẻ mặt ôn hòa, nói, còn có trưởng lão nào có ý kiến không? Yên tâm nói đi, lớn mật nói đi. Dù sao đây là việc trong tộc, các ngươi đều là cô thẩm thẩm nải nải tổ nải nải của ta là vãn bối, có thể thương lượng. Lại có mấy trưởng lão trong tộc đứng ra, dùng lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích, Hòa Y Y chờ thêm giây lát, không có những người khác đứng lên phản đối, cười nói, xem ra các vị cô nải nải tổ nải nải đã quên, ta làm trận sư như thế nào, thành gia chủ như thế nào. Những người đứng trong đại điện sợ hãi, đang muốn xông ra khỏi cung điện này, đột nhiên quân thành phát ra tiếng nổ vang. Lòng đất tuôn ra một đám lồng giam và bắt giữ tất cả người phản đối, khóa bọn họ vào trong lồng giam chìm vào lòng đất. Hòa Y Y vỗ tay một cái, cười nói, chờ đến khi ta diệt trừ Ngọc gia, lại thả các ngươi đi ra hoạt động một chút. Các trưởng lão khác còn có ý kiến gì không? Người trong đại điện đứng dậy, không người xuống, trăm miệng một lời, nghe trận sư sai bảo. Hòa Y Y nhìn về phía Tần Mục, cười nói, Tần giáo chủ thấy thủ đoạn của ta như thế nào? Tần Mục cười nói, Y Y tỷ là nữ tử hiếm có. Ánh mắt Hòa Y Y lưu chuyển, có mấy phần ngượng ngùng, thấp giọng nói, đêm nay, cửa sổ ta không đóng. Nếu ngươi bò vào, chúng ta có thể tâm tình trận pháp suốt đêm, có thể giao lưu sâu hơn một ít, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.